Chương 426 mấy vị thầy cô đều chừng hai mắt, thầy Bạch Mi nói, hắn có tới ba hệ muốn tu luyện. Tu vi lôi hệ cùng hỏa hệ đã đủ cao, nếu như triệu hoán hệ cũng tới cấp trung, vậy tốc độ tu luyện của người này cũng thật đáng sợ. Rốt cuộc Mạc Phàm vẫn không có sử dụng tới pháp thuật cấp trung triệu hoán hệ, điều này làm cho tất cả giáo viên đều lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thực sự suýt chút nữa liền bị cái tên này hù chết. Cũng may là hắn không có khế ước thú. Thực ra hệ triệu hoán của Mạc Phàm đã sớm tới cấp trung rồi tinh đồ hệ triệu hoán của hắn cũng đã có thể phát họa đặc biệt thành thạo. Vấn đề ở đây là hắn không có tiền. Muốn mua sắm và bồi dưỡng một con khế ước thú có thực lực ở cấp bậc như tật tinh lang cũng phải tiêu tốn không dưới 40 triệu. Còn nếu mua ấu sủng mà thực lực không bằng tật tinh lang thì cũng không có ý nghĩa gì. Trên đấu trường, triệu quý sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chờ đến khi xác định Mạc Phàm thực sự không có khế ước thú, hắn mới tự tin nở nụ cười. Phong ba huyên náo của lần khiêu chiến này toàn trường đều biết mà nếu như triệu quý có thể thành công lát hít tên đại ma đầu này, thì thanh danh của hắn nhất định sẽ tăng cao, gia tộc bên kia có lẽ cũng sẽ càng ngày càng coi trọng hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu quý đã biết Mạc Phàm không còn bao nhiêu sức chiến đấu nên cũng không cho Mạc Phàm quá nhiều cơ hội. Pháp thuật trung cấp hỏa hệ liệt quyền bắt đầu cháy rừng rực trên nắm đấm của hắn. Trước khi phát ra trung cấp pháp thuật, quanh thân triệu quý xuất hiện một mặt khiến ánh sáng hình cung bao quanh hắn hào quang màu vàng óng hình thành che chở một góc 360 độ, bảo vệ hắn hoàn mỹ trong đó. Dù cho sơ cấp pháp thuật của Mạc Phàm có uy lực mạnh mẽ nhưng nó cũng không có cách nào làm nổ phòng ngự quan hệ của Triệu Quý. Hơn nữa, Triệu Quý sử dụng chính là ma pháp quan hệ được tăng phúc bởi linh chủng, năng lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều so với các loại ma pháp quan hệ thông thường. Mạc Phàm ghét nhất chính là pháp sư song tu hỏa cùng thổ, mà đồng dạng Mạc Phàm cũng không thích gặp phải năng lực phòng ngự của quan hệ. Bởi vì pháp thuật của hệ quang có thể hoàn mỹ khắc chế sức mạnh hệ ám ảnh, hệ của hắn, Thiên Quân Phích Lịch Dạ Xoa. Mạc Phàm trực tiếp vận dụng trung cấp pháp thuật, ngón tay chỉ xéo bầu trời đêm, một mảnh lôi vân màu đen cấp tốc xuất hiện phía trên đỉnh đầu Triệu Quý. Một ánh chớp lập lòe xuất hiện trên ngón tay Mạc Phàm, lôi vân lập tức cộng hưởng. Một đạo sấm sét màu đen chớp giật cực kỳ chói mắt lập tức đánh xuống mặt đất. Thời điểm lôi điện đánh xuống phân liệt ra vô số tia chớp nhỏ, như một ma trảo màu đen xé ngang vùng không gian này khiến cho khoảng hư vô kia tựa hồ cũng đang run rẩy phích lịch dạ so uy lực kinh người có thể nói rằng trừ liệt quyền cửu cung nó chính là ma pháp có uy lực mạnh nhất thế nhưng triệu quý giảo hoạt ngược lại cố ý muốn dụ dỗ mặc phàm sử dụng pháp thuật trung cấp để tiêu hao ma năng thời điểm hắn nhìn phích lịch xuất hiện liền tắt toàn bộ hỏa diễm trên nắm đấm cấp tốc phác họa quan hệ pháp thuật quang hữu họa bích từng đạo từng đạo hào quang màu vàng nhanh chóng bệ lại phía trên triệu quý chúng hóa thành một khối tinh thể hình cung giống như Mức tường ánh sáng màu vàng trôi nổi tại đó. Sức mạnh phích lịch nổ xuống tường thánh quang tựa như bị hấp thụ. Nguyên bản sức nổ mạnh đủ, để tạo thành hiệu quả hủy diện quần thể to lớn rốt cuộc lại bị hóa giải lặng yên, không một tiếng động. Sấm sét màu đen không ngừng bị phân giải, hóa thành vô số tia trải rộng trên toàn bộ quang hữu họa bích khổng lồ. Dần dần những tia sấm sét bắt đầu biến mất, cuối cùng lôi vân cũng toàn bộ bị tan ra. Muốn thừa thế xông lên giết chết ta. Như vậy sau khi ngươi triển khai pháp thuật trung cấp, thì còn lại bao nhiêu khí lực để tiếp tục chiến đấu tiếp với ta đây? Triệu Quý nham hiểm cười. Mạc Phàm cũng không để ý khiếu khích của Triệu Quý, hắn đứng tại chỗ bộ dạng giống như đèn đã cạn dầu. Nên vì sự ngông cuồng của ngươi mà trả giá một chút. Tay phải của Triệu Quý lần nữa bốc cháy lên liệt diễm. Hỏa diễm trải ra bốn phương tám hướng, theo sự phác họa của Triệu Quý mà toàn bộ thu liễm ở trên cổ tay hắn, tựa như núi lửa sắp sửa phun trào. Liệt quyền địa sát. Triệu Quý đồng dạng cũng là cường giả nắm giữ hỏa diễm linh cấp, uy lực liệt quyền địa sát của hắn thuộc một cấp bậc với lý ngọc khiết kia hỏa diễm đỏ rực soi sáng một mảnh đấu trường mạc phàm không thể không sử dụng minh ly thuẫn đồng thời không ngừng lui về phía sau tận lực cách trung ương của liệt quyền địa sát có uy lực kinh khủng kia xa một chút mặc dù minh ly thuẫn giúp hắn đỡ được phần lớn sức mạnh nhưng những đoá hoa lửa nóng bỏng của địa sát vẫn đánh vào trên người mạc phàm áo của hắn cũng bị đốt thành cho để lộ ra một mảng lồng ngực bị phỏng hỏa diễm tràn ngập toàn thân mạc phàm nếu không phải bản thân hắn cũng nắm giữ hỏa hệ linh cấp nên bản thân có khả năng kháng hỏa nhất định thì thân thể đã sớm bị thiêu đến thay đổi hoàn toàn rồi minh ly thuẫn có thể ngăn cản hoa lửa của ma pháp liệt quyền địa sát có năng lượng thật lớn đủ để thiếu cháy thân thể người thành trò bụi thế nhưng nó không chống lại được triệu quý nắm giữ linh trùng hỏa diễm có hiệu quả thiêu đốt rất mạnh mạc phàm bị thương ngọn lửa này làm hắn đau đến nhe răng há miệng trên người cũng xuất hiện dấu vết bị bỏng rõ ràng triệu quý nhìn thấy mạc phàm bị hắn đả thương trên mặt nở nụ cười cảm giác chiến thắng đã rất gần với bản thân rồi quang hữu họa bích của hắn đã biến mất dưới tình huống này chỉ cần hắn đánh mạc phàm một quyền thì cuộc chiến này sẽ triệt để kết thúc liệt quyền địa sát còn lưu lại một đám lớn hỏa diễm trói mắt vẫn đang thiêu đốt hừng hực trong một mảnh lửa hồng mạc phàm sử dụng minh ly thuẫn ánh lửa làm phản chiếu lên nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt của hắn đột nhiên một đạo gai nhọn như trường mâu bên trong minh ly thuẫn không chút dấu hiệu từ chính giữa tấm khiên này lấy tốc độ cực nhanh bắn ra ngoài đây chính là hiệu quả phản kích đặc thù của Minh Ly Thuẫn, Minh Ly phản sát. Nó xuyên qua ngọn lửa liệt quyền địa sát đang thiêu đốt, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Quý vẻ mặt có chút đắc ý kia. Minh Ly phản sát giống như một thanh kiếm lạnh lẽo, từ trong đêm tối mạnh mẽ cắt ra một mảnh khu vực hỏa diễm đỏ chói. Mà trong lúc đắc ý, Triệu Quý không hề phát hiện ra. Đợi cho cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống kia kéo tới, hắn mới thầm hô không tốt. Nham Trướng, trên ghế trọng tài Ngụy Vinh phản ứng cực nhanh, trong tay liền xuất hiện một luồng nguyên tố màu nâu. Hầu như không ai nhìn thấy tinh đồ hắn phác họa, một bức tường nham thạch đã xuất hiện trước mặt triệu quý. Ồ, oh, Minh Ly phản sát kia mạnh mẽ xuyên qua phòng ngự nham thạch này, vị trí của mũi tên gần như đâm vào mặt của triệu quý. Mồ hôi lạnh của triệu quý ào ạt tuôn ra, thân thể của hắn cứng lại tại chỗ. Triệu quý có chút khó tin nổi nhìn nham thạch bảo vệ trước mặt, rồi lại có chút sợ hãi nhìn gai nhọn từ Minh Ly thuẫn, suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn triệu quý nếu như đối mặt với yêu ma thì ngươi đã mất mạng rồi ngươi thua xuống đây đi ngụy vinh hừ lạnh một tiếng triệu quý bộ dạng hồn phi phách tán hắn không tài nào nghĩ ra được tại sao mặc phàm nhìn như không có sức chiến đấu lại có thể tung ra một đòn hồi mã thương giống như bò cạp độc sắp chết bởi vậy nên triệu quý đã hoàn toàn thả lỏng để thư giãn một chút nào biết chính mình lại là người thua trận khiếu chiến trọng yếu này hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy vết bỏng rõ ràng trên người mạc phàm mạnh mẽ chống đỡ một chút tôn nghiêm sau khi thất bại nói làm hắn bị thương cũng được rồi ủng hộ kênh qua linh halayji com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé học viên hỏa viện một mảnh im lặng bọn họ đều không nghĩ tới triệu quý người mạnh nhất trong số những người khiếu chiến lại thua trận triệu quý thật sự quá không cẩn thận rồi rõ ràng đang là cục diện thắng lợi hắn lại miễn cưỡng bị mạc phàm cho một đòn hồi mã thương lại nói thuẫn ma cụ của đối phương không khỏi quá đặc thù dĩ nhiên nắm giữ hiệu quả phản kích như vậy người bình thường đúng là không thể nào nghĩ tới điểm này quan trọng nhất chính là đại ma đầu này quả thật bị thương bởi liệt quyền của triệu quý dáng vẻ một bộ bại tướng ai mà biết được thuẫn ma cụ kia lại giấu giếm sát cơ như thế hiệu quả phòng ngự của minh ly thuẫn không tính là rất mạnh nhưng mà năng lực phản kích lại không tồi đúng là không phí tiền mua mạc phàm cất minh ly thuẫn đi tự lẩm bẩm hắn vốn muốn cười vừa vặn vết bỏng kia làm hắn đau đến mức không cười nổi vết bỏng này cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng nhưng mà cũng đủ khiến hắn không có cách nào tập trung tinh thần phác họa tinh quỹ triệt để mất đi sức chiến đấu triệu quý đi tới đối diện sân đấu đôi mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm mặc phàm không hề để ý suýt chút nữa đụng phải một nam tử có mái tóc nhuộm vàng óng ánh nam tử tóc vàng kia da rẻ trắng nõn sống mũi vểnh cao khuôn mặt chữ điền góc cạnh của người phương tây nhưng lại không mất đi vẻ đẹp trai của người phương đông so với làn da trên mặt tràn đầy sắc tố màu đen kỳ quái của triệu quý thì nam tử này xác thực xuất sắc hơn nhiều thì ra ngươi cũng ở đây ha ha chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể làm văng danh tên tuổi của triệu thị chúng ta rồi triệu quý nói với nam tử có mái tóc vàng óng nhưng mà mùi vị hỏa diễm của ta khẳng định làm cho hắn rất là khó chịu từng mảnh từng mảnh da thịt bỏng rát đau đớn nam tử tóc vàng cao hơn triệu quý nửa cái đầu ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống triệu quý Bỗng nhiên, nam tử tóc vàng vung tay lên, một cái một bạt tay như trời giáng đánh xuống mặt Triệu Quý. Đùng, cái bạt tay này đánh cực kỳ vang dội. Trên sàn thi đấu mọi người đang bàn luận tiếp theo, nên xử trí đại ma đầu như thế nào thì đột nhiên phát hiện Triệu Quý bị đánh. Lập tức, ánh mắt mọi người dồn dập tập trung nhìn vào nơi đây. Người này là ai vậy? Đúng đấy, tên Triệu Quý này không phải dạng vừa. Vậy mà hắn mà cũng dám đánh? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy ta không thấy? Sao Triệu Quý lại bị đánh? Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, bọn họ thấy rõ ràng Triệu Quý bị người đánh cho lùi lại mấy bước, mấy cái răng dính đầy máu thậm chí đã rơi xuống đất. Một bạt tai của nam tử tóc vàng không biết nặng bao nhiêu, máu từ khóe miệng Triệu Quý tràn ra, đôi mắt hắn tràn đầy phẫn hận nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Triệu Quý nhìn chằm chằm người em họ này, càng nhìn càng khó mà tin được, ta không phải chỉ thua một lần khiêu chiến à? Triệu Quý tận lực ẩn nhẫn. Những người quen thuộc với Triệu Quý đều cảm thấy khó mà tin nổi tên này vẫn luôn là người có thủ tất báo tại sao thời điểm đối mặt với người này một chút tức giận cũng không có trước mặt nhiều người bị đánh một bạt tai mạnh mẽ như thế chẳng lẽ còn chưa đủ mất thể diện chẳng lẽ không nên xông lên liều mạng với người kia cút ngay cho ta trước khi ta trực tiếp phế bỏ ngươi nam tử có mái tóc vàng óng căm tức nói triệu quý rõ ràng thân phận của triệu quý thấp hơn người kia rất nhiều cho dù hắn có chịu bao nhiêu sỉ nhục đi nữa thì cũng không dám hé môi nửa câu hắn liếc mắt nhìn dưới chân cố nén giận dữ nhanh chóng rời đi vị bạn học này ở trong trường có hành động thổ lỗ vậy không tốt lắm đâu thầy giáo bạch mi liếc mắt nhìn cơn thịnh nộ rất lớn của nam tử tóc vàng óng mang theo vài phần khuyên bảo nói xin lỗi thầy bạch ta chỉ xử lý việc nhà thôi nam tử có mái tóc màu vàng trên môi rất nhanh hiện lên một nụ cười hình tượng lúc này của hắn cùng với người hung thần ác sát lúc này giống như hai người khác nhau ngụy vinh cũng nhìn thấy một màn này học viên của chính mình bị đánh hắn đương nhiên không cao hứng có điều nhìn thấy triệu quý ngay cả một câu cũng không dám cãi thì đại khái có thể đoán được nam tử tóc vàng này có lai lịch không nhỏ bởi vậy hắn cũng không quản việc không đâu rất nhiều người đều không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra chỉ có mạc phàm trên đài lại nở nụ cười hơn nữa năm không thấy tính khí lúc nào lại lớn như vậy mạc phàm có vẻ quen biết với nam tử tóc vàng kia đứng ở trên đài mở miệng chào hỏi ngươi đúng là vẫn như xưa nếu không phải nhàn rỗi tẻ nhạc nghe về trận khiêu chiến lớn này ta cũng không biết ngươi đã về trường học nam tử tóc vàng óng cũng nở nụ cười giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại khiêu chiến bình thường mà thôi mạc phàm đáp vậy ta quản không được rồi ta chỉ để ý những ai tổn thương bạn của triệu mãn duyên ta chẳng cần biết hắn là kẻ nào ta đều sẽ không khách khí với hắn huống hồ chỉ là một con chó nhà ta nuôi mà thôi triệu mãn duyên nói tóc nhộn không tồi mạc phàm cười nhạt ta cho rằng lần này nhìn thấy ngươi sẽ là ở trong quan tài. Rất tốt, tích cực tham gia hoạt động trường học. Triệu mãn duyên nở nụ cười, trong đôi mắt có gì đó lóe qua. Lần trước nhìn thấy mạc phàm, đó là một mạc phàm mái tóc dựng ngược lên trời, trên người lượn lở một luồng năng lượng tràn ngập khí tức tà ác. So với cái gọi là, thí nghiệm ác ma của tên ma quỷ quân thống lục nghiên kia lại càng đáng sợ hơn. Con tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đã hóa thân ác ma này, để Triệu Mẫn Duyên cực kỳ mừng rỡ xúc động chính là hôm nay lại nhìn thấy Mạc Phàm, sống sờ sờ đứng ngay trước mặt. Cảnh tượng này dường như giống hệt năm đó tên này lần thứ nhất tiến vào Minh Chân, học phủ ngông cuồng cướp đoạt tài nguyên toàn hệ, một thân một mình đứng tại nơi đây liên tục khiêu chiến 200 học viên hỏa hệ. Triệu Mãn Duyên xác nhận được Mạc Phàm không có chết, lo lắng trong lòng cũng lập tức tản đi. Thằng chó Triệu Quý kia dám làm tổn thương huynh đệ sinh tử của Triệu Mãn Duyên này. Khi trở về, bản thiếu gia nhất định phải cẩn thận trừng trị hắn cái mạng của triệu mãn duyên hắn chính là do mạc phàm cứu lại mạc phàm chính là ân nhân của triệu gia bọn họ mà một thân tu vi cùng với linh chủng của triệu quý là do triệu gia ban cho đánh hắn một bạt tai như vậy là đã nhẹ lắm rồi triệu mãn duyên cũng không quấy dày nhã hứng khiêu chiến toàn bộ hỏa viện của mạc phàm hắn tùy ý ôm cô bạn gái mới tìm vị trí tốt ngồi xuống xem trò vui mạc phàm nhìn thấy triệu mãn duyên lại đổi bạn gái cũng không nói gì thêm hắn đã sớm cạn lời với tên này từ lâu rồi Người kế tiếp khiêu chiến, tên 467. Ngụy Vinh đọc tên người khiêu chiến. Nhưng mà triệu quý đã thua trận, những người khiêu chiến sau đó cũng không tạo ra chút uy hiếp nào cho Mạc Phàm. Kẻ lên đài rất dễ dàng liền bị Mạc Phàm đánh bại. Số người khiêu chiến đã vượt qua 200 người, chiến đấu tới lúc này đã kéo dài đến tận nửa đêm. Đổi lại thường ngày, mọi người sớm đã ở bên trong phòng trọ nghỉ ngơi hoặc là tiến vào minh tu, thế nhưng người có mặt ở cuộc so tài hôm nay lại đông như mắc cửi những người khiêu chiến sau triệu quý đều không có uy hiếp gì đối với mạc phàm dù cho hắn không có tiêu tốn bao nhiêu ma năng cho trung cấp ma pháp toàn bộ bọn họ đều bị thương rời khỏi trận đấu dưới tình huống mạc phạm sử dụng những công kích cấp thấp bất quá dần dần mọi người cũng phát hiện ra một chuyện đáng vui mừng đó là mạc phàm đã có chút sức cùng lực kiệt rồi kỳ thực lúc đánh cùng triệu quý mạc phàm trên cơ bản đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu rồi hắn có thể đánh bại triệu quý đều dựa vào một chiêu xuất kỳ bất ý của minh ly Huấn để thắng hiểm mà thôi. Cuối cùng đại ma đầu cũng khô hạn chiến lực rồi. Tiếp theo hẳn là chỉ cần một tên xếp hạng trước 200 thì chống đỡ hắn một chút cũng sẽ không khó. Đừng nói là top 200, chỉ cần không phải đám ngu ngốc xếp ngoài top 600 thì trên cơ bản đều có thể kết liễu hắn. Mấy học viên Hỏa Viện nghị luận với nhau, cũng không biết các ngươi cao hứng cái gì. Mấy người các ngươi đã luân phiên hơn 200 người rồi đó. Một tên học viên hệ khác cười nhạo, ít nhất cũng còn hơn là toàn quân bị diệt. Nếu như vậy toàn bộ học viên hỏa hệ liền thực sự trở thành trò cười rồi. Uy hiếp của đại ma đầu Mạc Phàm đã trở thành sự thật. Bọn họ bây giờ đúng là bắt đầu cảm thấy sợ tên học viên chuyển hệ này. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là nếu người này nếu như hoàn thành hết toàn bộ khiêu chiến, hỏa viện bọn họ lúc đó đừng nghĩ ngẩng đầu lên được trước những viện hệ khác. Người thi đấu cuối cùng, hạng 173 chu đồng. Ngụy Vinh vỗ đùi gọi to. Bất chi bất giác chỉ còn lại người cuối cùng khiêu chiến, ngay cả bản thân ngụy vinh cũng cảm thấy tên chuyển hệ sinh này có chút đáng sợ mặc dù đây là xa luân chiến chứ không phải quần chiến số học viên hỏa hệ bị mạc phàm đánh bại nhiều đến mức thậm chí đủ để xếp thành một bức tường cao rồi các học viên hỏa hệ khi nghe rằng người khiêu chiến cuối cùng cư nhiên lại là người xếp hạng 173, chu đồng bỗng cảm giác như được hồi sinh ngay cả khi mặc phàm có thể niệm ra được một cái pháp thuật thì hắn cũng không thể đánh bại được người trong top 200 của hỏa hệ có vẻ ông trời đối với bọn họ rất công bằng cái tên chu đồng này đúng là kiếm được món hời lớn nếu sớm biết ta đã đi báo danh không chừng có thể là người cuối cùng khiêu chiến một học viên có vẻ không cam lòng nói với mấy học viên bên cạnh cũng đừng vui mừng sớm hỏa hệ chúng ta bị tên chuyển hệ sinh trực tiếp giải quyết đi hơn 200 người sau này ta cũng không dám nói mình là học viên hỏa hệ một học viên khác lập tức dội cho hắn một số nước lạnh dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt tên học viên kia ngượng ngùng bào chữa cái này thì đúng cái này thì đúng Mấy học viên bên cạnh hắn lập tức gật gù đồng ý. Hạng 173 Chu Đồng chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chu Đồng là một người vóc dáng thấp, hàm răng phía trên lại mọc thêm đôi răng cửa to dị hợm, cặp mắt tí hí tràn ngập kiêu ngạo. Tướng mạo của hắn thật sự là không dám khen tặng. Ta còn tưởng rằng ta báo danh chậm, như vậy sẽ bỏ lỡ mất cơ hội trăm năm có một này chứ. Vậy mà không nghĩ rằng ngươi có thể cầm cự được tới tận bây giờ. Chu Đồng nhìn mặc Phàm, nở nụ cười y như một con chuột, mở miệng nói nhìn qua tưởng rằng chu đồng tùy ý nói chuyện nhưng trên thực tế cặp mắt gian xảo của hắn lại không biết vô tình hay cố ý hướng đến một người mà kẻ đó chính là lưu kiềm chu đồng với lưu kiềm thật ra quan hệ rất bình thường thế nhưng khi biết hắn là tên khiêu chiến cuối cùng lần này lưu kiềm đã nhờ hắn giúp một vấn đề nho nhỏ chuyện đó chính là muốn mạc phàm bị thương nặng ít nhất là nằm liệt giường một tháng nếu hoàn thành tốt chu đồng sẽ nhận một số tiền không hề ít từ lưu kiềm chu đồng đối với mạc phàm không hận không thù mặc dù mạc phàm có sỉ nhục hỏa hệ nhưng việc ấy không gây ảnh hưởng tới chu đồng quá nhiều tuy nhiên nếu có tiền thì mọi việc sẽ khác chẳng qua chỉ là tên pháp sư đã cạn kiệt ma năng mà thôi chu đồng hắn có thể ung dung giải quyết dễ dàng khỏi phải nói cuộc giao dịch này đối với hắn có lợi tới mức nào mạc phàm đứng đó mặt có chút tái nhợt trận chiến này kéo dài quá lâu ma năng của hắn tiêu hao hầu như không còn hơn nữa thương thế trên người hắn dường như đang dần chuyển biến xấu đi có thể chống đỡ tới hiện tại quả không dễ dàng chút nào thầy ngụy vinh thầy mau mau tuyên bố bắt đầu đi đừng để hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi chu đồng thúc giục bộ dáng không thể chờ đợi được nữa mà muốn thu được cái thành quả thắng lợi này càng nhanh càng tốt ngụy vinh gật đầu vừa mới tuyên bố bắt đầu trận đấu thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời của hắn hôm nay tới đây thôi tiêu viện trưởng không biết từ khi nào đến đây đúng lúc hắn tuyên bố bắt đầu thì ngăn cản tiêu viện trưởng viện trưởng các thầy cô giáo đều vội vàng hành lễ bao gồm cả ngụy vinh mặc dù hòa viện không thuộc quyền quản lý của tiêu viện trưởng nhưng dù gì người ta cũng là viện trưởng bất kể thế nào hắn cũng phải lễ nhượng ba phần mạc phàm ngươi xuống đây đi không cần phải cá chết lưới rách điều đó không tốt gì cho sự phát triển của ngươi ở hỏa hệ sau này tiêu viện trưởng nói với mạc phàm há ngài nói cũng đúng mạc phàm gật đầu hướng về thầy ngụy vinh nhận sai hướng về các đàn anh đàn chị ở hỏa hệ nhận lỗi dù sao ngươi cũng là người mới đến tiêu viện trưởng dường như muốn chủ trì đại cục nói cái này được thôi mạc phàm không phải là người hiếu thắng trần trừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của tiêu viện trưởng nếu tiêu viện trưởng đã lên tiếng tiếp tục hao tổn nữa cũng không có lợi mạc phàm nhìn ngụy vinh khẽ cúi đầu xin lỗi sau đó hắn lại hướng các học viên hỏa hệ cúi đầu với bọn họ nhìn thấy đại ma đầu thoạt như thành ý nhưng xin lỗi hoàn toàn không đến nơi đến trốn đám học viên hỏa hệ lập tức ngốc mắt trong giây lát theo suy nghĩ của bọn họ mạc phàm không phải là nên hướng từng người bọn họ nhận lỗi sao làm sao chỉ một câu nói của tiêu viện trưởng lại đem cái tội danh này toàn bộ rũ bỏ sạch sẽ như thế tiêu viện trưởng nếu hắn không cúi đầu xin lỗi với từng người trong hỏa hệ thì sau này chúng ta làm sao có chỗ đứng được nữa rốt cục có người không nhịn được hỏi nếu thật sự tiếp tục thì chu đồng nhất định không phải là đối thủ của mạc phàm tiêu viện trưởng nhỏ giọng nói với ngụy vinh cố hàn một bên cũng gật gật đầu kỳ thực hắn sớm đã ra hiệu với ngụy vinh nhiều lần nhưng hắn ta vậy mà lại không phát hiện ra tiêu viện trưởng không muốn quá nhiều người biết thiên phú thật sự của mạc phàm dù sao cũng sắp tới thế giới học phủ chiến hắn phải ẩn giấu đi chuyện mạc phàm sở hữu tới bốn hệ chuyện này bại lộ quá nhiều cũng không có lợi cho họ bởi vậy tiêu viện trưởng liền nhỏ giọng nói với ngụy vinh vài câu ngụy vinh vốn không ngốc mặc dù tiêu viện trưởng nói rất mơ hồ nhưng hắn cũng không khỏi hoảng hốt một hồi rất nhanh hắn cũng rõ ràng tại sao tiêu viện trưởng lại đứng ra chủ trì chuyện này Ngày ấy thật ra là đang bảo vệ danh dự của bọn họ đấy. Tiêu viện trưởng tất nhiên biết Mạc Phàm là tên biến thái có bốn hệ. Trận đấu này nếu tiếp tục kéo dài, với cái tính tình có chút cố chấp của hắn thì chắc chắn sẽ sử dụng ám ảnh hệ. Cân nhắc tới tương lai còn muốn Mạc Phàm tham gia giải thi đấu thế giới học phủ, tiêu viện trưởng không muốn cái hệ này bảo lộ ra, dù sao giải đấu này với học viện vô cùng trọng yếu. Nếu như vậy hôm nay chấm dứt ở đây Ngụy Vinh cũng không dám dây dưa. Tiêu viện trưởng nói mấy câu kia, hắn cũng không dám đem danh dự hỏa hệ đem ra đùa giỡn nếu mạc phàm đã xin lỗi hắn cùng học viên hỏa viện thì cũng nên bỏ qua là vừa chuyện này không thể quên đi như vậy để chu đồng tiếp tục đánh với hắn đúng vậy hắn đã nói hỏa hệ đa phần đều là phế vật phải để hắn cúi đầu xin lỗi từng người chúng ta ngụy vinh đã hài lòng với kết quả này nhưng mà đám học viên hỏa hệ kiêu ngạo cứng nào này thì không như vậy bọn họ muốn mạc phàm cúi đầu xin lỗi với từng học viên hỏa hệ bọn họ dù gì hôm nay xem như đã mất hết mặt mũi rồi nếu bọn họ không bắt hắn cúi đầu nhận lỗi thì làm sao cứ vãn danh dự được nữa hắn không phải rất ngông cuồng sao ta thừa nhận thực lực hắn rất mạnh có lẽ là mạnh đến nỗi đa số chúng ta đều đánh không lại hắn nhưng nếu mà hắn muốn trắng trợn dẫm lên danh dự của chúng ta như vậy thì hắn muốn đi cũng khó rồi ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé các học viên bị mạc phàm đánh bại đương nhiên là nổi giận trong lòng hiện tại hắn không thể chống đỡ nổi rõ ràng là sắp thua tuyệt đại đa số đám người này đều không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ta nói đám người hỏa viện các ngươi đừng có mà không biết xấu hổ như thế. Đổi lại là ta có thể liên tục đánh bại 200 người như vậy, thì sớm đã không còn một điểm tính khí nào, rồi. Làm sao mà có tâm tư xin lỗi từng người các ngươi, không ngại mất mặt sao, ngài đồ đồ dã đến đây quan sát từ lâu mắng. Đúng đấy không chừng người ta vì muốn hỏa hệ không quá lúng túng, nên mới có lòng tốt tha cho các ngươi. Không ngờ các ngươi được đằng chân lân đằng đâu như vậy những người hệ khác đa phần đều đứng về phía mạc phàm không nghe tiêu viện trưởng cùng với thầy ngụy vinh đã nói quên đi sao các ngươi vì đố kỵ mạc phàm hôm nay quá nổi bật mà còn viện cớ giữ gìn tự tôn cái gì buồn cười người của hỏa viện xưa nay hung hăng bá đạo không đem các viện khác để vào mắt ngày hôm nay bọn họ bị một chuyển hệ sinh trừng trị thật sự khiến lòng người hà hê mà nghe học viên các hệ khác nói như vậy đám học viên hỏa hệ này lại càng tức giận càng không muốn để cho mạc phàm chạy trốn ai cần lời xin lỗi tập thể họ càng muốn nhìn thấy cái tên hung hăng ngông cuồng này, cúi đầu xin lỗi từng người từng người bọn họ. Ngụy Vinh nghe được tiếng phản đối của chúng học sinh, sắc mặt lập tức âm trầm rất nhiều. Bản thân Ngụy Vinh có tướng mạo thô cuồng một khi sệ mặt xuống, liền làm người khác cảm giác càng thêm hung thần ác sát. Toàn bộ hòa viện vẫn đặc biệt kính nể vị chủ nhiệm hệ này, tất cả im miệng cho ta. Ngụy Vinh thô cuồng hô một tiếng, tiếng nói của hắn rất nhanh áp lên tất cả lời kháng nghị của mọi người, thật giống như ở trong học đường nếu lông mày Ngụy Vinh, xoay ngang liền không có người nào dám nhiều lời thêm nữa ánh mắt ngụy vinh nhìn quét này một đám học viên hỏa viện mở miệng nói ngày hôm nay ta đã rất thất vọng với các ngươi cuộc khiêu chiến này nơi tới đây nếu tiếp tục cơ bản cũng không có ý nghĩa gì nữa vốn là ta muốn để mỗi một học viên bên trong hỏa viện đều trở thành tinh anh trở thành pháp sư xuất sắc cho nên đối với chuyển hệ sinh bỏ dở nửa chừng mới hà khắc như vậy hắn đã dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình mạnh hơn tuyệt đại đa số học viên hỏa hệ nếu các ngươi có bất mãn với hắn thì sau ngày hôm nay hãy đường đường chính chính khiêu chiến hắn mà không phải ồn ào vào lúc này để lấy lại một chút tự tôn kia tự tôn là cần dựa vào hai tay chính mình để giành lấy ta hy vọng có một ngày có một học viên nào đó đánh bại chuyển hệ sinh thời điểm hắn cực thịnh nhất đó mới là sự bàn giao tốt nhất với hỏa viện chúng ta lời nói này của ngụy vinh vang vọng ở trong đầu đông đảo các học viên hỏa viện mù quáng muốn theo đến nơi đến trốn cũng đã quên hôm nay bọn họ đã thua không ít người bắt đầu tự mình xấu hổ thầy bạch mi nhẹ gật đầu trên mặt mang theo nụ cười bộ dạng nếu sớm giải quyết như vậy cũng không đến nổi đưa tới nhiều chê trách trong hệ viện mạc phàm ngươi xuống đây đi vết thương trên người ngươi cũng không nhẹ cậy mạnh chống đỡ có thể sẽ làm lỡ trị liệu thầy bạch mi nói mạc phàm gật gật đầu hắn xác thực rất khó chịu còn may tiêu viện trưởng đúng lúc chạy tới hắn đi xuống đi tới bên cạnh tiêu viện trưởng há miệng lẩm bẩm một câu lão nhân gia ngày sao giờ mới đến tiêu viện trưởng cũng lườm hắn một cái mở miệng đáp chỉ có một chút việc khó chịu như vậy à Mạc Phàm cười hì hì, không nói gì nữa, mau mau đi trị liệu. Tiêu viện trưởng xem vết thương trên người Mạc Phàm cũng có chút không đành lòng vội vàng nói, Mạc Phàm đã định kết quả, bất kể là Hỏa viện hay những hệ viện khác chưa hết thòm thèm, cũng chỉ có thể rời đi trường thi đấu. Khiêu chiến này, bất quá trận này từ ban ngày vẫn đánh tới ban đêm, lần khiêu chiến này nhất định sẽ lưu truyền lâu dài trong trường học. Cũng còn tốt, linh trùng hỏa diễm giao cho người có kháng tính hỏa diễm rất mạnh. Đổi lại nếu là người khác bị thiêu đốt lâu như vậy, còn không đi trị liệu khẳng định là muốn nằm dưỡng bệnh mấy tháng. Thuật trị liệu ta dùng chỉ có thể để bề ngoài vết thương của ngươi khôi phục như cũ, nhưng vẫn sẽ lưu lại trong cơ thể của ngươi một ít hỏa tật, cần dùng một ít thuốc khắc thuộc tính rồi chậm rãi điều trị một tuần mới được. Thầy Bạch Mi sau khi cho Mạc Phàm kiểm tra xong thân thể thì nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu, trong ấn tượng nếu trong thân thể có hỏa tật thì đều không thể khinh thường, bằng không bệnh chậm rãi thẩm thấu vào nội tạng. Lúc ấy thuật chữa trị sẽ không thể trị hết, chỉ có thể dựa vào lượng lớn dược liệu cùng một ít phép thuật khôi phục để chậm rãi điều trị, giá của loại thuốc này đều không thấp, tỷ lệ các liệp pháp sư tiêu tốn ở mặt này chiếm rất lớn. Cảm ơn thầy Bạch Mi. Mạc Phàm nói. Nói đi thì nói lại, thể chất của ngươi giống như có chút kỳ quái, thân thể của ngươi có phải đã từng sử dụng phương thức điều trị không chính thống gì không? Thầy Bạch Mi thuận miệng hỏi một câu. Có nơi nào không bình thường sao? Mạc Phàm hỏi. Cụ thể ta cũng không nói ra được, nếu như là người bị ngọn lửa tổn thương, Thương thế của hắn nhất định sẽ chuyển biến xấu, chuyển biến xấu đến mức lúc tận cùng thậm chí có thể uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng ta phát hiện từ khi ngươi từ bên trên sàn khiêu chiến duy trì đến lúc nghỉ ngơi, vết thương của ngươi có tình huống chậm chậm khôi phục. Thầy Bạch Mi đáp, vậy này không phải chuyện tốt sao? Nói rõ ta có sức khôi phục kinh người. Thầy Bạch Mi lắc lắc đầu, lại đánh giá trên dưới mạc phàm một chút rồi nói tiếp, nếu như khôi phục bình thường đương nhiên ta sẽ không hỏi như vậy, nhưng thân thể của ngươi có chút kỳ quái nếu như có thể ta kiến nghị ngươi nên đi tìm một vị pháp sư hệ chữa trị, có thực lực càng mạnh hơn ta tiến hành kiểm tra toàn diện cho cơ thể của ngươi, ta cảm giác được trong thân thể ngươi có một luồng ước số rất táo bạo, không giống như nguyên tố phép thuật thông thường như bạch phép thuật, thứ nguyên phép thuật của chúng ta, không nói rõ được, nó rất giống với hắc phép thuật. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn vị thầy giáo Bạch Mi này. Chính mình đã từng từng thu được sức mạnh ác ma hệ, có vẻ như trong mắt một ít lão pháp sư ở phía Nam quân bộ những tàn dư, trong cơ thể tiêu tan gần hết rồi, người thầy giáo bạch mi này tu vi có vẻ phi thường cao nếu không phải như vậy thì làm sao nhận biết được những thứ này ác ma hệ đúng là một hệ phép thuật nó cũng bị liệt vào trong hắc phép thuật điều này làm cho mạc phàm không thể không nhìn vị thầy giáo bạch mi này với cặp mắt khác xưa được rồi ta sẽ lưu ý cảm ơn thầy giáo mạc phàm hồi đáp trở lại bên trong nhà trọ mạc phàm đã mệt bở hơi tai Ngà đồ đồ lắc một ngọc thỏ to lớn líu ra líu díu không yên bên cạnh sofa mạc phàm đang nằm cô nương này có vẻ đặc biệt hưng phấn, trong đôi mắt to hiếm thấy lập lòe mấy phần ánh sáng sùng bái đối với Mạc Phàm. Một bên Mục Nô Kiều thì lại càng lưu ý đến vết thương trên người hắn, có chút oán giận Mạc Phàm, mới vừa về trường học thì không nên náo động trắng trợn không kiên rẻ như vậy. Mạc Phàm nghe các nàng nói bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Quả thực hắn quá mệt mỏi, bất quá hôm nay lại đánh rất sảng khoái. Hơn nửa đêm Mạc Phàm tỉnh lại, phát hiện trên người mình được che kín bởi một tầng chăn dày đặc. Hiện tại trong đại sảnh oanh oanh yên yến đã hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Phàm đến tủ lạnh cầm ra một bình bia hoa quả, đổi chỗ nằm thành trên ban công có không khí càng tốt hơn một chút. Toàn thể học viên khu chủ giáo có thực lực mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Trong hỏa viện, người trời sinh linh chủng cũng xếp hạng hơn 100, 100 người trước đó chẳng phải không ít người đều có thể cùng mình tranh tài một phen, vậy trước 50 thậm chí trước người chẳng phải là một bầy quái vật sao? Mạc Phàm uống một hớp bia vị ba la lầm bầm lầu bầu nói rằng, huống hồ nãy vẫn chỉ là toàn bộ học viên của một hệ viên trong chủ giáo khu mà thôi. Nếu phóng tới tất cả bên trong hệ viện, người có thực lực mạnh nhiều vô số kể, chính mình muốn bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hiện tại mình còn rất nhiều chỗ cần tăng lên. Nếu như có thể thu được khế ước thú, thực lực sẽ tăng trưởng một mức độ lớn. Tinh vân lôi hệ cũng sắp tu luyện đến cấp 3. Ám ảnh hệ thì không cần phải nói, đến nay là cấp 1, cự ảnh đinh xong còn là phi thường thực dụng còn có chính là ma cụ, thực ra trên người mình mới chỉ có hai ma cụ, có người nói những người xếp hạng trước 50 nhiều người, đều nắm giữ một bộ ma cụ đầy đủ. Nếu cùng những người này chiến đầu, về phương diện ma cụ bản thân sẽ thiệt thòi lớn. Xem ra bản thân càng phải chăm chỉ tu luyện bổ sung thực lực vào những chỗ trống này. Với bất kỳ ai, tu vi của mình không thể thay đổi gì trong nửa năm thật là điều không tốt. Các học viên bên trong mỗi viện, mỗi người đều đấu tranh kịch liệt với nhau, hơn nữa tài nguyên phân phối lại quá khác biệt muốn nâng lôi hệ tinh vân lên tới cấp thứ ba, nhất định phải đến tam bộ tháp để tu luyện. Bản thân dây truyền tiểu nê thu đã giúp tốc độ tu luyện của Mạc Phàm có thể nói là tăng nhanh chóng vượt qua cách thông thường. Nhưng muốn đột phá tăng cấp vẫn là nhất định phải mượn tam bộ tháp, nơi tập trung nguyên tố dày đặc và không gian đặc thù. Chỉ có 50 học viên đầu bảng mới có thể tư cách vào tam bộ tháp tu luyện, Mạc Phàm lúc này chỉ mới ở hạng 100, vẫn cách một ít. Huống hồ, chính mình cũng cần điều trị trong một tuần nay, chỉ cần đánh hết thảy những người khiêu chiến, nhưng mình cũng không thể nào cưỡng ép người khác khiêu chiến mình. Phải tranh thủ ở lần khiêu chiến thứ hai nắm chắc lấy thứ hạng cao. Mạc Phàm đã vạch được ra hướng đi, cầm lấy một lon nước lạnh và cả trái cây ướp lạnh, ăn lấy uống để. Vết bỏng từ hỏa diễm làm người chúng phải bực dọc, luôn cảm giác có lửa thiêu trong thân thể, khó chịu kèm cả đau. Các thực uống và thức ăn đông lạnh vào cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm giác tê tê, dã được lửa thiêu trong chốc lát. Tuần cuối cùng của mỗi tháng là lần khiêu chiến thứ hai lần khiêu chiến thứ nhất ở đầu tháng, Mạc Phàm đã bị khiêu chiến liên tiếp. Nhưng ở lần khiêu chiến sau, Mạc Phàm đã vào 100 người đầu và theo quy tắc đấu hạng. Tài nguyên của học viên rất đáng kể quan tâm, nếu không ở thứ hạng cao, e là thực lực khẳng định rất ngày càng đi xuống. Sau một tuần tịnh dưỡng ở căn hộ, Mạc Phàm cảm giác thân thể đã khôi phục. Mạc Phàm liền nhớ tới bao lão đầu đã nói, liền mang vảy rắn quý trọng đã cất giữ hướng về Đông Phương Minh Châu Tháp, ma pháp mà đi tới có thư giới thiệu, Mạc Phàm được đưa đến hội trường của Hiệp hội Phép thuật, rất nhanh sẽ tìm tới một vị có tiếng phi thường về rèn đúc sư khải ma cụ, tên là Hoắc Đà. Hoắc Đà hiển nhiên địa vị cực cao. Ở Hiệp hội Ma Pháp, hắn nắm giữ một gian phòng khách xa xỉ. Đứng từ đây có thể nhìn qua cửa sổ như, có thể mang cả đoạn sông Hoàng Phố đẹp nhất cho thu hết đáy mắt. Quốc nội tối quyền uy có hai tòa tháp Hiệp hội Ma Pháp, một cái là Bắc Kinh Đế Đô Ma Pháp Cung Đình, một cái chính là Đông Phương Minh Châu Tháp mà ở nơi đây hoắc đại sư này nắm giữ một gian phòng tiếp khách như vậy tuyệt đối không phải người bình thường xem ra bao lão đầu đúng là một cái lánh đời ngưu người xin chào ta là đệ tử của hoắc lão sư tên lý tuấn nam một thanh niên trẻ trang phục trang nhã nói một cách nho nhã lễ độ với mạc phàm hà xin chào xin chào ta là tới tìm hoắc lão sư lão sư có ở đây không mạc phàm nhìn hoắc đệ tử trông có vẻ xấu hổ nói rằng lão sư ở đúng là ở bất quá lão sư tính khí không được tốt Lý Tuấn Nam nhỏ giọng nói. Được rồi, nhưng bao lão đầu đã nói với ta, trên tay ta những nguyên liệu này, phòng trừng chỉ có hoác đà tiên sinh làm được, vì lẽ đó vẫn mong người nói với lão tiên sinh một tiếng. Mạc Phàm chân thành và thẳng thắn mà nói. Kiến tạo sư đa phần đều là những bậc thầy, trong đó rèn đúc sư phần lớn là pháp sư song hệ lôi hệ cùng hỏa hệ. Yêu ma dị cốt, dị lân và dị bì vật hình đều là chất liệu đặc thù. Bình thường máy móc căn bản là không thể làm, nhất định phải dựa rèn đúc sư với đặc thù hỏa diễm giãn luyện cùng điện giải thì mới có thể thành công ví như vàng muốn đem vàng biến thành đồ trang sức điều đầu tiên là phải đem vàng đi nấu chảy trước sau đó dùng ma cụ để chiết lọc lấy tinh hoa sau đó làm nguôi theo hình dáng trang sức mình muốn tất cả các vật liệu dùng cho ma pháp đều sẽ bị giảm cấp sau khi sử dụng nếu không phải vậy những vật liệu này làm sao có khả năng liền vừa vặn với giày giáp bao tay vòng cổ nhẫn mà mang theo những đặc tính của các vật liệu đây và cũng vì ma cụ liên kết với linh hồn người dùng sử dụng tinh thần mà kích hoạt trên thế giới này chỉ có yêu ma trên thân có dị bì dị cốt dị chảo dị lân dị vũ những vật tài này mang vào sẽ hòa hợp và năng lượng của người dùng bởi vậy mới sẽ có vô số thợ săn pháp sư không ngừng mà ở bên ngoài săn bắn chính là vì thu được những vật tài có thể rèn đúc cũng như có thể dễ dàng liên kết vật tài với con người trên tay mạc phàm là xà tộc dị lân nhưng là của đồ đằng huyền xà đó là cấp bậc gì bên trong chiến đấu cơ nó dị lân tuyệt đối không phải rèn đúc sư có thể dễ dàng phân giải điểm ấy bao lão đầu rất sớm đã nói với mạc phàm biết lý tuấn nam rõ ràng chính là hoắc đà lão sư này phái tới phái mạc phàm cũng không vòng vo nói thẳng ra ý của chính mình lời nói của lý tuấn nam tự nhiên không cao hứng lắm hắn tốt xấu là cũng là hoắc đà chân truyền đệ tử lão sư có thể làm thì hắn cũng cơ bản có thể làm huống chi một pháp sư mặc phàm chừng 20 tuổi thì có thể mang vật liệu gì ra hồn chứ, không lẽ Lý Tuấn Nam loại này cấp bậc rèn đúc sư như ta quyết định không được. Đó có phải dị lân hay không mặc nhiên phải ta nhìn một chút. Lý Tuấn Nam vẫn tính kêu ngạo, cũng không thèm trực tiếp nhìn thẳng mặt mạc phàm mà nói. Thế nhưng, Lý Tuấn Nam cũng không phải tốt tính. Dự đoán rằng, tiểu tử này sẽ lấy ra vật liệu mà hắn cũng không cần dùng nhãn pháp để định. Hắn sẽ trực tiếp nói mạc phàm rời khỏi đông phương Minh Châu Tháp, đi tàu ngầm tuyến số 2 đến Nam Kinh Đông Lộ, và chuyển sang tuyến số 10 và xuống ở trạm thiên Đồng Lộ ở đấy có rất nhiều sạp hàng, của rèn đúc sư có rất nhiều có thể giúp hắn làm khải ma cụ. Có thể. Mạc Phàm mở bao, lấy ra một mảnh màu xanh đen vảy rắn. Vảy rắn kỳ thực liền hai mảnh, có thể tưởng tượng về thân hình của đồ đằng huyền xà, liền có thể biết này, hai mảnh vảy rắn trên căn bản có thể tạo một bộ y phục lớn như nào. Cặp vảy rắn màu xanh đen đặt tại trên mặt bàn, khá giống một mảng da cũ mới được lấy ra từ lò than. Cặp vảy rắn không giống như tuyệt đại đa số khoáng vật, chân bảo lấy ra liền tỏa ánh sáng lóng lánh đắm say lòng mê hoặc lòng người. Tại sao không như thế, Mạc Phàm cũng không biết, nhưng đây là đường nguyệt cho mình. Nghĩ đến cũng là, nếu như này ra có vậy tỏa ra thần quang, đồ đằng huyền xà có thể làm gì với nó. Này chỉ là lớp da đen, người thật phiền hức. Lý Tuấn Nam nói lãnh rên một tiếng, mới tính nói cho Mạc Phàm làm sao đi tàu điện ngầm. Thì hắn đột nhiên cảm giác được vảy rắn này thật giống có chút kỳ quái, vân rắn đều không có, làm sao cũng phải nhẫn nhịn tên ngốc tiểu tử, vì vậy phán, ngươi có biết vân rắn không? Biết mạc phàm rõng rạc nó. Vật liệu này rất rác rưởi. Tại sao? Mạc phàm nhớ mày hỏi. Rắn càng chân quý, vân rắn càng tinh tế hơn. Ngươi nhìn vảy rắn này mặt trên liền đều không có vân nào, chỉ một màu xanh đen. Vật liệu này chỉ lấy ra từ cấp bậc nô bộc. Lý Tuấn Nam nói. Mạc Phàm cẩn thận nhìn một chút, chính tài vật này cũng thật là một mảnh thanh hắc, căn bản không nhìn thấy một con vân rắn. Nhưng, Trời ạ đây là hai mảnh vảy của đồ đằng huyền xà mà. Xà vân xuyên qua toàn thân nó, thì làm sao hai mảnh vảy bé nhỏ này có thể có xà vân ở trên đây được. Cả khối hai mảnh vảy này chỉ được bao phủ một mảnh xanh đen, chỉ là hạt cát so với thân thể to lớn của đồ đằng huyền xà. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta không thể nói hai cái lân phiến này là từ trên người một con rắn rút ra hay sao. Mạc Phàm nói rằng, Lý Tuấn Nam nở một nụ cười đầy châm chọc không cần biết cái này là từ trên một con hay nửa con rắn rút ra. Việc hai cái xà lân này không có xà văn chính là sự thực, cho nên đây chỉ là một mớ tài liệu rác rưởi mà thôi. Cũng không thể gọi là vật liệu rác rưởi được, dù sao thì thể loại dị lân này, ít nhất cũng có thể bán được với cái giá khoảng chừng một triệu, cũng là một khoản tiền không nhỏ đối với loại tiểu pháp sư như thế này. Chẳng qua là do hoắc tự bằng hiệu của hắn ánh mắt quá cao, coi thường loại mặt hàng này mà thôi, mạc phàm kiên trì chỉ tay vào cái xà lân kia nói với Lý Tuấn Nam xà văn ở ngay đây là cái màu xanh xanh này này lý tuấn nam thấy người này dây dưa khó chơi như vậy liền có chút cả giận nói ngươi cho là ta bị mù rồi hay sao trên thứ này không có cái gì hết mau cầm đồ vật của ngươi cút đi đi mạc phàm sắp khóc tới nơi rồi hắn đúng ra còn đang muốn giải thích rõ ràng cho người này hiểu nhưng khi hắn thấy được bộ dạng bất cận nhân tình của tên kia thì liền cảm thấy cho dù mình có giải thích làm sao thì hắn cũng sẽ không tin tưởng mình cãi nhau chuyện gì tiểu lý tử không ngờ lại có liên quan tới ngươi Ngươi không biết ta sợ nhất là bị quấy dày hay sao? Một ông già có lông mày, tròm dâu, tóc mai đều là màu tím hô lên một tiếng. Lý Tuấn Nam vội vội vàng vàng ái náy xin lỗi lão sư, sau đó liền hung hăng chừng Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm cũng biết tiểu quỷ này khó dây dưa, vì vậy nhanh trí hô lên một tiếng nói, hoặc lão tiên sinh, vãn bối Mạc Phàm là bao lão đầu giới thiệu ta đến chỗ ngài. Nghe nói bản lĩnh rèn đúc khải ma cụ của ngài từ lâu đã nổi danh khắp ma đô, Ta cũng đã thử ghé qua chỗ của mấy vị thợ rèn nổi danh khác, bọn họ đều nói loại vật liệu đặc thù như vậy, chỉ có Hắc lão tiên sinh mới có thể xử lý được, vì vậy nên ta đã cố ý chờ ngài ở nơi này đã lâu." Lý Tuấn Nam trợn tròn hai mắt, người trẻ tuổi này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, chờ đợi đã lâu cái củ cải, còn chưa tới 5 phút đồng hồ mà nghe cứ như thiệt thòi hắn nhiều lắm vậy. "Nhà ngươi không nên tiếp tục làm loạn ở chỗ này nữa, ngươi cho rằng sư phụ của ta là loại người nghe ngươi nói vài câu êm tay thì sẽ giúp?" Lý Tuấn Nam đang nói được một nửa, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa bị đẩy ra từ phía sau truyền đến. Lý Tuấn Nam quay đầu lại, vậy mà phát hiện sư phụ của mình lúc này đã quần áo chỉnh tề bước ra, bộ dạng tựa như mấy ông Thái Sơn bắt đầu trong phim Võ Hiệp vậy, vẻ mặt không giận không vui kiểu thế ngoại cao nhân, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên vài phần đắc ý. Hắn vừa đi tới vừa mang theo vài phần xem thường nói, lệnh hy, cô tô liêm, xa dòng mấy tên ra hỏa mắt mở chân chậm này làm sao có thể so, với hoác đà ta được cũng coi như là bọn hắn thức thời, biết trên thế giới này chỉ có Hoắc Đà ta là chuyên trị nghi nan tạp chứng, trên tay ngươi có tài liệu gì tốt, để ta nhìn xem một chút. Mạc Phàm thấy Hoắc Đà đã đi ra, tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, Lý Tuấn Nam một tát này coi như tự đánh vào ót mình, thầm than vì sao mình lại đi bái một ông sư phụ không có tiền đồ như thế này. Lý Tuấn Nam ngược lại vội vàng giành nói trước, sư phụ, người không phải đã chỉ cho con cách làm sao phân biệt được xà tộc huyết thống rồi, hay sao, thông thường mà nói, huyết thống càng cao quý thì xà văn của nó sẽ càng tinh tế hơn con đã xem qua một đống tài liệu xanh xanh đen đen này rồi căn bản không nhìn thấy nó có một chút xà văn nào vì vậy con có thể phi thường khẳng định đây là một đống tài liệu rất là phổ thông hoác đà đi tới tỉ mỉ quan sát hai mảnh tài liệu này vẻ mặt không ngừng biến biến hóa hóa cái tên ngu xuẩn nhà ngươi ta không phải đã nói với ngươi rồi hay sao phía dưới thượng phẩm tài liệu nhất định phải dùng loại băng chỉ tốt nhất để mà lót làm sao có thể đặt trực tiếp lên bàn như vậy được cái mặt bàn này đâu có sạch đâu lỡ như dính phải một điểm bụi thì lão phu ta sẽ phải ngồi tinh luyện lại cả một buổi trời luôn đó có biết không hoác đà quay đầu lại chính là đối với lý tuấn nam đồ ập súng mắng nói xong hoác đà liền tự mình lấy ra một tấm băng chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem hai mảnh xà lân thả ở trên trong cặp mắt kia hiện lên ánh sáng càng mang theo vài phần tham lam đáng tiếc đáng tiếc cái này cũng không phải là dị lân thật sự nếu không thì vật này chắc chắn sẽ là một món hy thế chân bảo trên đời này rồi Hoắc Đà rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mạc Phàm không khỏi nhìn ông lão với một cặp mắt khác xưa, nói, ngài đúng là một người có cặp mắt tinh đời mà. Đây là một khối xà lân đã trải qua quá trình tinh luyện, cũng không phải thật sự là dị vật liệu. Cũng rất tốt, thời điểm tinh luyện không có một chút tí vết nào, chỉ cần cố gắng gia công thêm một phen, thì có thể làm ra một cái khải ma cụ phi thường hảo hạng rồi. Hoắc Đà khen ngợi nói. Lý Tuấn Nam đang đứng một bên cảm thấy mình sắp bị điên rồi. Cái đệch. Đây là dị tài liệu nhân tạo, vừa không có xà văn vừa chỉ là hàng phách đồ chơi này chính là một cái mặt hàng vỉa hè sư phụ người xác định không muốn đem hắn đuổi ra ngoài lý tuấn nam lúng túng nói đuổi cái gì mà đuổi ngươi mà còn nói ra mấy câu ngu xuẩn như vậy nữa ngươi có tin ta đem ngươi đuổi ra ngoài luôn không ai nói với ngươi cái này không có xà văn cái xà văn này lớn đến mức đã trải rộng khắp cả khối vật liệu này hoặc đà không vui nói lý tuấn nam càng nghe lại càng cảm thấy đầu óc mơ hồ lẩm bẩm một câu đây là màu sắc vốn có của da rắn mà còn xà văn thì phải là hoa văn mới đúng mạc phàm thực sự không đành lòng nhìn lý tuấn nam tiếp tục bị mắng như vậy nhỏ giọng nói cái ngươi thấy chỉ là hai mảnh vảy rất nhỏ trên người con rắn kia xà văn của nó vốn là màu xanh trừ phi ở đây có mấy chục mảnh đặt cùng một chỗ thì ngươi mới có thể nhìn thấy được hình dạng hoa văn lý tuấn nam trừng mắt lên mở miệng nói làm gì có con rắn nào lớn như vậy câu nói này của lý tuấn nam đúng là đã làm cho hoác đà đang đứng bên cạnh thưởng thức bừng tỉnh hắn một mặt khiếp sợ nhìn mạc phàm vội vàng hỏi chẳng lẽ cái tài liệu này là từ mạc phàm gật đầu cười quả nhiên vẫn là lão nhân gia biết hàng thật không nghĩ tới chẳng trách bao lão đầu phải giới thiệu ngươi đi đến chỗ này của ta vì những chỗ khác căn bản là không có cách nào xử lý cái xà lân này được hoác đà nói rằng sự tình đồ đằng huyền xà cũng không tính là bí mật gì hoác đà hơi hơi liên tưởng một chút liền đoán ra được lai lịch của hai mảnh xà lân này vậy thì phiền phức hoác lão tiên sinh ta muốn làm một cái khải ma cụ mạc phàm nói có thể có thể chỉ có điều đơn hàng bên ta đã được sắp xếp tới tận cuối năm sau luôn rồi hoác đà tỏ vẻ khó xử nói mạc phàm có chút không biết nói gì nữa tới tận cuối năm sau vậy thì có khi cuộc thi thợ săn tranh bá bắt đầu mình cũng chưa chắc mặc được cái khải ma cụ này trên người không thể giàn xếp được một chút nào sao mạc phàm hỏi được cho ta gấp ba tiền công là được Luật pháp quy định làm thêm vào ngày lễ thì tính thêm tiền. Hoắc Đà vừa tinh tế thưởng thức vật liệu, vừa hững hờ nói. Mạc Phàm trên trán lúc này đã nổi đầy hắc tuyến. Ngài không thể nhìn trên phân lượng sự quý hiếm của thứ tài liệu này, mà miễn phí cho ta được hay sao? Ta nghe mọi người vẫn thường nói tu dưỡng trí cao của nghề rèn chính là nghệ thuật, chứ không phải là tiền tài. Mạc Phàm, ta không có cao thượng như người nói đâu, ở đây chúng ta chỉ có buôn bán đúng giá, không có kỳ kèo mặc cả nếu ngươi không trả nổi tiền làm thêm giờ vậy thì làm giúp ta một việc này cũng được người do bao lão đầu giới thiệu hơn phân nửa đều là thợ săn xuất sắc vừa vặn ta đang khuyết thiếu một điểm tài liệu có điều thợ săn bình thường không dám nhận vụ này hoác đà từ tốn nói ta còn phải đến trường mạc phàm không quá tình nguyện nói ai nói ngươi phải đi ra ngoài đồ vật này nằm ở ngay trong ma đô hoác đà nói vậy ngài nói xem đó là thứ đồ vật gì mạc phàm cẩn thận nói mà đồ to lớn, quả thực chính là một cái sinh thái quyển vô cùng phong phú. Nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ chân của nhân loại, mà còn là chỗ trú ẩn của không ít yêu ma quỷ quái. Đây là điều mà Mạc Phàm đã sớm giác ngộ được. Gấp ba tiền Mạc Phàm chắc chắn là không trả nổi, bởi vì bao lão đầu đã từng nói qua, cho dù là người được giới thiệu tới thì phí rèn đúc khải ma cụ, cũng phải tầm 20 triệu. Thậm chí Mạc Phàm mặc dù đã có sẵn tiền bán thi thể vũ xác cự tích, trong tay vẫn phải tự mình bù thêm một ít tiền mới có thể gánh nổi phí rèn đúc gấp 3 chính là 60 triệu, có khác gì đi ăn cướp đâu. Người đã từng nghe qua Dracula chưa? Hoác đà đẻ thấp giọng nói, là loại người giống như ngươi đúng không? Mạc Phàm hỏi ngược lại một câu, không biết lớn nhỏ. Ta là đang nói đến loại yêu ma ban ngày có bộ dạng giống hệt, như nhân loại bình thường, đến ban đêm lại cần tập kích nữ nhân, dựa vào huyết dịch của nhân loại để duy trì sức mạnh cường đại của bọn họ. Loại Dracula này là từ phương Tây bên kia di cư qua đây. Hoác đà trầm giọng nói, Dracula, Trước đây Mạc Phàm cũng chỉ thấy qua sinh vật này trong sách vở và phim ảnh. Hơn nữa nghe nói bọn chúng tên nào tên ấy đều xoáy rối tinh rối mù giống, như mình vậy. Chờ đã, theo lời ngài nói thì bọn chúng chỉ tập kích nữ nhân thôi sao? Mạc Phàm hỏi. Hoác Đà gật gật đầu, mở miệng nói. Những tên Dracula này rất có phẩm vị, đâu chỉ là tập kích nữ nhân. Bọn chúng thường thường sẽ còn tuyển chọn con mồi một cách tỉ mỉ. Thậm chí phải cỡ mỹ nữ trong mắt chúng ta thì mới lọt vào pháp nhãn của chúng mỗi loài Dracula đều có sở thích khác nhau, có một số yêu thích tóc dài phiêu phiêu, có một số yêu thích xử nữ, còn có một số khác yêu thích da rẻ trắng mịn. Ngài xác định bọn chúng chỉ hút máu thôi sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi, ta đâu có biết, ta chỉ nghe nói quá trình hút máu này diễn ra một cách phi thường từ tốn, bọn chúng thường thường sẽ tìm một địa phương thật yên tĩnh để chậm rãi hưởng thụ, chỉ cần trời chưa sáng, thì răng nanh của bọn chúng vẫn sẽ có thể ở trên người của nữ nhân muốn làm gì, thì làm. Hoác Đà nghiêm trang nói. Khốn nạn, trên đời này dĩ nhiên lại có một đám súc sinh như vậy, đúng là không để mặc phàm ta ở trong mắt mà." Mạc Phàm nổi giận nói. Bản thân là một tên thợ săn thành phố chuyên ẩn mình, dưới màn đêm để bảo vệ cho các thiếu nữ, thứ làm cho Mạc Phàm không thể nhẫn nhịn nhất chính là những thứ như mấy con Dracula này. Nếu như không thể nhổ cỏ tận gốc, can quét thanh trừ bọn chúng, thì quả thực là bôi nhọ danh xưng Ma đô thành quản của mình mà. Thành quản, người quản lý trật tự của thành phố, giống như cảnh sát ở bên mình vậy hoác đà. Nhận thấy Mạc Phàm cũng có hứng thú với việc này, nên liền nói tiếp, "Ta cần một cái răng nanh của Dracula, nhiệm vụ này ta treo thưởng ở trong liên minh thợ săn, thật lâu nhưng đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám tiếp, bởi vì bọn họ cho rằng thứ này căn bản không thể tồn tại, thế nhưng ta rất rõ ràng, trong ma đồ thật sự đã xuất hiện loại sinh vật đặc thù có thể hỗn chung một chỗ, với nhân loại này, hơn nữa đã sớm xuống tay với rất nhiều cô gái trong thành phố. Vậy con Dracula này rốt cuộc là nhân loại hay là yêu ma vậy?" Mạc Phàm hơi khó hiểu hỏi lại hoác đà cười cười mở miệng nói vấn đề này có ý nghĩa gì sao cho dù là yêu ma hay nhân loại chỉ cần bọn họ làm ra những tội ác không thể dung thứ thì đều phải nhận sự trừng phạt đích đáng huyết thống nhân loại của bọn chúng có thể nhiều hơn yêu ma nhưng hành vi của bọn chúng và yêu ma không có gì khác nhau cả mạc phàm hơi kinh ngạc nhìn lão già này hắn không ngờ đối phương sẽ nói ra một câu đáng giá suy nghĩ một phen như vậy nếu đã là một cái treo thưởng không ai dám tiếp vậy thì có thể khẳng định cấp bậc của nó rất cao ta giúp ngài lấy răng của Dracula, vậy thì ngài miễn phí chế tác cho ta nha, ta nhìn vậy thôi nhưng là một tên học sinh nghèo vượt khó đấy. Mạc Phàm lại bắt đầu trả giá. Vậy thì lấy cho ta hai cái răng. Hoác đà duỗi ra hai ngón tay. Mạc Phàm tức giận mắng một câu, ngươi mới đúng là Dracula đấy. Ngươi đúng là đồ ngốc mà, nếu như ngươi tìm được một con Dracula, chẳng lẽ nó chỉ có một cái răng nanh thôi sao? Hoác đà thâm thúy nói. Mạc Phàm vẻ mặt ngốc trệ, thầm nghĩ, Người nói được lắm, có đạo lý, ta không còn gì để phản bác nữa. Những tên thợ săn kia cũng không tìm được loại sinh vật này, vậy thì ngài ít nhất cũng phải cho ta một điểm tin tức chứ. Ma đồ lớn như vậy, nhiều người như vậy, ta làm sao tìm được thứ này? Mạc Phàm nói tiếp. Manh mối ở chỗ ta cũng không nhiều, chỉ có một lần ta bị muộn tàu điện ngầm, kết quả bị bỏ lại ở nhà ga thật lâu, rất không đúng lúc nhìn thấy một tên Dracula đang ăn khuya. Ta không cứu kịp được cô nương kia, thời điểm ta đem nàng đưa đến nơi chữa trị, thì nàng đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Theo bác sĩ chẩn đoán thì nàng chết vì đột ngột phát bệnh tim, huyết dịch mất đi không phải là điểm then chốt khiến nàng mất đi sinh mệnh. Ta cũng đã báo cáo lên Liên minh Thợ Săn và Hiệp hội Ma Pháp rằng nàng là bị một loại sinh vật hình người nào đó tập kích. Kết quả khi chúng ta xem lại video giám sát vậy mà lại không hề hình ảnh của tên kia, bọn họ nói rằng có thể ta đã bị hoa mắt, nhưng ta biết rõ mặc dù trong nước không có loại sinh vật này, nhưng ở phương Tây, truyền thuyết về Dracula là sự thật việc bọn chúng đi đến thành thị của chúng ta săn bắn cũng là sự thật còn đúng lúc bị ta gặp được ta không phải là người thích bảo vệ chính nghĩa gì gì đó chuyện của cô gái kia ta cũng đã tận lực rồi vốn là việc này coi như xong nhưng đúng lúc ta lại từ trong một quyển sách khá là cổ lão nói về thuật rèn đúc của phương tây biết được huyết nha của dracula là một loài tài liệu hoàn mỹ để hoác đà liên mồm nói nói cách khác chỉ có một cái manh mối duy nhất là nữ hài đã chết kia mạc phàm có chút tức giận nói Hoắc Đà gật đầu một cái nói, "Ừ, nếu như giải thưởng này dễ lấy như vậy thì làm gì có chuyện ta để tiền thưởng lớn như thế, ta sẽ đưa tên của cô gái kia cho ngươi, việc còn lại chính là chuyện của ngươi. Chừng nào ngươi đem huyết nha đưa cho ta, ta sẽ đem khải ma cụ mà ngươi muốn đưa cho ngươi, còn không thì ngươi liền trực tiếp trả cho ta 60 triệu, một đồng cũng không thể thiếu. Ta còn có một vấn đề." "Ân, ngươi nói, ngươi có nhiều tiền như vậy, đi bắt rap sẽ chết sao? Nhất quyết phải đi tàu điện ngầm như vậy?" Mạc Phàm nói rằng. Hoắc Đà dâu tóc đều dựng lên, mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này gọi là tiết kiệm." Mạc Phàm cùng Hoắc Đà nói chuyện lâu như vậy, Lý Tuấn Nam đứng ở một bên chỉ dám Lý Nhi nói một câu, "Ta, ta cũng muốn hỏi một vấn đề." Mạc Phàm cùng Hoắc Đà đều không để ý đến hắn, điều này khiến cho Lý Tuấn Nam trưng ra bộ mặt như đang bị đau chứng vậy. Hắn từ nãy đến giờ vẫn không hiểu, cái xà lân không có xà văn này rốt cuộc tốt ở chỗ nào. Mạc Phàm ngồi tính toán một hồi, vòng khiêu chiến thứ hai diễn ra vào 7 ngày sau. Nếu như mình muốn mặc cái khải ma cụ này tham gia thi đấu, thì phải trong thời gian 7 ngày này tìm ra con Dracula kia, đồng thời xóa sạch hàm răng của hắn. Vụ này phải tìm Linh Linh đến hỗ trợ mới được, phần treo thưởng này có cấp bậc phi thường cao, phải biết phí gia công ma khải của Hoác Lão Đầu là phải tầm 20 triệu rồi, cho dù không nói tới vụ tăng giá gấp ba kia của hắn, thì một cái nhiệm vụ giá trị chục triệu như thế này thường thường đều cần cao cấp pháp sư tới giải quyết mới có thể hoàn thành, thậm chí đa số còn là tổ đội hoàn thành. Bất quá, với tu vi của Hoác Đà thì khẳng định là hắn có thể nhìn ra được thực lực của mình, vậy mà hắn vẫn đem chuyện này giao cho mình, thì có lẽ con Dracula kia sẽ không có sức chiến đấu quá mạnh, phần khó nhất của nhiệm vụ chắc hẳn là làm cách nào để tìm ra được hắn. Lân bỉ mẫu yêu lần trước mình gặp phải tốt xấu gì cũng có biến thân thành quái vật, nhưng nếu căn cứ theo những lời của lão giả Hoác Đà, kia nói thì Dracula không khác gì con người cả, trừ phi một mẻ tóm gọn bọn chúng vào thời điểm chúng đang ăn uống nếu không thật khó mà xuống tay với bọn chúng được nói tới mới nhớ lần bỉ mẫu yêu cũng rất thích hút máu người không biết nó có chung họ hàng với mấy con dracula này không nhỉ mà thôi mặc kệ đi vẫn nên mau chóng hoàn thành cái nhiệm vụ treo thưởng này trước đã có thêm khải ma cụ thực lực của chính mình sẽ liền tăng lên một mảng lớn có thể khiêu chiến người có thứ hạng càng cao càng thu được nhiều tư nguyên hơn không đúng không đúng thân là một nam nhân ta làm sao có thể tha thứ cho mấy con Dracula này, hoa hoa gieo họa cho những thiếu nữ vô tội trong thành phố được. Tất cả đều là vì đạo nghĩa. Linh Linh, mau qua đây, có vụ mua bán lớn. Mạc Phàm nói một cách ngắn gọn. Ngươi đang ở đâu, ta liền đến. Linh Linh tuy rằng vẫn giữ nguyên cái ngữ khí phong thanh vũ đạm không thuộc về độ tuổi của nàng, thế nhưng biểu hiện không bao lâu sau liền chạy tới, của cô nàng đã cho thấy nha đầu này đúng, là đang rảnh rỗi đến phát hoảng luôn rồi. Khi Linh Linh đã chạy tới nơi, mạc phàm liền mang theo tiểu la lị này đi sang nhà của cô gái đã tử vong kia để xem có thể tìm được những manh mối có giá trị từ người nhà của cô gái này hay không mạc phàm và linh linh bắt đầu chia nhau ra hành động linh linh đi sang sở cảnh sát tra tư liệu của cô gái đã tử vong kia thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức về những vị cảnh sát và bác sĩ đã xử lý chuyện này còn mạc phàm bên này thì liền đi thẳng đến nhà cô gái kia để xem xem người nhà của cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào thời điểm phát sinh sự tình này là vào hai tháng trước, cũng cách đây không lâu lắm. Mạc Phàm đi vào một khu phố cũ, nhìn thấy một căn nhà lầu, và mấy cái cửa hàng cũ kỹ nối liền nhau tạo thành một cái dãy nhà. Vì vậy nếu muốn đi vào căn nhà lầu kia, thì cần phải đi vòng qua một con đường nhỏ, rồi mới có thể tìm thấy được cửa chính của căn nhà. Đây là một căn nhà gồm có hai tầng, mặt trước nhìn ra một con đường có mở một vài quán ăn nhỏ, và một vài cửa tiệm bán quần áo nhìn qua vô cùng ấm áp và tinh xảo. Lầu 2 của căn nhà có trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một vài dây thường xuân quấn quanh. Điều này khiến cho căn nhà cũ kỹ này có thêm một chút sắc thái, sống ở đây chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Mặt sau căn nhà còn có một cái sân nhỏ, bên trong có trồng một ít giàn nho, cành lá rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Vốn đây là một nơi rất thích hợp cho một cuộc sống gia đình tạm ổn định, chỉ có điều ngoài sân và trên lầu 2 lúc này, vẫn còn chất đống một ít đồ vật đã từng dùng để tổ chức tang lễ, cũng không biết vì sao đã qua hai tháng rồi mà những đồ vật này vẫn còn được để ở trong nhà như vậy, chúng khiến cho không khí xung quanh căn nhà chợt nặng nề hẳn đi. "Xin hỏi, đây là nhà của Liễu Nhàn đúng không ạ?" Mạc Phàm bước tới trước nhà hỏi. "Đúng vậy, chào ngươi, ngươi là?" Một cô gái có mấy phần thanh tú, xinh đẹp bước ra, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười lễ phép, lịch sự, nhưng giữa hai hàng lông mày của nàng lại ngưng tụ mấy phần u buồn. "Ta... ngươi ngươi ngươi." Sau khi Mạc Phàm nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái này, thì cả người đều có chút ngốc trệ, chỉ tay vào nàng thật lâu không nói nên lời. Cô gái vô cùng nghi hoặc nhìn Mạc Phàm, cô không hiểu tại sao Mạc Phàm lại bỗng nhiên đứng đờ ra như vậy. Mạc Phàm lùi về phía sau mấy bước, hắn sở dĩ hoàn toàn biến sắc như vậy, đó là bởi vì cô gái đang bắt chuyện với hắn chính là cô gái đã chết trong câu chuyện của Hoắc Đà. Trước khi đến đây, Mạc Phàm đã xem qua bức ảnh của cô gái ấy, cho nên hắn liền nhận ra được điều đáng sợ này. Giấy khai tử là có hơn nữa còn có người nói rằng cô ấy đã được người nhà hỏa táng thế nhưng hiện tại cô ấy lại hiển nhiên đứng ở chỗ này chẳng lẽ điều mà mọi người vẫn thường đồn đại là thật rằng người bị dracula hút cạn máu mà chết sẽ sống lại vào đêm trăng tròn ở tháng sau trở thành một thành viên của bộ tộc dracula cô gái này có một khuôn mặt trắng nõn nà nhưng lại thiếu khuyết đi vẻ hồng hào đôi môi vậy mà lại có màu hồng trơn mặc dù dáng dấp có mấy phần thê lương thống khổ khiến cho người khác sinh lòng thương xót nhưng cái này rất có khả năng chính là lớp ngụy trang xảo diệu nhất của Dracula. Hắn còn nghe nói thứ, mà nữ Dracula cảm thấy hứng thú nhất chính là mấy nam tử đẹp trai anh Tuấn, đến mức đăng phong tạo cực giống như mình vậy. Ta là em gái của Liễu Nhàn, Liễu Như, chúng ta là chị em sinh đôi. Cô gái đứng đối diện rốt cuộc đã hiểu ra được điều gì đó, liền vội vàng nói với Mạc Phàm. Ây, khóe miệng của Mạc Phàm đã co quắp lại luôn rồi. Mẹ nó, đúng là tự mình hù mình mà sau này tốt nhất là nên ít coi phim mỹ lại mới được sinh đôi nha dọa chết ta rồi mạc phàm thở ra một hơi thật dài cô gái kia khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của mạc phàm cũng không khỏi nở một nụ cười nàng nói tiếp ngươi là bằng hữu của chị ta đúng không ân ân ta có nghe nói chị cô đã gặp chuyện mạc phàm gật đầu một cái nói mạc phàm cũng không có nói trắng ra thân phận thợ săn của mình có rất nhiều người bình thường hay ngay cả là ma pháp sư cũng không biết ở trong thành thị này vẫn còn có một ít thứ không phải nhân loại sống lẫn chung với họ cho nên phần sợ hãi này không cần thiết phải áp đặt lên trên người bọn họ vì lẽ đó một khi quá trình điều tra có tiếp xúc với những người bình thường mạc phàm và linh linh đều sẽ ngụy trang thân phận của mình trong nhà có chút lộn xộn chúng ta vào trong cửa hàng cà phê ở bên kia nói chuyện đi liễu như không mời mạc phàm vào nhà thứ nhất là vì kiêng kỵ việc nàng đang ở nhà một mình thứ hai là cũng không tiện để cho mạc phàm đi vào mạc phàm gật gật đầu hắn cảm thấy liễu như đúng là một cô gái rất thông minh chỉ là không biết chị em sinh đôi của nàng liễu nhàn sẽ có tính cách như thế nào mà lại ra đi ở cái tuổi còn rất trẻ như vậy ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé sau khi bước vào quán cà phê ở bên đường mạc phàm liền kêu cho liễu như một ly nước trái cây lại tự kêu cho mình một chút đồ ăn trưa nay hắn vội vàng hóa trang cho giống một tên thám tử tư để chạy đến đây cho nên không kịp bỏ bụng thứ gì cả ta thấy nhà của các ngươi vẫn còn trồng một ít đồ đạc tổ chức tăng lễ, cũng đã qua hai tháng rồi, vậy mà vẫn chưa có xử lý xong. Mạc Phàm bâng quơ nói một câu, nhà ta bây giờ không có ai, mấy người thân thích sau khi giúp ta tổ chức tăng lễ xong xuôi thì liền rời đi, còn ta thì đi ra ngoài dài sầu cả tháng nay, hôm qua mới trở về, vì vậy vẫn chưa kịp dọn dẹp bọn chúng. Liễu như khóe miệng hiện lên một tia ưu thương, thanh âm ôn nhu nói, căn nhà này chỉ có hai tỷ muội các ngươi ở thôi sao? Mạc Phàm hỏi một câu, Đúng vậy, ba mẹ của chúng ta mất sớm, chị ta từ nhỏ đã đi học may vá để kiếm tiền cho ta đi học. Nói tới đây, thanh âm của Liễu Như liền mang theo một ít run rẩy. Mạc Phàm chăm chú nhìn nàng, chỉ qua vài câu nói ngắn gọn này, Mạc Phàm liền có thể tưởng tượng ra hình ảnh hai chị em sinh đôi này đã sống nương tựa lẫn nhau như thế nào, tình cảm giữa các nàng nhất định là phi thường thâm hậu. Hay để ta giúp ngươi dọn dẹp cho, một mình ngươi cũng xử lý không xong." Mạc Phàm thiện ý nói. Liễu Như lắc lắc đầu, rõ ràng không muốn phiền phức người khác nàng lướt mắt nhìn mạc phàm hỏi trước đây chưa từng thấy ngươi ngươi là bạn đồng nghiệp của tỷ tỷ ta sao mạc phàm đã sớm có chuẩn bị từ trước liền mở miệng nói cũng không phải đồng nghiệp địa phương nàng làm việc nằm ngay sát vách nhà của ta chúng ta thỉnh thoảng cũng có tán gẫu vài câu ồ hóa ra là ngươi à chị ấy đã có lần nói với ta về ngươi chị ấy nói rằng ngươi vẫn luôn chiếu cố cho chị ấy liễu như nói rằng mạc phàm biết liễu như nhất định là đang nói về một người khác có điều cũng vừa hay hắn liền có thể thế vào chỗ này để dễ nói chuyện với nàng hơn hắn thấy liễu như tuy rằng vẫn còn một ít ưu thương trong lòng nhưng hẳn là đã vượt qua được thời kỳ bi thương nhất rồi vì vậy hắn liền bắt đầu đi vào chủ đề nói chị của ngươi là do tai phát bệnh tim nên qua đời đúng không đúng vậy bác sĩ đã nói với ta như vậy liễu như nói nhưng ta nghe nói có người nhìn thấy nàng bị thứ gì đó cắn hơn nữa vào thời điểm phát bệnh thì nàng bị thiếu máu vô cùng nghiêm trọng mạc phàm nói sức khỏe của chị ấy vốn không được tốt thường hay bị thiếu máu cho nên chuyện đó cũng không có gì là lạ liễu như nói rằng ta có lần đã tình cờ gặp được ông lão đã đưa tỷ tỷ của ngươi vào bệnh viện hắn kiên trì nói với ta rằng hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó thực ra ta cũng có chút ngạc nhiên sức khỏe của chị ngươi bình thường cũng không đến nỗi nào tại sao lại bị bệnh tim qua đời nhanh như vậy được ở mấy ngày trước khi mà nàng tạ thế ta cảm giác được nàng có chút bất an vì vậy ta bèn hỏi nàng nàng nói với ta hình như có một tên theo dõi cuồng đang theo đuôi nàng ngươi có từng nghe nàng nói qua chuyện này không mạc phàm từng bước từng bước dẫn dắt câu chuyện liễu như mím môi nhớ lại sau một hồi mới dùng cặp mắt trong veo của mình nhìn mạc phàm thanh âm biến thấp xuống một chút nói ta chưa từng nghe chị ấy nói qua về sự tình theo dõi cuồng nhưng vào mấy ngày đó chị của ta quả thực bỗng nhiên trở nên cẩn thận một cách lạ thường lúc đó khí trời còn chưa lạnh như bây giờ hôm đó ta từ trường học trở về nhà muốn mở cửa sổ ra cho mát nhưng còn chưa kịp mở ra thì chị ấy đã hốt hoảng chạy tới đóng cửa sổ lại. Xem ra thực sự đã có chuyện phát sinh ở trong mấy ngày đó. Mạc Phàm dùng tay đẩy kính mắt của mình lên một cái. Vì để cho mình càng giống như một viên trinh thám, Mạc Phàm ngay cả loại đạo cụ như kính mắt này cũng đã mua xong. Ngươi cảm thấy cái chết của chị ấy rất có thể không phải do ngoài ý muốn, đúng không? Đôi mắt của Liễu Như trượt lóe lên vẻ phức tạp. Mạc Phàm gật gật đầu, nói tiếp, ông lão kia là một vị Pháp sư có thực lực rất mạnh. Vì vậy ta cảm thấy những lời mà hắn nói cũng không nhất định là giả, huống hồ, ngươi xác định tỷ tỷ của ngươi có mắc bệnh tim sao? Liễu Như suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, sức khỏe của tỷ tỷ mặc dù không được tốt, nhưng loại bệnh này, ta cũng là sau khi chị ấy ra đi mới nghe nói tới, điều này cũng từng khiến ta cảm thấy khó mà tin nổi. Ta cũng giống như ngươi, cũng muốn làm rõ chuyện này, vì lẽ đó, ngươi hãy nhớ kỹ lại xem, chị của ngươi có từng nhắc đến địa điểm bất thường nào hay không? Hay là có người kỳ lạ nào từng xuất hiện xung quanh nàng hay không? Nếu có thì xin ngươi hãy tận lực nói cho ta biết, nếu là đàn ông thì càng tốt." Mạc Phàm nói. Mạc Phàm từ chỗ của Hoắc Đà lấy được một tin tức chính xác, đó là chỉ có Dracula nam mới ra tay với nữ tử, hơn nữa vào thời điểm chúng khóa chặt con mồi, thì chúng thường theo đuôi nạn nhân trong một quãng thời gian, thậm chí còn tiến hành tiếp xúc trực tiếp với con mồi của bọn hắn. Mạc Phàm đang suy nghĩ, nếu như Liễu Nhàn trước khi tử vong đã từng có một quãng thời gian tiếp xúc nhiều, với một tên nam nhân không rõ thân phận vậy thì người này chính là kẻ hiểm nghi lớn nhất nếu như phải chọn ra một người đàn ông giống như vậy mà nói vậy thì ngươi cũng thật phù hợp liễu như nói mạc phàm một trận lúng túng thì ra người mà mình giả mạo hẳn là đang theo đuổi cô gái tên liễu nhàn này bất quá điều này cũng cho mình một cái manh mối quan trọng lát nữa nghỉ một lúc rồi đi thăm dò tên này thử không chừng sẽ có thu hoạch gì đó ngoại trừ ta ra không có người nào khác sao mạc phàm hỏi Liễu như lắc lắc đầu, sau đó nàng lướt mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm, ta phải trở về trường học, nếu ngươi còn có chuyện khác muốn nói với ta, thì có thể đến trường đại học nữ thanh nguyên tỉnh ta. Mạc Phàm cũng không tiện tiếp tục hỏi, chỉ đưa mắt nhìn theo Liễu như đã rời đi. Không lâu sau khi Liễu như rời đi, thân thể của Mạc Phàm liền hóa thành một đoàn bóng mờ màu đen, bay xẹt qua mấy sợi dây thường xuân, lặng yên không một tiếng động đột nhập vào trong trong khuê phòng của Liễu Nhàn và Liễu như trong căn phòng này toàn là những món đồ nữ tính, có hồng phấn, có xanh lam, có luôn hồng phấn xanh lam. Trong căn phòng này còn có rất nhiều búp bê, chất đống ở trên giường, trên bàn hoặc là treo ở trên tường. Mặc dù Mạc Phàm đã vận dụng hết cỡ ánh mắt trinh thám chuyên nghiệp của mình để truy tìm một ít dấu vết, nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ một vài món đồ nội y thật nhiều màu sắc ra, hắn không phát hiện thêm được món đồ nào khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nữa. Xem ra chỉ có thể ngồi đợi tin tức từ phía Linh Linh mà thôi. Mạc Phàm tự nhủ, không bao lâu sau, Mạc Phàm liền hội họp cùng Linh Linh. Di thể đã được hỏa táng từ sớm, nếu như còn được bảo tồn lại thì ta đã có thể phán đoán ra liệu nàng có đúng là bị Dracula tập kích hay không rồi. Không nghĩ tới, loại yêu ma có phong cách hành sự phi thường bí mật này, ở phương Tây dĩ nhiên đã chạy sang quốc gia của chúng ta rồi, mấy cái tổ chức được gọi là thánh điện đều mặc kệ không quản sao. Linh Linh ngạc nhiên nói. Vậy rốt cuộc người đã có phát hiện gì? Mạc Phàm hỏi lại một câu. Linh Linh nhìn chăm chú vào cái notebook của mình một hồi, sau đó hơi sửa sang lại một chút rồi nói, hết thảy văn kiện đều cho thấy rằng, nguyên nhân tử vong của nàng là do bệnh tim tái phát, không có bất kỳ điểm dị thường nào, giấy khai tử do bác sĩ viết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, nếu không phải là do lão giả hoác đà, kia kiên quyết nói rằng hắn đã tận mắt chứng kiến vụ việc, thì ngay cả ta cũng sẽ không liệt vụ việc này vào danh sách những vụ án do yêu ma gây ra, khó trách không có đi ai tiếp nhiệm vụ được treo thưởng này. Khó nhằn rồi đây, đầu mối gì cũng không có. Ngoài ra nếu như con Dracula kia chỉ là tùy tiện tập kích cô gái này, vậy cho dù chúng ta có thực sự chứng minh được sự tồn tại của hắn, thì cũng không có cách nào bắt được hắn. Thật đau đầu. Mạc Phàm xoa xoa thái dương nói: "Ta đã đến cục cảnh sát bên kia và mượn được cái video giám sát nhà ga trong ngày hôm đó, ta vẫn chưa có nghiên cứu qua cái video này, hy vọng sẽ kiếm được đầu mối gì đó." Linh Linh an ủi nói: "Nếu quả thực không có, thì chúng ta chỉ còn cách lại đến nói chuyện với em gái liễu như của cô ấy thêm một lần nữa mạc phàm kiên chỉ nói cũng chỉ có thể làm như vậy để có thể tìm hiểu vụ án này một cách chi tiết và rõ ràng nhất mạc phàm cùng linh linh tận lực đợi đến khi trời tối rồi mới đi đến trạm tàu điện ngầm nơi mà liễu nhàn đã tử vong dựa vào con đường và thời gian mà cô ấy đã đi vào nơi này đem vụ án tái diễn lại một lần khi trời đã tối như thế này thì lượng người qua lại xung quanh cái trạm tàu điện ngầm này cũng không phải là nhiều thậm chí từ chỗ cửa vào trạm kéo dài, tới hết cầu thang đi xuống lòng đất đã vắng toanh không một bóng người, những dãy đường sắt ngầm dưới ánh đèn huỳnh quang u ám hiện ra mấy phần âm u, hơn nữa còn có những âm thanh kim loại gõ vang kỳ quái liên tục từ đằng xa truyền đến. "Mạc Phàm, ngươi có phát hiện hay không? Vào thời gian này tất cả các đoàn tàu đều đã hết chuyến, chuyến muộn nhất cũng đã rời đi từ 5 phút trước, nói cách khác vào thời điểm 5 phút trước, tất cả những người bên trong trạm đều đã lên chuyến này và rời đi." cô gái liễu nhàn này rõ ràng là biết xem thời gian, tại sao vào lúc này còn chạy vào trong trạm tàu điện ngầm để làm gì? Linh Linh tay cầm notebook vừa đi vừa nói. Những khung hình đang hiện lên, trên màn hình notebook của nàng lúc này là những đoạn video giám sát được ghi lại, bởi rất nhiều máy quay được đặt giải rác khắp nơi trong trạm vào ngày hôm đó. Trong đó có một khung hình màu xám trắng mang theo vài phần âm u ghi lại cảnh liễu nhàn, mang một đôi giày cao gót màu đen chậm rãi đi vào trong trạm tàu điện ngầm vào lúc đó ở trong trạm và xung quanh liễu nhàn đều không có bất kỳ ai linh linh dựa vào những bước di chuyển của liễu nhàn ở trong hình vẽ lại con đường mà cô ấy đã đi qua thậm chí mô phỏng theo những động tác của cô ấy đây là thủ đoạn mà cảnh sát thường dùng để điều tra phá án ngay cả các đội săn yêu trong thành thị cũng rất ưa thích vận dụng loại kỹ xảo cơ bản này quả thực là sau khi chuyến tàu cuối cùng rời bến thì cô ấy mới tiến vào trong trạm hơn nữa bước chân của cô ta cũng không giống như dáng vẻ của một người đang muốn đuổi theo chuyến tàu cuối mạc phàm chỉ tay vào cô gái liễu nhàn trong hình rồi phân tích vậy có thể là nàng đã bị dụ tới đây linh linh suy đoán nói rất có thể là như vậy bây giờ chúng ta thông qua những cái băng ghi hình này để điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra trong trạm tàu điện ngầm trước đã ngoài ra xung quanh đây cũng có một vài cái cửa hàng tiệm lợi và cột đèn xanh đèn đỏ máy quay ở những chỗ đó chắn hẳn có ghi lại những người đã từng tiếp xúc với liễu nhàn trước khi cô ấy tiến vào trạm tàu điện ngầm đột nhiên ta cảm thấy có chút đáng sợ nếu như mấy con dracula này thật sự có loại thủ đoạn nào đó có thể mê hoặc và sai khiến con người vậy thì những người bình thường sẽ rất khó thoát khỏi ma trảo của bọn chúng linh linh lo lắng nói khi nghe linh linh nói về những sinh vật nắm giữ năng lực khống chế tâm linh mạc phàm liền nhớ tới mấy đầu cổ hoặc ma chu mà hắn gặp phải ở kim lâm hoang thành cũng tương tự nếu những con dracula này đã có thể trắng trợn không kiêng rẻ ẩn nấp trong đô thị để kiếm ăn thì việc bọn chúng nắm giữ thủ đoạn đặc thù như vậy cũng không tính là kỳ quái hơn nữa, nếu so với những đầu yêu ma mà chúng ta đã gặp phải kia, thì Dracula thông minh hơn nhiều. Nếu như Liễu Nhàn quả thật là bị Dracula tập kích, vậy thì loại sinh vật này còn thậm chí còn biết cách để ngụy trang nguyên nhân cái chết. Những vụ việc mà nạn nhân được chẩn đoán là tử vong vì đột ngột tái phát bệnh tim giống như Liễu Nhàn sẽ không được giao cho đội săn yêu thành thị ở nơi đó, vì vậy con Dracula kia sẽ có thể hút máu một cách vô tư mà không lo bị bắt. Một cái thành thị có hơn 10 triệu người, coi như mỗi ngày có một người bất ngờ tử vong cũng không phải là sự tình đang ngạc nhiên. Mạc Phàm, ngươi mau lại đây xem. Nàng dừng lại ở đây, giống như đụng phải một người nào đó vậy. Linh Linh đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Mạc Phàm để cho Linh Linh chiếu lại video, quả nhiên nhìn thấy Liễu Nhàn khi đi tới đây liền dừng lại, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn thấy ở phía trước mặt cô ấy có cái gì. Mạc Phàm phát hiện cô ấy lại đi về phía trước mấy bước, vị trí này ánh sáng chiếu xuống không được tốt lắm, chỉ thấy bên trong vùng u ám kia bước tiến của cô ấy càng lúc càng chậm cuối cùng dừng lại ở đó rất không khéo chính là có một cây cột che khuất một nửa thân thể của cô ấy nhìn qua giống như là cô đang tựa vào cây cột đó để nghỉ ngơi hệt như một bệnh nhân sắp sửa phát bệnh tim vậy nhưng nếu tua đi tua lại và quan sát thật kỹ thì có cảm giác như cô ấy quả thực là đang bị một món đồ gì đó bắt lại làm cho thân thể không thể động đậy được qua một hồi lâu dáng vẻ của cô ấy bắt đầu trở nên uể oải giống như là không thở được sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất không lâu sau đó Bên trong video giám sát hiện lên cảnh Hoắc Đà vội vội vàng vàng chạy tới, hắn trước tiên không có đi kiểm tra tình huống của Liễu Nhàn, mà giống như đang đuổi theo cái gì đó, sau đó vẫn nộ hướng về phía trạm tàu điện ngầm chống chảy mắng lớn. Tiếp theo chính là cảnh Hoắc Đà ôm Liễu Nhàn chạy ra khỏi trạm tàu điện ngầm, nhưng sau đó đã không cứu chữa kịp. Dáng vẻ của ông ấy giống như đã thật sự nhìn thấy một cái gì đó. Mạc Phàm phân tích nói, ta trước đó cũng đã xem qua video về nơi này, bên trong cây cột cũng không có cất giấu người nào rất kỳ quái chính là nửa người bị che chắn của liễu nhàn quả thực là có đồ vật gì đó nắm lấy nàng mạc phàm ngươi là ám ảnh hệ pháp sư ngươi cảm thấy có thể là có người lợi dụng ám ảnh hệ ma pháp để ẩn giấu ở mặt sau cây cột kia hay không video giám sát chỉ có bản trắng đen rất khó nhìn ra bóng đen nhúc nhích linh linh phân tích nói rất có thể loại địa phương khắp nơi có bóng tối như cái trạm tàu điện ngầm này ám ảnh hệ ma pháp đúng là có thể qua lại như thường mạc phàm gật gật đầu toàn bộ manh mối mà video quản lý cung cấp cũng chỉ có thế đại khái có thể xác định được cái đồ vật hại người kia nắm giữ ám ảnh hệ năng lực ngay sau đó mạc phàm cùng linh linh lại đi dò hỏi người mà mạc phàm đã giả mạo kia kết quả phát hiện ra đó chỉ là một nhân viên cửa hàng rất phổ thông chẳng có manh mối gì có thể cung cấp cho bọn họ cả không có manh mối mạc phàm cùng linh linh chỉ có thể tìm đến trường đại học nữ của liễu như xem nàng có thể cung cấp tình tiết nào đó có lợi cho cuộc điều tra hơn không nếu như thật sự không có chút gì cái treo thưởng này phòng chừng là không làm được rồi mạc phàm vẫn là mới vừa biết ở thượng hải bên này dĩ nhiên có một cái trường đại học này cái trường học này có vẻ như chuyên bồi dưỡng y tá nữ tiếp viên hàng không người mẫu có thể nói là mỹ nữ như mây người ở phụ cận vẫn thường gọi nơi đó là thiên đường của nam nhân mạc phàm âm thầm tán thành mấy cái từ mẫu chốt này đúng là có thể lôi kéo người ta vào trong vô hạn mơ màng mà tìm đến lớp của liễu như liền phát hiện ra một nhóm mỹ nữ mạc phàm suýt chút nữa đã quên mục đích của mình khi tới nơi này người tìm liễu như nàng ngày hôm nay đột nhiên cảm thấy không thoải mái tự mình trở về phòng ngủ trước rồi đại khái là mọi chuyện đã được giải quyết một cô gái trong lớp rất là cởi mở nói nàng vừa nói như thế các cô nương đều nở nụ cười trong đó có một nữ sinh viên bóc người tương đối đẫy đà nói nào có người nào mà một tháng lại bị ba bốn lần không chừng là lêu lỏng với người nào ở bên ngoài làm cho sinh bệnh đấy các ngươi đừng tổn thương người khác như vậy, tỷ tỷ của cô ấy mới vừa tạ thế. Chúng ta chỉ là thấy sao nói vậy mà thôi, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, mà lúc nào cũng động một tí là xin nghỉ, kêu nàng đi đến bác sĩ khám thì nàng lại không đi, trời mới biết có phải là sợ bị người khác biết được chuyện xấu gì đó không. Mạc Phàm đứng xem một bên, liền cảm thấy liễu như ở trong cái lớp này cũng không được người khác ưa thích cho lắm. Ngẫm lại cũng đúng, liễu như tướng mạo thanh tú, vóc người cũng không sai, cả người tỏa ra một loại nhu nhược cùng u buồn làm người khác thương tiếc mạc phàm chỉ hơi hơi tiếp xúc với nàng thì liền có ấn tượng rất tốt cô gái như thế giống như ngọc bích ở trong ao vậy khó tránh khỏi bị người khác xa lánh mạc phàm dựa vào bằng hữu danh nghĩa đi thăm viếng nàng thời gian này mấy cô nữ sinh viên kia đều đang học trên lớp ký túc xá chắc chỉ còn có bác gái ở lại trông giữ chỉ là đối với người nắm giữ ám ảnh hệ kỹ năng như mạc phàm mà nói việc lẻn vào ký túc xá nữ sinh hoàn toàn là ngựa chạy đường quen mà đi tới phòng ký túc xá của liễu như đây là một gian phòng nằm gần cuối hành lang sát với một cánh rừng ở phía ngoài, Mạc Phàm sao có thể trực tiếp xông vào, chỉ đứng đó lễ phép gõ gõ cửa. Ngươi lại trốn tiết rồi. Ồ, tại sao là ngươi? Liễu Như sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm, khi nhìn thấy Mạc Phàm càng là đặc biệt giật mình. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi một chút, khi qua trường tìm ngươi thì bạn học của ngươi nói với ta rằng ngươi đã bị bệnh, cho nên ta mới tới thăm viếng ngươi một thoáng. Mạc Phàm ân cần nói, ta không có chuyện gì, cảm ơn ngươi quan tâm, Ngoài ra, ngày hôm qua ta đã gặp được vị bằng hữu công tác sắt vách, mà tỷ tỷ ta nói tới, vì lẽ đó, xin ngươi đừng lại tới quấy giày ta. Liễu như vẻ mặt cảnh giác nói. Mạc Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới thân phận của mình lại bị vạch trần nhanh như vậy. Hắn lúng túng nở một nụ cười, vừa muốn nói vài lời giải thích thì Liễu như đã đem cửa phòng đóng lại. Mạc Phàm bất đắc dĩ rời đi, có chút hết đường xoay sở, xem ra cái treo thưởng này quả thực rất khó mà hoàn thành được, căn bản không có manh mối, coi như biết rằng liễu nhàn đúng là bị món đồ gì đó cắn phải nên mới dẫn tới cái chết vậy thì cũng căn bản không thể bắt được con dracula kia hội họp với linh linh ở cửa túc xá linh linh liền chạy tới hỏi dò tình huống người nói thân thể của liễu như gần đây không tốt có khi nào linh linh động não thật nhanh nói ánh mắt của mạc phàm liền sáng lên bề ngoài giống như bạn học của nàng nói là nàng thường xuyên đến kỳ đơn giản chính là bị thiếu máu nghiêm trọng chẳng lẽ nàng căn bản không phải là sinh bệnh mà là bị lén lút hút đi huyết dịch, mà chính nàng căn bản cũng không có phát hiện. Hoắc Đả cũng đã nói, Dracula phần lớn có đối tượng ưa thích riêng của bọn hắn, Liễu Như cùng Liễu Nhàn là sinh đôi, có khi thứ ưa thích của con Dracula đó chính là hai chị em gái nhà này, vì lẽ đó, sau khi ra tay đối với người chị, nó tiếp theo lại đến quấn quýt lấy cô em. Mạc Phàm suy đoán nói, đúng là như vậy, cho nên nếu chúng ta âm thầm theo dõi Liễu Như, nói không chừng liền có thể bắt lại được tên kia. Linh Linh đồng ý nói, vừa nghĩ tới phần treo thưởng của mình lại có hy vọng, mạc phàm. Liền mừng rỡ không nhịn được muốn ôm hun tiểu cô nương Linh Linh thông minh này một cái, chỉ tiếc là Linh Linh đã sớm nhìn thấu được ý đồ của hắn, bàn tay nhỏ bé trắng mịn vừa đúng lúc che lại khuôn mặt đã đỏ bừng của cô nàng. Làm ơn đi, ta còn muốn lập gia đình. Linh Linh vẻ mặt khinh thường nói. Mạc Phàm lúng túng cười khan một tiếng. ủng hộ kênh qua linhhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cùng Linh Linh một mực ngồi xổm ở chỗ có hàng rào che che chắn để ôm cây đợi thỏ. Buổi tối ngày thứ nhất, không có bất kỳ thu hoạch gì. Liễu như một mực ở trong phòng ngủ, ngay cả cơm ăn cũng là bạn cùng phòng mua dùng cho. Buổi tối ngày thứ hai, trong rừng đúng là có động tĩnh, tiếc thay đó chỉ là một nữ sinh viên nào đó, gặp gỡ riêng một tên nam nhân ở ngoài trường. Đi thuê một cái phòng ở ngoài sẽ chết. Mạc Phàm đang ngồi xổm ở trong rừng, nghe thấy ở cách đó không xa liên tục truyền đến những thanh âm không hài hòa. Cũng may là Linh Linh không ở đây, loại hình ảnh này mà để nàng nhìn thấy phòng trừng không được tốt lắm. Đã quá nửa đêm, khi mà Mạc Phàm cảm giác mình sắp sửa ngủ quên mất, thì hắn chợt ngửi thấy một luồng khí tức ám ảnh hệ tràn ngập trong không. Cả người Mạc Phàm liền lên tinh thần. Cá mắc câu rồi. Mạc Phàm là một vị ma pháp sư ám ảnh hệ. Cho nên, một khi ở xung quanh xuất hiện hơi thở ám ảnh nồng đậm, hắn rất nhanh liền có thể nhận ra. Thật ra ám ảnh chính là bóng tối. Mọi người thường bảo rằng bóng tối sẽ bị ánh sáng xua tan, nhưng nếu như nói một cách chính xác ám ảnh cũng có thể hút ánh sáng vào bên trong giống như kiểu nó tạo ra một khu vực bóng tối dày đặc vĩnh viễn không bao giờ có một tia sáng vậy ánh đèn trường mờ mịt thì vẫn là mờ mịt cuối cùng vẫn có một chút ánh sáng heo hắt chiếu tới khu rừng nhưng giờ phút này cả khu rừng lại là một màn đêm tăm tối đưa năm ngón tay ra trước nhưng không nhìn thấy đâu nếu như nó nồng đậm hơn nữa có lẽ nó sẽ tạo thành một bức tường bóng tối bức tường bóng tối cũng không phải là không có cách nào đi xuyên qua được mà ngươi ở bên trong đó sẽ bị lạc mất phương hướng đi được mấy bước liền quay lại chỗ cũ lại còn là một cao thủ về ám ảnh hệ phải tìm được hắn lúc này mạc phàm ẩn núp vào một vị trí rất tốt trong cái khu vực ám ảnh vừa mới được tạo ra này hắn lặng lặng chờ đợi đối phương xuất hiện vốn mạc phàm nghĩ rằng hắn sẽ bắt được tên bắt cóc vô lương xỉ định xông vào ký túc xá nữ này ai mà ngờ được đối phương cũng không có dự định xông vào bên trong hắn ở đó và tạo ra cho mình một khu vực có thể ẩn giấu thân thể một cách hoàn mỹ nhất. Mạc Phàm phải nói là rất là kiên nhẫn. Không kiên nhẫn thì cũng phải kiên nhẫn, chứ còn cách nào khác nữa đâu. Dù sao, năng lực ám ảnh hệ của đối phương còn cao minh hơn hắn rất nhiều cơ mà. Nếu như hắn liều lĩnh xông ra ngoài lúc này, không phải sẽ khiến cho đối phương có cơ hội tẩu thoát sao? Hai cái răng nanh trị giá 2.000 vạn đó. Một khi chạy mất, không phải 2.000 vạn không cánh mà bay sao? Không biết trôi qua bao lâu, Đột nhiên Mạc Phàm nghe thấy ở phòng ngủ cuối hành lang có tiếng động vang lên. Mạc Phàm vội vàng nhìn về phía hành lang nơi đó, liền phát hiện ra có một cô gái mỏng mảnh, yếu đuối đang mềm theo đường ống nước sân thượng chậm rãi trèo xuống. Đây không phải là Liễu Như sao? Mạc Phàm trong lòng cả kinh nói, kia quả thật đúng là Liễu Như. Nhìn nàng lúc này có vẻ rất là suy yếu. Nàng trèo xuống mà Mạc Phàm cảm giác như rằng nàng lúc nào cũng có thể bị té ngã vậy cho dù là như vậy liễu như vẫn có thể trèo xuống một cách thuận lợi được hơn nữa nàng còn chạy tới cái lỗ hổng trên hàng rào lưới sắt bờ tường kia ngay sau đó nàng đã bước vào cánh rừng bên ngoài bờ tường một cách nhẹ nhàng cánh rừng bị một mảnh tối tăm bao phủ thân thể thon thả của nàng đi vào nơi đó giống như bị hắc ám cắn nuốt mất vậy bất cứ lúc nào hình bóng của nàng cũng sẽ bị biến mất đi và không còn thấy đâu nữa mạc phàm nhìn thấy liễu như đang bước về nơi nguy hiểm trong lòng liền chìm xuống chết tiệt cái tên Dracula này đã sớm gieo xuống một mầm mống mê hoặc trên người Liễu Như rồi. Trong khoảng thời gian này Liễu Như suy yếu như vậy, có lẽ cũng là do bị cái tên này thỉnh thoảng hút máu nàng. Mạc Phàm âm thầm mắng ở trong lòng, là một người bảo vệ cho nàng, Mạc Phàm đương nhiên không thể nào tha thứ cho những chuyện như thế này phát sinh trên người nàng được. Ấy vậy mà cái tên Dracula kia lại dám liều lĩnh sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy để ra tay với cô gái mà hắn bảo vệ. Liễu Như lúc này như đang tự chui đầu vào lưới vậy cũng may hôm nay hắn tiềm phục ở nơi này. Nếu không đến tột cùng mọi chuyện phát sinh như thế nào, hắn cũng không có biết. Cái tên Dracula này cũng không còn là máu lạnh bình thường nữa rồi. Trước đó không lâu, hắn vừa mới hút máu chị gái liễu nhàn. Ấy vậy mà hắn không biết đường tạm lánh giang tiếng xấu của mình đi, lại còn dám ra tay với em gái liễu như nữa. Mạc Phàm cũng không có vội vàng xuất thủ. Cho tới tận lúc này, hắn vẫn chưa nhìn thấy tên Dracula kia đâu cả hai con mắt hắn vẫn theo dõi bước chân liễu như đi sâu vào trong rừng như cũ có ám ảnh hệ hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối một cách rõ ràng liễu như tiếp tục đi sâu vào trong cánh rừng nàng lúc này giống như một người mộng du vậy khuôn mặt thì dại ra khi nàng đi tới một khu vực nhìn có vẻ trống trải trong khu rừng rốt cuộc lúc này đột nhiên xuất hiện một cái đường viền áo gió cao ngất ở trong bóng tối áo gió này hình như có màu đỏ chót cổ áo thì dựng thẳng đứng lên một khuôn mặt nghiêng cùng chiếc cầm đầy đạn Tuấn Tú ẩn giấu sau chiếc cổ áo này, cũng chỉ có một cái sống mũi cao cao và một đôi mắt bóng loáng tỏa ra sự tà dị là hiện rõ ra bên ngoài. Mạc Phàm nhìn không rõ khuôn mặt của hắn cho lắm, giống như kiểu có một màn sương mù đặc biệt che mất khuôn mặt này vậy. E rằng đây là thủ đoạn mà tên Dracula này thường xuyên sử dụng. Bọn họ không muốn mình bị nhận ra. Cuối cùng, bọn họ vẫn muốn ẩn giấu thân phận của mình trong loài người. Liễu như chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi về phía nam tử áo gió kia một mùi thơm kỳ lạ tỏa ra chui vào màn sương mù quái dị tràn ngập khắp trong bóng tối này liễu như với dáng người thon thả nhẹ nhàng bước tới trước mặt nam tử mặc áo gió nàng chậm rãi ngẩng đầu lên giống như kiểu một vị quân vương ra lệnh cho một cô gái ngẩng đầu lên vậy nam tử áo gió chậm rãi giang rộng hai cánh tay mình ra giống như muốn ôm liễu như vào lòng liễu như đắm chìm trong mê hoặc liền đi về phía trước một bước nàng giống như muốn vùi đầu vào lồng ngực tên nam tử áo gió Cùng lúc đó, ở đôi môi màu đỏ có phần yêu dị, của nam tự áo gió đột nhiên lóe lên ánh sáng. Đây là ánh sáng phát ra từ chiếc răng nanh bén nhọn vừa mới hiện ra ngoài. Dĩ nhiên đây là hai cái huyết nha sắc nhọn mà hắn mong đợi xuất hiện. Có giá trị 2.000 vạn rồi. Mạc phàm thẩm kêu không tốt. Đang định ra tay, đột nhiên từ hai cánh tay đằng sau liễu như xuất hiện một ánh sáng lóng lánh, lạnh lẽo. Xoẹt! Một thanh thủy thủ lạnh như băng được liễu như, mạnh mẽ rút ra từ phía sau lưng liễu như vốn liễu như đang còn trong trạng thái thần trí mơ hồ đột nhiên trong con mắt nàng ánh lên sự cừu hận nàng vung thanh trùy thủ trong tay mình lên không một chút do dự đâm về phía thân ảnh có mấy phần cao ngất đang ở phía trước mặt mình thanh trùy thủ vô cùng chính xác đâm vào đúng vị trí trái tim của nam tự áo gió nó đâm vào vô cùng sâu thế nhưng từ vị trí đâm vào lại không có máu phun ra giống như kiểu thanh trùy thủ này đâm vào một cỗ thi thể vậy mạc phàm nhìn mà ngây dại hắn thật sự cũng không có nghĩ tới liễu như đột nhiên làm ra hành động như vậy mới vừa rồi nàng vẫn đang còn chắp tay ra sau lưng và mặc phàm hoàn toàn không có nhận thấy thanh thủy thủ màu bạc được ẩn giấu sau lưng nàng ha ha thật khiến ta phải thất kinh một người bình thường như ngươi ấy vậy mà lại có thể chống cự lại được nguyệt mị của ta nam tử kia phát ra giọng nói u ám hắn vẫn đứng ở nơi đó như cũ thanh thủy thủ vẫn đâm vào vị trí trái tim của hắn nhưng hắn cũng không có phát ra bất kỳ tiếng thống khổ nào ngược lại hắn còn hứng thú mừng rỡ nhìn về liễu như ở đó nói liễu như vội vàng lui về phía sau một bước hai con mắt nàng hiện ra sự tức giận và cửu hận tràn ngập chỉ tiếc là mấy câu chuyện truyền thuyết về dracula mà các ngươi nghe được từ thời xa xưa cũng chỉ là giả thanh thủy thủ bạc đâm vào trái tim chúng ta cũng không có bất cứ tác dụng gì nếu như ngươi thật sự thích trái tim của ta như vậy ta liền tặng nó cho ngươi ngươi thích cái gì ta liền cho ngươi cái đó ngươi nhìn xem ta rất là yêu người đó nha giọng nói u ám nhẹ nhàng truyền ra ngoài vừa dứt lời nam tự áo gió liền đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc bén của mình trực tiếp đâm vào vị trí trái tim hắn xé mở lồng ngực của mình ra một cái lỗ hổng to đùng liền xuất hiện sau đó hắn đem trái tim của mình cầm ra ngoài tưng tưng đó là một trái tim vẫn còn tươi sống và đang còn nhảy tưng tưng trên lòng bàn tay của hắn trên trái tim vẫn đang còn cắm một thanh thủy thủ bạc thế nhưng lại không có bất kỳ giọt máu nào trào ra từ vị trí đó ta đem trái tim của mình tặng cho ngươi làm gì có nam nhân nào trên thế giới đối xử với người tốt được như ta không giọng nói nam tử này trở nên vô cùng kỳ quái cuối cùng liễu như vẫn là một cô gái bình thường ngay cả trong lúc này nội tâm nàng đang còn tràn ngập sự tức giận và muốn báo thù cho chị gái mình nhưng sau khi nhìn thấy hành động biến thái của tên dracula này nàng liền sợ hãi lui về phía sau mấy bước cần gì phải đi lưu ý một người đã chết chị của ngươi nhọc nhằn khổ sở công tác không phải là muốn kiếm một chút tiền lương để nuôi dưỡng ngươi cho tiền ngươi đi học sao thứ tiền này ta muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu ta cũng có thể cho ngươi dracula phong y nói sau khi liễu như nghe được câu này tâm trạng đặc biệt phẫn nộ nàng tiện tay cầm lấy một cành cây gỗ trên mặt đất coi nó như kiếm để sử dụng dracula phong y nhìn thấy cành cây gỗ kia đột nhiên bắt đầu run rẩy dáng vẻ của hắn sợ hãi vạn phần ngươi ngươi làm sao ngươi biết chúng ta sợ nhất chính là đồ vật bằng gỗ? Ngươi không được tới đây, tuyệt đối không được tới đây. Liễu Như nhìn tên Dracula này, trong lòng vừa mới dâng lên mấy phần nghi hoặc. Đột nhiên nàng nghe tiếng cười to của Phong Y, từ bộ dáng sợ sệt, trong nháy mắt lại biến thành vẻ mặt trắng trợn cười nhạo không chút kiêng dè. Dracula Phong Y đã bày ra hành động tà ác đê tiện của bản thân một cách cực kỳ điêu luyện. Ha ha, Dracula chúng ta giết không chết được. Có thể giết chết Dracula ngoại trừ ngoài chính chúng ta ra? cũng chỉ có sự vô tình của người con gái mà Dracula đó, yêu thật lòng thôi." Giọng nói Phong Y lại trở nên lạnh giá. "Vậy ngươi hiện tại liền chết đi." Giọng Liễu Như mang theo run rẩy cả giận nói. "Hai người chị em các ngươi giống nhau như đúc nhưng tính tình lại trái ngược. Không phải là ta muốn giết chết nàng ấy mà là bản thân nàng muốn giết chết chính mình thôi. Mỗi ngày nàng đều khẩn cầu ta cắn cổ của nàng. Rồi nàng nói cuộc sống của nàng cực kỳ vô vị, không ai xem trọng hay quan tâm nàng, lại còn có một đứa em gái liên lụy nàng." Dracula phòng y nhẹ nhàng nói. Nàng nói chỉ có lúc đi cùng với ta, thời điểm ta cắn, vào cổ nàng mới mang đến cho nàng cảm giác từng tia từng tia vui sướng. Bởi vậy cho nên nàng không chú ý bản thân thiếu máu nghiêm trọng còn muốn gọi ta ra. Người nói nàng có phải giống như một ả kỹ nữ, dựa vào độc dược để duy trì cuộc sống của mình không? Nghe được câu này, liễu như đã triệt để phát điên rồi. Người chị nàng kính yêu nhất lại bị người này sỉ nhục thành ra như vậy. Nàng cầm cành cây gỗ muốn xông lên cùng tên Dracula làm nàng, cực kỳ căm hận kia liều mạng thế nhưng dracula phong y vẫn đứng đó cười híp mắt nhìn cô bé liễu như tính tình cương liệt này tự chui đầu vào lưới cô em gái này còn thú vị hơn so với chị gái của nàng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng đủ để hắn chơi một quãng thời gian liễu như vọt tới trước mặt tên dracula rất nhanh nàng ý thức được chính mình ngu xuẩn cỡ nào bởi vì thực lực hai người cơ bản không cùng một cấp bậc ngay khi nàng cho là mình cũng có kết cục giống như chị gái đột nhiên bên cạnh nàng xuất hiện một đoàn hỏa diễm cực nóng Hoa hồng sắc liệt diễm bùng nổ ra ánh lửa kinh người, thắp sáng một phiến hắc ám trong rừng sương mù. Dracula phong y cơ bản không nghĩ rằng, trong mảnh rừng này lại cất giấu một pháp sư hỏa hệ. Uy lực của liệt quyền toàn bộ nổ ra đánh hắn bay xa mười mấy mét rồi còn bị thiêu đốt một mảnh. Cả người Dracula phong y đều bị đốt, nặng nề ngã xuống mặt đất. Hắn cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy, nhanh chóng bò lên từ trong ngọn lửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn mạc phàm cách đó không xa. Thật giống như hắn ý thức được cái gì. Phong Y lại vội vàng dùng áo gió ngăn trở trước mặt mình. Mặt Dracula không thể bị nhìn thấy, nếu bị nhìn thấy sẽ không có cách nào ở thành phố này tiếp tục sinh tồn. Cặp mắt của hắn mang theo tức giận. Dĩ nhiên có người xấu phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn không xác định trong mảnh rừng này còn có những liệp pháp sư khác nữa hay không. Hắn vùng vẫy áo gió, thân thể giống như hóa thành một mảnh da màu đen, toàn bộ cơ thể lại giấu vào bên trong đó. Khi nó phi động lúc thức ra này giống như một cánh rơi, nhanh chóng đập đập, Hắn nhanh chóng trốn vào trong rừng, kỹ năng của ám ảnh hệ cũng nhanh chóng sử dụng. Hắn trốn rất nhanh, khi Mạc Phàm sử dụng độn ảnh đuổi theo đã không tìm thấy tung tích của Dracula. Mẹ nó, chạy thật nhanh. Mạc Phàm mắng một câu. Không thể không thừa nhận con Dracula này sử dụng năng lực ám ảnh, hệ mạnh hơn chính mình rất nhiều, dưới tình huống này cơ bản không thể giữ được hắn. Bất quá cũng không có cách nào khác, nếu không ra tay Liễu Như đoán chừng đã bị hắn giết chết. Mạc Phàm đi tới bên người Liễu Như liều như ngồi tê liệt trên mặt đất nước mắt không tiếng động chảy xuống có thể thấy nàng rất tuyệt vọng một bên mạc phàm muốn an ủi nàng cũng không biết làm sao mở miệng thực sự nhìn liễu như nhu nhược nhưng niềm tin báo thú của nàng lại kiên định như vậy có thể thấy địa vị chị gái trong mắt của nàng xác thực đã vượt qua tất cả nghĩ đến con dracula kia dùng ngữ điệu trào phúng như vậy với các nàng mạc phàm cũng cảm thấy dị thường phẫn nộ liễu như khóc rất lâu ở trong rừng trường học thì không thể quay lại Mạc Phàm đưa nàng tới nhà trọ của chính mình, để nàng ở đại sảnh nghỉ ngơi. Tìm một ít huyết tể có phẩm chất cao, Mạc Phàm biết vì báo thù cho chị gái, nàng cố ý để Dracula hút một ít máu của mình, đợi đến lúc được tín nhiệm thì sẽ đột nhiên ra tay. Cảm ơn ngươi, rất xin lỗi lần kia lại đối với ngươi ác liệt như vậy. Liễu như ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nói. Thì ra ngươi biết chị gái của ngươi chết không bình thường, ngươi nên sớm nói cho ta, ngươi chỉ là một người bình thường làm sao có khả năng là đối thủ, với thứ yêu mà đó, mạc phàm nói ta chỉ là không hy vọng liên lụy đến người khác xin lỗi liễu như nhỏ giọng nói dracula này liền giao cho ta đối phó đi ta cũng là được ủy thác bất quá lần này đã kinh động đến hắn lại muốn bắt được hắn chỉ sợ có chút khó khăn hắn vẫn che mặt ta cũng không thấy rõ khuôn mặt chân chính của hắn người biết thân phận của hắn không mạc phàm hỏi liễu như lắc lắc đầu nàng chưa từng thấy người này hoặc chị hứa biết nhưng chị đã chết rồi người ở đây nghỉ ngơi đi mạc phàm nói mạc phàm thu xếp nàng ở trong gian phòng của mình khẳng định nàng không thể về trường học được trời mới biết con dracula kia vào lúc nào có thể thẹn quá thành giận xuống tay với nàng nên phải bảo vệ nàng thật tốt nhìn thấy liễu như mệt mỏi rất nhanh đã ngủ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng bên trong lại mang theo vài phần đau thương mạc phàm cũng không khỏi thở dài một hơi lấy thân dụ địch đổi lại người bình thường nếu biết là dracula thì chắc sợ đến hồn đều không còn có thể thấy được lòng báo thù của nàng dị thường kiên định ngồi trong đại sảnh, không bao lâu Linh Linh gõ cửa tới. Linh Linh cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, nàng thành thạo đến tủ lạnh mở tủ ra lấy một bình nước trái cây, cái miệng nhỏ nhắn nhắn uống ung ục như bú sữa mẹ. Như thế nào, có thể lần theo hắn không? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Linh Linh dùng tay lau bên môi, nói, suýt chút nữa là để hắn chạy, ta lần theo hắn đến một câu lạc bộ tư nhân, hình như là hội sở phẩm rượu hiếm có, ta lo lắng bên trong có cái gì đó nên không dám lần theo nữa. Tới đấy là được rồi, chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ làm sao bắt được hắn. Ánh mắt mạc phàm sáng lên. Xem ra khải ma cụ của chính mình có hy vọng rồi. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trung ương của câu lạc bộ là một phòng ba lớn, có chút ánh đen tối xen lẫn màu đỏ sẫm, nhìn qua giống như đang bày ra một tầng thảm hồng phát sáng. Toàn bộ phòng ba lớn hiện ra phong cách châu Âu, có đầu con nai khảm bên trong đồ án tông giáo được vẽ trên vách, cũng có một ít ly cao cổ làm bằng bạc cùng bộ đồ ăn trưng bày bên cạnh quầy ba thật dài ngay cả người pha rượu quầy ba cũng là một người phương tây có tướng mạo anh tuấn muốn uống chút gì không trong quầy ba người pha rượu hỏi mã thụy nạp không cần đầu chờ ta còn có thức uống càng ngon miệng hơn một tên khách sắc mặt tái nhợt nói tên khách này nhanh chóng uống xong rượu của người pha rượu đưa tới một giọt cũng không chừa trực tiếp rót vào yếu hầu quả thật giống như muốn tiếp thêm cho mình sự can đảm hỗn đản chết tiết, đến cùng ai muốn tìm ta gây phiền phức, phải biết ngày đó chỉ có tên tiểu tử kia nhưng lại bị ta giết tại chỗ, bọn họ hẳn là không nhìn thấy mặt của ta. Thật không cam lòng, không có con mồi nào có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta, liễu như cũng không ngoại lệ. Nam tử tái nhật lầm bầm lầu bầu nói. Nam tử cũng không chú đến hành lang cách đó không xa, một người có dáng dấp mấy phần nhỏ bé hiền lành vừa uống nước trái cây, vừa lén lút quan sát hắn. Nơi này là câu lạc bộ của người có tiền, phụ cận cũng có mấy cái biệt thự, bình thường sẽ có một ít người giàu mang theo con cái ra cửa đến đây chơi. Vì lẽ đó mặc dù phòng khách trên hành lang có đứa nhỏ, cũng không có gì cảm thấy kỳ lạ. Trên tay người nhỏ bé cầm điện thoại, trò chuyện cùng với người nào đó. Tiểu mỹ nữ, sao một mình ngươi lại chạy đến đây? Một tên đàn ông trung niên có dáng vẻ đường đường mang theo nụ cười hỏi. Linh Linh ngẩng đầu lên, cặp mắt ẩn giấu đi trí tuệ nổi lên ánh nước đơn thuần sáng lồng lẫy. Nàng lầu bầu miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ oán giận nói, ta ghét nhất là học phép thuật, cả ngày đều làm không hết bài tập, tại sao người lớn có thể tới nơi này uống rượu, tiểu hài tử chúng ta lại phải học vấn đề nhàm chán như vậy, ta cũng muốn uống rượu, thế nhưng người nước ngoài đáng ghét kia lại không cho ta uống. Cái người đàn ông trung niên kia bắt đầu ha ha cười lớn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại lời nói thú vị này, của Linh Linh. Một lát sau, tên nam tử kia mới hồi đáp, hài tử thắc mắc chuyện người lớn đều là hài tử không ngoan, như vậy đi, chén rượu này ta vẫn chưa uống qua, ta sẽ cho cái miệng nhỏ này của ngươi một chút rượu để ngươi biết dù rượu có đắt, cũng rất khó uống. Linh Linh gật gật đầu, vẫn là một bộ dáng vẻ rất ngây thơ. Chờ sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Linh Linh liếc mắt nhìn ra hỏa sắc mặt tái nhợt trên quầy ba kia. Làm cho nàng có chút tức giận chính là người kia không biết rời đi lúc nào, lặng yên không một tiếng động. Trong lòng Linh Linh thầm mắng một câu, đại thúc kỳ quái, hỏng chuyện tốt của ta rồi. Nàng từ đầu đến cuối đều không có thấy rõ mặt của Dracula kia, Nói đến có chút kỳ quái, quả thực Dracula này giống như tự mang gạch men cho bản thân, mỗi khi hắn bị nhìn chăm chú, đều sẽ có một đoàn xương mù mông lung che khuất khuôn mặt hắn, nếu như có thể nhìn thấy mặt của hắn thì sẽ rất dễ dàng truy ra được hắn. Bất quá nói đi nói lại, hắn nếu thường thường ra vào nơi này, vậy hắn cũng là người có tiền ở tại một mảnh khu biệt thự này. Đến, liền cho người uống một hớp. Người đàn ông trung niên cười ha ha đi tới, cố ý đổi cái ly lớn thành một ly rượu rất nhỏ chú ơi, chú có biết người vừa mới ngồi trước quầy ba kia không? Linh Linh hỏi. Người hỏi cái này làm gì? Người đàn ông dáng vẻ đường đường hỏi rằng. Ta nghe bọn con gái nói đến quán ba thì phải kết bạn trai, ta cũng phải làm như vậy. Linh Linh đáp. Tại sao lại muốn chọn hắn, lẽ nào ta không phải là nam sao? Nói đi nói lại, cô gái nhỏ như ngươi làm cho ta cảm thấy thú vị. Người đàn ông trung niên không nhịn được nở nụ cười. Cũng đúng nha, bất quá ngươi biết hắn không? Linh Linh tiếp tục hỏi đôi mắt của người đàn ông trung niên bị ánh đèn của phòng ba ánh lên làm con ngươi có chút thay đổi hắn nhìn kỹ linh linh giống như muốn nhìn thấu nha đầu ngốc này nhưng hắn nhìn thấy chỉ có một khuôn mặt hồn nhiên quật cường một lát sau hắn mới cười lắc lắc đầu khá quen nhưng ta cũng không biết hắn là ai tốt lắm đáng tiếc thật ta nghĩ muốn kết bạn với hắn linh linh nói rằng người đàn ông trung niên lại nở nụ cười nói với linh linh người khác thì sẽ cảm thấy hứng thú với tiểu cô nương như ngươi nhưng hắn nhất định yêu thích nữ tử thành thục, không phải tiểu nha đầu không muốn học tập mà cáo kỉnh chạy đến câu lạc bộ của người lớn đâu. Được rồi, ta nên về rồi. Nếu ba ba trở về nhìn thấy ta không có ở nhà khẳng định trở về sẽ bị mắng, cảm ơn thúc thúc." Linh Linh le lưỡi một cái nói. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn chén rượu nho nhỏ, nhướng mày hỏi, "Ngươi xác định không nếm thử một chút sao?" "Ta cảm thấy nếu ngươi nếm thử một chút sau đó sẽ không muốn làm người lớn nữa." "Vẫn là không được." ta nghe nói uống rượu mặt sẽ đỏ nếu như bị ba ba phát hiện hắn sẽ nhốt ta trong phòng một tháng không cho ta ra ngoài linh linh uống một hớp nước trái cây sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này người đàn ông trung niên nhìn theo linh linh thiên chân khả ái đi ra khỏi phòng ba lớn ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng lại có ý cười quái dị linh linh rời đi không bao lâu nam tử sắc mặt tái nhật vừa ở quầy ba kia chậm rãi đi tới hắn cười ngồi xuống trước mặt người đàn ông trung niên nói đều đã nhiều năm như vậy khẩu vị của ngươi không hề có một chút thay đổi nào Nói xong câu đó, nam tử tái nhật kia liền uống cạn ly rượu nhỏ bên quầy ba kia đáng tiếc, nàng cảm thấy hứng thú với ngươi, ta đã thăm dò đại khái, hẳn chính là một tiểu cô nương rất bình thường. Đương nhiên, nếu như ta có thể gặp nàng lần thứ hai, nàng liền sẽ không còn bình thường nữa. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, vậy tại sao ngươi lại thả nàng đi? Tiểu la lị có linh tính như vậy cũng không nhiều. Nam tử tái nhật nói rằng, còn không phải là bởi vì ngươi à? người bị người nhìn chằm chằm cũng mang ý nghĩa huyết tộc chúng ta đã bị phát hiện vào lúc này nếu làm tiếp một ít cử động chẳng phải dễ dàng làm bại lộ hơn sao gần nhất chúng ta vẫn nên yên tĩnh một trận mọi việc đều phải cẩn thận người đàn ông trung niên nói rằng có gì đáng sợ chứ ta chỉ có bị một cái pháp sư nhỏ nhìn thấy huống chi thực ra ta chẳng hề làm gì cả nam tử tái nhợt một mặt kiệt ngạo nói rằng ánh mắt người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên ác liệt hắn lấy bộ đồ ăn trước mặt đâm vào mặt nam tử tái nhợt dừng lại trước con người của nam tử. Ta nói cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi, không nên để cho con mồi tử vong ở trong thời gian ngắn, cũng không nên ra tay như vậy với một con mồi khác. Ngươi đã gây nên hoài nghi, rất khả năng sẽ làm cho tình cảnh chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm. Ta đã dặn dò những người khác gần nhất không nên hành động gì. Ta không hy vọng trong gia đình này lại mất thêm một thành viên nữa. Người đàn ông trung niên đột nhiên đổi một khuôn mặt cực kỳ hung ác nói. ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nam tử tái nhợt hơi ngửa đầu về phía sau một chút, mở miệng nói, lần sau ta sẽ cẩn thận, tiểu pháp sư cứu đi con mồi của ta, ngươi điều tra thân phận của hắn chưa? Làm sao cha, dáng dấp ra sao ngươi còn không thấy rõ ràng, chỉ mong chỉ là một liệp pháp sư ngẫu nhiên gặp mà thôi. Nếu như hắn nhằm vào chúng ta, vậy chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Ngư ở đàn ông trung niên nói, vậy ta đi giết hắn. Ngươi có đầu óc hay không, một hai người chết thì có thể giả thành chết bất ngờ. Nếu người chết chính là pháp sư, Lẽ nào người cho rằng Liên Minh Liệp Giả sẽ không hề có chút cảnh giác nào sao? Đàng hoàng lại cho ta." Người đàn ông trung niên tiếp tục cảnh cáo, "Ngươi luôn hà khắc với ta như vậy, vì sao nàng làm ra bất cứ chuyện gì ngươi cũng không nói nàng nửa câu? Ngươi cấm túc mọi người, có phải cũng nên cấm túc nàng hay không?" Nam tử tái nhợt bất mãn nói, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng nói tiếp, "Ngươi làm việc xưa nay không cẩn thận bằng nàng." Nàng ở trong một cái học phủ to lớn, đối mặt đều là một đám pháp sư mạnh mẽ. Đến nay nàng lại không bị người khác phát hiện, tại sao lại phải cấm túc nàng? Vẻ mặt nam tử tái nhợt không hài lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Được rồi, Phong Y dựa theo lời ta nói mà làm, tuyệt đối đừng đánh chú ý đến em gái kia. Nếu ngươi tự chui đầu vào lưới dẫn theo người có cấp bậc Liệp Vương xuất hiện, ai cũng không cứu được ngươi." Người đàn ông trung niên nói. "Ta biết rồi." Sau khi người đàn ông trung niên kia rời đi, sắc mặt Phong Y hoàn toàn trắng bệch, tiếp tục uống rượu trên quầy bar. Chờ đến lúc màn đêm thăm thẳm buông xuống, lúc này hắn mới đi ra câu lạc bộ, lái một chiếc xe thể thao xa xỉ màu xanh lam, tiếng động cơ xe hướng về phía công viên u ám bên trong ngọn núi nhỏ. Công viên trong núi nhỏ này, ở phía bắc cách đó không xa có một khu biệt thự, có thể lái xe đến đỉnh ngọn núi. Dừng xe bên đường của đỉnh núi có thể nhìn thấy cảnh Mỹ lệ yêu kiều của thành thị, dù đã là đêm khuya. Ánh đèn xanh hồng chiếu sáng, phồn hoa như gấm. Phong y ngồi ở trong xe lặng lặng chờ đợi, hắn rời qua rời lại kính chiếu hậu, huyết sáo chỉnh lại kiểu tóc của chính mình. Hiển nhiên hắn rất lưu ý ngoại hình tuấn tú của bản thân, rất nhiều lúc hắn thậm chí không cần triển khai bất cứ tà thuật nào, liền dễ dàng lừa gạt phụ nữ tới tay, mà bây giờ cũng đến lúc ăn khuya rồi. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe BMW lưu màu trắng chậm rãi chạy tới. Khoảng thời gian này bên trong công viên hẻo lành hầu như không có ai, ngay cả xe cũng ít. Xe màu trắng dừng lại bên cạnh xe màu lam, từ bên trong bước xuống là một người phụ nữ mang một đôi giày cao gót, quần áo tinh xảo. Người phụ nữ kia tương đối thành thục, trước ngực dài lụa tơ tằm màu đỏ bừng của chiếc váy giao nhau qua trước ngực no đủ quấn trên cổ trắng nõn bởi vậy lộ ra vai cũng một mảng lớn da thịt phía sau khiêu gợi làm người ta hận không thể lập tức cởi chiếc nơ bướm nhỏ đẹp đẽ cột sau cổ nàng phong y nhìn nàng vừa bị trưởng bối giáo huấn nên trong lòng hắn chứa vài phần oán khí sau khi nhìn thấy nữ nhân quyến rũ như vậy đến đây tà hỏa trong lòng liền tăng lên không chờ nữ nhân kia hoàn toàn xuống xe liền bế nàng lên lập tức quăng vào chỗ ngồi phía sau anh ừ sao lại gấp gáp như vậy nữ nhân phát ra một tiếng cười duyên, dáng vẻ muốn cự còn nghênh. Ngươi làm cho cả người ta bị đốt cháy, phong y tham lam hôn lên thân thể của nàng. Đặc biệt là cần cổ lòa lồ kia làm hắn yêu thích không buông. Đây là một nam nhân phi thường có kỹ xảo, nữ nhân mới vừa mang theo vài phần u oán, sau khi bị hôn liền dần dần phát ra tiếng nỉ non, thân thể thoáng căng thẳng cũng ngước đầu hưởng thụ. Nàng có thể cảm giác được đầu lưỡi nóng bỏng, cùng hàm răng lạnh lẽo của hắn đang luân phiên lẫn nhau, trên bộ vị nhảy cảm trên thân thể của nàng. Mỗi một lần luân chuyển giống như có một dòng điện từ vị trí cổ lan truyền đến toàn thân, sau đó lại truyền xuống hai chân. Hình như không cần phải làm tiếp quá nhiều chuyện, đột nhiên một cảm giác hơi đau nhói từ cổ truyền đến toàn thân, làm cho cơ thể của nữ nhân hơi co giật. Chỉ là nhìn qua nữ nhân này cũng không quá thống khổ, ngược lại giống như bổ sung cho nhau, miệng nhỏ không ngừng mở ra từ trong cổ họng phát ra tiếng nỉ non, như nốt nhạc tươi đẹp. Ùm ục, hầu kết phong y động động, có cái gì không ngừng rót vào bên trong dạ dày của hắn cũng không biết quá bao lâu, lúc nãy hắn mới chậm rãi đặt sự chú ý lên người nữ nhân. Rõ ràng sắc mặt nữ nhân đã bắt đầu trắng bệch, nhưng lại phát ra thanh âm khẩn cầu giống như một con mèo nhỏ. Trên mặt Phong Y nở nụ cười đùa bỡn, nhìn qua rất giống dáng vẻ thâm tình, nhưng ý nghĩ trong lòng lại không giống như vậy. Mùi vị này không ngon miệng bằng chị em sinh đôi kia, giống như sự khác biệt giữa rượu sái và rượu mao đài tinh phẩm. Càng nhấm pháp được máu ngon thì càng không có hứng thú với các loại máu tươi khác. Huống chi loại phụ nữ nhà giàu cô đơn này phong y hắn vẫy tay là có. Loại nữ nhân này rất dễ dàng quyến rũ được nhưng thường thường đều đã phóng túng qua. Nữ nhân phóng tung qua, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể ngọc khiết của các nàng còn có mùi vị thơm ngát và khí chất nữa, quan trọng hơn chất lượng máu cũng sẽ ảnh hưởng, cũng chỉ có những thằng nhóc huyết tộc mới cảm thấy những nữ nhân này đặc biệt có mị lực. Nhưng mà, làm sao để lừa liễu như tới đây ta? Trong lòng Phong Y nói thầm. Hắn tùy ý thay đổi tư thế, hoàn toàn chỉ là phát tiết mà thôi. Nữ nhân kia thì ở trạng thái cao giọng nỉ non giống như một con mèo nhỏ, cùng với hắn trước sau, đều mang dáng vẻ mỉm cười chấn định tự nhiên hình thành một sự tranh lệch rõ rệt. Không có một chút rung động, hắn chỉ là mạnh mẽ tưởng tượng nữ nhân có khuôn mắt tái nhợt này, thanh liễu như lúc thành thuần nhàn tĩnh. Đáng tiếc chính mình lại chơi hỏng một cái, nếu như có thể đặt hai người bọn họ ở cùng một chỗ, chà trà. Không được, dù thế nào cũng phải chiếm được nàng, nàng gieo ác mộng trên người nàng cho ta tìm được nàng cũng là chuyện dễ dàng, chẳng lẽ nàng mãi mãi bị liệp pháp sư kia bảo vệ. Phong y tự nhủ, người trị liễu nhàn đã làm cho phong y yêu thích không buông tay, bằng không làm sao có thể không cẩn thận hút hết máu đến nỗi không nhận ra sinh mệnh của nàng đang hết. Để phong y bất ngờ chính là liễu như càng làm cho hắn mê muội tính cách vừa nhu nhược vừa quật cường cùng tồn tại trong một người càng làm cho phong y, có ý muốn giữ lấy. Làm huyết tộc, lẽ nào không nên có một chút khiêu chiến, một chút kích thích sao? những thợ săn chết tiệt kia đều tự cho là đúng nếu để bọn họ nếm thử thủ đoạn của chính mình để bọn họ biết con mồi phong y ta nhìn chằm chằm xưa này không bao giờ chạy trốn được ta nên đi ngày mai còn phải dạy học thực ra người biết ta không phải rất bình thường trên mặt tái nhợt của nữ nhân miễn cưỡng có một chút ửng hồng ta biết phong y sau khi phát tiết xong cũng không muốn cùng nữ nhân này nói nhảm nhiều đi tới xe của mình khởi động xe hắn đi cực nhanh thậm chí lúc cầm lái trên con đường không có ai ở công viên hắn trực tiếp nhảy ra khỏi chỗ điều khiển an vị ngồi trên nóc xe đón gió lớn đánh tới trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng trong đêm đen đặc biệt quỷ dị trong sân trường đều tràn đầy sức sống thanh xuân cũng không phải tất cả học viên đều giống như mặc phàm mới học đến đại học đã trải qua các loại yêu ma đáng sợ không phải trải qua sự sợ hãi khi đối mặt với yêu ma cũng không có sự ô nhiễm của xã hội toàn bộ trường học phép thuật trước sau đều duy trì một phần thánh khiết tất cả tràn ngập hy vọng và chờ mong ngồi trên ghế dài đầy lá rụng, liễu như không khỏi có chút ước ao giống như học sinh trường phép thuật. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, cũng không có đi theo con đường phép thuật điều tuyệt đại đa số người xem, là một con đường cao quý. Nhìn người ở nơi này, khống chế sức mạnh phi phàm lại liên tưởng đến khuôn mặt đáng ghét của Dracula có thực lực mạnh mẽ kia. Liễu như có chút hối hận lúc trước không kiên trì thi vào học viện phép thuật, như vậy chính mình không đến nổi giống như bây giờ không hề có một chút năng lực nào. Nhà trọ mặc phàm ngay bên Minh Châu học phủ, liễu như cũng là lần đầu tiên vào bên trong học phủ phép thuật nàng mang theo vài phần u buồn ngồi ở cái thế giới không thuộc về mình có chút ngóng trông cũng có chút tiếc nuối càng nhiều chính là cô đơn không biết tiếp theo nên đi con đường nào vẫn ngồi ngốc đến vào đêm không khí càng ngày càng lạnh lẽo tình cờ có mấy năm học viên muốn đi làm quen với liễu như có khí chất đặc biệt cùng hương thơm ngát này đổi lại thường ngày liễu như sẽ thật cao hướng làm quen với những pháp sư trụ cột này nhưng hiện tại xác thực nàng không có cái tâm tình kia ngay cả một chút tinh thần cũng không nhấc lên nỗi nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy nam nhân mặc áo gió bên trong sương mù hắc ám đột nhiên mở mắt ra thân ảnh kia giống như ở trước mặt nàng ngươi tan học rồi rốt cục liễu như nhìn đến nam tử không tính là quen thuộc kia đi tới trên khuôn mặt buồn bã có vẻ tươi cười ta đang tìm tư liệu trong thư viện minh châu học phụ có rất nhiều thư tịch về yêu ma ta đều xem nhưng không nhìn thấy ghi chép có quan hệ với dracula mạc phàm bất đắc dĩ nói ta giúp ngươi đi một mình ngươi tìm lượng công việc sẽ rất lớn vốn nàng cũng muốn làm chút gì đó cũng được ngày mai ta mang ngươi đến thư viện mạc phàm gật gật đầu sáng sớm ngày thứ hai mạc phàm liền mang theo liễu như đi thư viện bất quá xảy ra một bất ngờ nhỏ chính là ngả đồ đồ cũng theo tới ngả đồ đồ phi thường tức giận bên trong nhà trọ văn minh quy định không cho phép dưới bất kỳ tình huống nào dẫn người vào bên trong nhà trọ mạc phàm dẫn theo không chỉ dẫn theo còn cho ở lại nữa có thể tưởng tượng được sáng sớm hôm đó ngà đồ đồ mặc áo ngủ tóc tai bù xù mở cửa phát hiện có một nữ nhân có mấy phần mệt mỏi đi ra từ bên trong phòng của mạc phàm thì trên mặt là vạn phần sợ hãi nàng tương đối tức giận đồng thời cũng nói cho mục nô kiều biết muốn cho mục nô kiều thấy rõ bộ mặt thật của mạc phàm mục nô kiều đúng là tương đối chấn định chỉ là không hiểu tại sao nếu mạc phàm rất cần nữ nhân thì cũng không cần thiết phải mang về nhà trọ chứ mạc phàm giải thích khai quát hai nữ vẫn là nửa tin nửa ngờ đặc biệt là ngả đồ đồ lần này dĩ nhiên trực tiếp theo đến ta nói này đại tiểu thư ta đây là đi làm việc ngươi cũng đừng gây thêm rắc rối cho ta mạc phàm rất chăm chú nói với nhà đồ đồ công việc của thợ săn đa số đều mang theo nguy hiểm mạc phàm đang thi hành nhiệm vụ thợ săn không phải tình huống đặc biệt thì không nên dính dáng đến người bên cạnh huống chi liễu như trốn ra đã bị dracula ở trong bóng tối nhìn chằm chằm sáng sớm ngày thứ hai mạc phàm đã sắp xếp liễu như ở một nhà trọ khác chính mình tạm thời cũng sẽ chuyển tới ở ai thêm phiền các ngươi không phải muốn tìm tư liệu của dracula sao ta có thể giúp ngươi tìm ta còn có thể giúp ngươi đánh dracula đây ngả đồ đồ nói ngả đồ đồ chính là muốn làm rõ có phải mạc phàm có quan hệ không thể cho ai biết với liễu như hay không như vậy nàng sẽ làm cho bản thân và chị mục không nhớ đến cái nam nhân phụ lòng này hồ đồ khoảng thời gian này ngươi không nên tiếp xúc với cái gì có nghe hay không ngữ khí mặc phàm chìm xuống càng không cho ngả đồ đồ có cơ hội dính líu vào Ngà đồ đồ thấy dáng vẻ hung thần ác sát như vậy của Mạc Phàm, không khỏi sửng sốt. Qua một hồi lâu, ngà đồ đồ mới tức giận quyền đấm cước đá với Mạc Phàm, trong đôi mắt mang theo nước mắt chạy đi. Đuổi ngà đồ đồ đi, Mạc Phàm cũng không khỏi thở dài. Ngược lại Mạc Phàm không lo lắng ngà đồ đồ sẽ làm phiền mình, mà từ lâu Mạc Phàm đã biết yêu ma sinh hoạt ẩn nấp, trong nhân loại đều không phải loại hiền lanh gì, chúng nó thường thường có thủ tất báo. Núp ở, trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra tung một đòn chí mạng cho thợ săn và người bên cạnh của thợ săn. Có thể sống ở thành thị nhân loại, yêu ma đều hiểu được cách ngụy trang. Phần nguy trang này đủ để cho pháp sư có thực lực cao cường, nhưng thiếu kinh nghiệm chết không có chỗ chôn. Thư viện rất lớn, lại chia làm rất nhiều tầng. Bởi vì tầng cao nhất đều là có một chút thư tịch thiên môn tương đối xa xưa, tầng này có học viên rất ít. Mạc Phàm và Liễu Như bắt đầu tiếp tục xem sách, đồng thời cũng là chờ tin tức của Linh Linh. Gần đoạn thời gian này Linh Linh đều dùng những phương pháp khác nhau nhìn chằm chằm câu lạc bộ Bắc Quốc, nhưng đáng tiếc con Dracula kia không xuất hiện, không nhận được tin tức gì. Linh Linh là một tiểu la lị, buông xuống khí thế như ông cụ non cùng chỉ số thông minh chắc Việt, thì nàng chính là một tiểu manh vật tuyệt thế, nàng đi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không làm cho người khác hoài nghi, kể cả yêu ma đang sống ẩn trong nhân loại. Ai sẽ liên tưởng một tiểu la lị hồn nhiên vô tả cùng, với thợ săn đại sư giàu kinh nghiệm hàng yêu trừ ma là cùng một người. Bên kia Linh Linh không có tin tức gì, Mạc Phàm chỉ có thể chờ, thuận tiện tra tư liệu, tìm kiếm nhược điểm của Dracula. Mạc Phàm không thể quên con Dracula kia tự móc trái tim mình ra, lỗ máu có vẻ như không lâu lắm đã tự mình khép lại. Loại sinh vật quái lạ như vậy biện pháp tầm thường sợ là đối phó không được, chỉ mong sách cổ có ghi chép liên quan. Mạc Phàm tìm kiếm một loạt giá sách, xuyên qua giá sách điêu khắc, bỗng nhiên hắn nhìn thấy bóng lưng mỹ lệ có mấy phần quen thuộc. Tóc đen thủy động lòng người, cũng không giống như bình thường để rơi lả tả, mà là buộc tóc lên một đoạn giống như đuôi chim tước tinh xảo sau lưng tản ra đường cong mỹ nhân ngư có một loại khí chất nhãn nhã yên tĩnh khó nói khi nàng chăm chú lựa chọn sách cũng không chú ý đến phía sau giá sách có một đôi mắt chăm chú nhìn nàng chỉ nhìn bóng lưng mạc phàm liền nhận ra nàng đinh vũ miên không ngờ lại gặp nàng ở đây mạc phàm lầm bầm lầu bầu nói vị này cài hoa trên tóc không giống với các nữ nhân khác có màu cùng với quần áo mỗi ngày mang lại cho người ta sự kinh diễm khác nhau mạc phàm có chút kỳ quái vì sao Hoàng Tinh Lệ vẫn luôn như hình với bóng với Đinh Vũ Miên lại không ở đây? Đinh Vũ Miên đang đi tìm một ít sách vở, mà tầng cao nhất này là một địa phương rất ít người tới, cho nên có thể thấy Đinh Vũ Miên là đang tìm một ít ma pháp thư rất khó tìm thấy ở những nơi bình thường. Mạc Phàm Núp, ở mặt sau kệ sách một mực chăm chú nhìn vào quyển có bìa ngoài màu đỏ tựa như hỏa diễm mà nàng đang cầm trên tay. Đột nhiên, nàng ta quay lại một cái, cặp mắt sáng ngời tựa như có dòng điện xẹt ngang của nàng nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía Mạc Phàm đang nhìn trộm ở đằng sau, và phải đôi mắt đen bóng đầy tò mò của hắn. Là ngươi. Đinh Vũ Miên ngược lại rất nhanh liền nhận ra được Mạc Phàm. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại toàn bộ hỏa viện cũng không có ai là không quen mặt Mạc Phàm. Sau khi quấy lên một hồi động tĩnh lớn như vậy, thì hiện tại những người trong chủ giáo khu đã khôi phục lại cái tên đại ma, đầu cho hắn luôn rồi. Trùng hợp như vậy. Mạc Phàm cười cười nói. Nói thật, đây là lần đầu tiên mà Mạc Phàm nhìn Đinh Vũ Miên từ phía chính diện như vậy quả không hổ danh là hoa khôi của hỏa hệ trước tiên không nói tới da thịt của nàng có biết bao nhiêu là mịn màng cái mũi tinh xảo kia có biết bao nhiêu là xinh xắn chỉ tính riêng đôi mắt tràn đầy mị lực kia đã đủ làm cho người ta có một loại cảm thất thủ tinh thần ngay từ lần đầu gặp mặt cũng không biết có phải là do hỏa nguyên tố hay không mà nàng rõ ràng khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác yên tĩnh như liên nhưng cũng lại tỏa ra một loại ngây thơ quyến rũ làm người người mê muội thầm nghĩ nếu như nàng cười lên một cái thì nhất định sẽ càng thêm kinh diễm động lòng người người ở đây tìm thư sao đinh vũ miên hỏi một câu kỳ thực ngay từ đầu nàng đã nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình lúc đầu nàng cũng không để ý lắm chẳng qua cảm thấy đôi mắt này nhìn trộm có chút lâu cho nên lúc này mới đi vạch trần hắn không nghĩ tới người này lại là đại ma đầu mặc phàm thanh danh vang dội gần đây trong khoảng thời gian này những điều mà đinh vũ miên thường nghe được nhất chính là những sự tình về mặc phàm mà hoàng tinh lệ cứ rủ rỉ bên tai nàng đúng vậy nhưng đáng tiếc thời gian ta ở lại trường học cũng không lâu trung quy không tìm được ta muốn. Mạc Phàm khá buồn chán nói. Ngươi muốn tìm cái gì a? À? Đinh Vũ Miên kế tục hỏi. Sách vở có liên quan đến Dracula. Mạc Phàm chậm rãi nói, có thể thấy Đinh Vũ Miên chắc hẳn là thường hay xuất hiện ở đây, thời điểm vừa nãy khi nàng đi tìm thư tịch liền lộ ra dáng vẻ vô cùng thành thạo. Vậy để ta giúp ngươi cho. Đinh Vũ Miên gật đầu nói. Mạc Phàm có chút bất ngờ, vẫn nghe nói vị hoa khôi của hỏa hệ này thật ra là rất bất cận nhân tình như thế nào cùng mình gặp gỡ sơ qua liền trở nên nhiệt tình như vậy lẽ nào là bị mị lực đặc biệt vẫn luôn ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài của mình chinh phục luôn rồi đinh vũ miên xác thực rất là quen thuộc với sách vở ở nơi này cũng không lâu sau nàng liền ôm đến một vài cuốn sách đặt ở trước mặt mạc phàm rồi không nói không rằng nàng lướt mắt nhìn về phía liễu như đứng ở đằng sau hắn rồi sau đó rất nhanh rời đi mạc phàm chưa kịp cùng nàng tâm sự một chút nhân sinh lý tưởng liền thấy nàng rời đi như vậy trong lòng thầm cảm thấy có vài phần đáng tiếc đúng như phân công mấy bản sách mà đinh vũ miên tìm thấy đều là những thứ mà mặc phàm muốn trong đó ghi chép không ít tên dracula có tiếng đã từng xuất hiện trong lịch sử cũng diễn tả tỉ mỉ những đặc điểm mạnh mẽ của dracula cũng như những thứ khiến nó phải sợ hãi những vụ án trong lịch sử chứng minh dracula không sợ tỏi thập tự giá hay là cọc gỗ thứ mà bọn họ chân chính e ngại chính là thánh thủy nắm giữ năng lực tịnh hóa cực kỳ mạnh mẽ mà cái gọi là thánh thủy kỳ thực cũng không phải là thánh vật đặc thù của một tôn giáo nào đó mà là một loại chất lỏng hỗn tạp quan hệ nguyên tố nói trắng ra Dracula là sinh vật bóng đêm chúng nó không sợ ánh mặt trời nhưng lại sợ sệt quan hệ ma pháp bởi vì quan hệ ma pháp có tính khắc chế khá mạnh đối với bọn chúng trừ cái đó ra cách để nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng chính là trực tiếp dùng ma pháp mạnh mẽ đánh giết bất cứ sinh vật nào kể cả vong linh chỉ cần bị đánh thành cho thì sẽ không có khả năng hồi sinh lại vì lẽ đó nếu không có ánh sáng thì phải trực tiếp dùng bạo lực về phần làm thế nào để vây khốn bọn chúng bên trong sách cũng có ghi chép rõ ràng kỹ năng có khả năng cầm cố mạnh mẽ nhất trong các loại trung cấp ma pháp chính là ám ảnh hệ cự ảnh đinh không chỉ có thể giam cầm được thân thể mà còn có thể vây khốn lại tinh thần thế nhưng dracula bản thân chính là ám ảnh hệ cao thủ hơn nữa chúng nó rất có khả năng ngay cả cái bóng đều không có cho nên cự ảnh đinh trên căn bản là vô hiệu một số biện pháp khá là hữu hiệu chính là dùng cạm bẫy cầm cố thuộc loại thủy hệ ma pháp hoặc là quang hệ lôi hệ chỉ là mạc phàm vẫn chưa học tới cảnh giới cao thâm như vậy nghĩ tới nghĩ lui nếu muốn bắt được con dracula kia thì mình bất luận như thế nào cũng phải nhờ người khác giúp đỡ mới được nói đến quan hệ người đầu tiên mà mạc phàm nghĩ đến dĩ nhiên là triệu mãn duyên hắn nhưng là một tên chủ tu quan hệ pháp sư mà thứ tu thủy hệ cũng tương tự có thể đem đến tác dụng vô cùng tốt trong việc đối phó với dracula tìm tới triệu mãn duyên triệu mãn duyên cũng không phí lời ngay lập tức liền đáp ứng mạc phàm nếu như đổi lại trước đây, hàng này tuyệt đối sẽ cảm thấy chuyện này, quá mức nguy hiểm cùng với không có lợi gì mà có kè mặc cả. Nhưng sau khi trải qua sự tình lần kia ở Kim Lâm Hoang Thành, Triệu Mãn Duyên đã thật tâm coi Mạc Phàm huynh đệ, nguy nan không từ. Điều khiến cho Triệu Mãn Duyên giận dữ cũng là nhất trí Mạc Phàm khi hắn biết loại sinh vật Dracula này dĩ nhiên chuyên môn ra tay với phái nữ, tội lỗi này của bọn chúng là càng không thể tha thứ được. Thời đại này cô nương tốt đã rất thiếu, tăng nhiều thì ít, còn chạy ra mấy con dracula người không ra người này gieo họa nhân gian người khác có thể nhẫn lão tử không thể nhị nhất định phải ra tay thay trời hành đạo tiêu diệt mấy tên khốn này không biết có phải là ảo giác hay không mà ta luôn cảm thấy tên kia đang ở sát gần ta ta đi qua hành lang dưới chỗ tối của hành lang xuất hiện một cái đường viền ta ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao liền cảm giác có món đồ gì đó đang chạy ở trên sân thượng ta đi qua cánh rừng kia ở trong đó lại như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta liễu như lộ rõ vẻ sợ hãi thành thật kể với mạc phàm vào thời điểm mạc phàm đi tìm triệu mãn duyên liễu như tự mình đi đi lại lại trong trường học cho khuây khỏa một chút nhưng đến khi mạc phàm quay lại nàng liền vội vội vàng vàng đem phần sợ hãi trong lòng mình nói cho hắn biết có lẽ đây là mộng yểm trong sách cũng có nói qua đây là một loại bản lĩnh dracula chôn xuống một viên mầm mống tinh thần trong lòng người khiến cho người đó hoặc là đối với bọn chúng nhớ mãi không quên hoặc là tâm lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi mạc phàm an ủi nói hay nói cách khác con Dracula kia cũng là nhớ mãi không quên đối với Liễu Như, nghe nói phần lớn Dracula đều có trách nhiệm, sẽ không dễ dàng buông tha con mồi mà bọn họ nhìn chằm chằm. Linh Linh nghiêm trang nói, cũng có thể là như vậy, vì lẽ đó khoảng thời gian này chúng ta nên đem Liễu Như nuôi thả, để Triệu Mãn duyên lấy thân phận một người theo đuổi để bảo vệ nàng. Mạc Phàm từ tốn nói ra kế hoạch của mình. Đồng bọn của ngươi đáng tin không? Linh Linh cố ý hỏi lại một câu. Khó nói lắm, hắn là một tên hoa hoa công tử ta có cảm giác mức độ nguy hiểm của hắn đối với Liễu Như, cũng không kém hơn con Dracula kia là mấy. Mạc Phàm thành thật nói. Linh Linh không còn lời gì để nói. Liễu Như đứng ở bên cạnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá chỉ cần có thể báo thù tỉ tỉ, nàng sẽ dốc toàn lực để phối hợp với kế hoạch của Mạc Phàm ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm trở lại nhà trọ của mình, còn Linh Linh thì dùng phương pháp đặc biệt của nàng để giám sát Liễu Như. Nếu liễu như nói rằng việc con Dracula kia có thể xông vào, trong sân trường mang đến cho nàng một loại áp lực tâm linh, vậy thì ý tứ của Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, chính là bày ra thiên la địa võng ở ngay tại chủ giáo khu của Minh Châu, học phủ để đón đầu con Dracula kia. Minh Châu học phủ dù sao cũng là nơi tụ tập của ma pháp sư, nếu như ở chỗ khác chiến đấu, có khi sẽ gây tổn thương cho người vô tội, trời mới biết nếu như bọn họ bức bách con Dracula kia cúng lên, liệu nó phóng tay đại khai sát giới hay là không ngày trôi qua ngày, thậm chí vòng khiêu chiến thứ hai đã bắt đầu rồi, mà con Dracula kia vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Mạc Phàm đúng hạn lựa chọn một tên có thứ hạn trước 50 để tiến hành khiêu chiến, tranh thủ thu được cơ hội tiến vào tam bộ tháp vào tháng tới. Lần khiêu chiến này cũng không xảy ra điều gì bất ngờ, Mạc Phàm lợi dụng tật tinh lang để cường hành áp chế đối phương, sau đó dùng tốc độ cực nhanh để thi triển ra một đống sơ cấp ma pháp tầng tầng lớp lớp đánh tới, lấy ưu thế áp đảo tiêu diệt tên sinh viên hạng 48 kia thành công thăng cấp top 50 học viện. Không ngoài sở liệu của Mạc Phàm, những tên sinh viên nằm trong top 50 về ma cụ trên căn bản là đầy đủ hết, nếu không phải dựa vào ưu thế ba hệ của hắn, muốn chiến thắng đối phương tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao sức chiến đấu của những người nằm top 50 của Hỏa viện cũng đạt tới cấp bậc ngang bằng với Mục Ninh Tuyết trong trận luận bàn giữa các trao đổi sinh lúc trước. Bất kể là trường đại học Đế Đô hay là trường đại học Minh Châu, thì bên trong chủ giáo khu của bọn họ cũng đều lắng động quá nhiều cao thủ ở đó, Tân sinh như bọn họ nếu muốn thống trị chỗ này thì không có mấy năm liền rất khó làm được. Top 50 đã là loại cấp bậc này, càng không cần phải nói tới những tên xếp hạng càng cao hơn kia, nói chung Mạc Phàm cảm thấy nếu như không đem mấy cái vấn đề về khế ước thú, lôi hệ bậc 3, ma cụ này giải quyết cho xong, thì việc tiến vào 10 vị trí đầu sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Mạc Phàm không có mơ tưởng xa vời mà tiếp tục đi khiêu chiến, sau khi bắt được vị trí thứ 48 này, thì hắn sẽ phải lục tục nghênh đón một số tên khiêu chiến có thực lực khá mạnh. Vì vậy để bảo tồn thực lực để đối phó Dracula, Mạc Phàm không có giết tới những thứ hạng càng cao hơn, chỉ cần xếp ở thứ hạng có thể tiến vào tam bộ tháp là được rồi, những tài nguyên khác tạm thời không cần cân nhắc quá nhiều. Dòng dã hơn một tuần lễ nữa trôi qua, con Dracula kia vẫn không có xuất hiện, ngay cả Liễu Như cũng đều cảm thấy hắn rất có khả năng là đã từ bỏ, còn những thứ mà nàng mơ thấy, huyễn thấy chỉ là do nguyên nhân tâm linh của bản thân nàng mà thôi. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều không có thả lỏng cảnh giác, nếu như không thể diệt trừ con dracula kia bọn họ đều sẽ không yên lòng để cho liễu như quay trở lại cuộc sống bình thường của nàng nếu như đối phương đã kiên nhẫn như vậy vậy thì bọn họ cũng kiên nhẫn tiếp với hắn mạc phàm chỉ cần duy trì tu luyện là được liễu như đã có triệu mãn duyên bên kia chăm sóc tuy rằng sự xuất hiện liễu như đã khiến cho triệu mãn duyên chia tay với bạn gái mới của hắn nhưng mấy chuyện nhỏ này đối với triệu mãn duyên cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều tiên sư nó con dracula này thật là biết cách nhẫn nại đấy sau khi mạc phàm trở lại nhà trọ của mình trong lòng liền vô cùng bất mãn mà mắng một câu con dracula này bị liệt não rồi hay sao không lẽ hắn muốn chờ ăn đầy tháng hài tử của triệu mãn duyên và liễu như luôn hay sao không phải người ta vẫn thường nói rằng dracula luôn tương đối chấp nhất đối với con mồi của mình đến mức trở thành một loại mê luyến bệnh hoạn luôn hay sao triệu mãn duyên một tên dâm dê cỡ nào làm sao mà mạc phàm lại không biết bày đặt một cô gái nhu tình như nước như thế cùng hắn sớm chiều ở chung nếu không ra chuyện gì thì mạc phàm liền theo họ triệu của hắn nằm trên ghế salon mạc phàm càng lúc càng sốt ruột nếu như con dracula này thật sự không xuất hiện thì phải làm sao đây chính mình cũng không thể cứ bảo vệ liễu như hoài như vậy đi nha không cần mình bảo vệ lắm triệu mãn duyên hiện tại so với mình ân cần hơn nhiều liễu như cũng không tính là một cô gái có vẻ đẹp kinh diễm tựa như đinh vũ miên hay mục nô kiều nhưng nàng cũng có một hương thơm đặc biệt của riêng mình ngay cả người đã quen mắt với mỹ nữ như mạc phàm thì ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Liễu Như cũng rất là tuyệt, càng không cần phải nhắc tới thể loại bụng đói ăn quàng như tên Triệu Mãn Duyên kia. Khi mà hắn còn đang buồn bực về phần treo thưởng sắp sửa thất bại của mình, thì điện thoại di động của Mạc Phàm bất chợt reo lên, là Triệu Mãn Duyên gọi tới. "Mạc Phàm, xảy ra vấn đề rồi." Thanh âm của Triệu Mãn Duyên đột nhiên biến trầm hơn thường ngày rất nhiều. "Mượn tiền đi phá thai à?" Mạc Phàm trêu chọc lại một câu. "Ta nói thật đấy, Liễu Như xảy ra vấn đề rồi, ngươi cùng Linh Linh mau mau lại đây." triệu mãn duyên nghiêm trọng nói không hề giống như đang kể chuyện cười một chút nào mạc phàm nhíu mày có phải là chuyện cười hay không hắn tự nhiên là nghe ra được hắn cũng không nghĩ nhiều lập tức liên hệ linh linh rồi phóng qua chỗ mà triệu mãn duyên nói tới mọi chuyện xảy ra phi thường đột ngột khi mà mạc phàm còn cho là liễu như đang cùng với triệu mãn duyên trải qua một chuỗi ngày sinh hoạt vô cùng lạc thú nhân gian hắn làm thế nào cũng không ngờ được cô gái ấy hiện tại chỉ còn là một bộ thi thể lạnh lẽo không còn một chút sự sống nào nàng ngã xuống ở trong khu rừng của học viện, thời điểm mà mặc phàm, chạy tới thì màu da của nàng đã chuyển sang màu tái nhợt tới cực điểm, ngay cả thân thể cũng có vài phần khô quắt lại, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn in hẳn dấu vết thống khổ và thê lương da thì mặc phàm, đều không dám tin đây là cô gái trẻ tuổi sở hữu dũng khí kinh người, và lòng kiên định sắt đá mong muốn báo thù cho tỷ tỷ kia. Triệu mãn duyên lấy ra một cái áo khoác cỡ lớn nhẹ nhàng đắp lên thân thể của Liễu Như. Ở vị trí cổ của nàng vẫn còn lưu lại hai cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình vết thương dẫn đến cái chết của nàng chắc hẳn là chính là chỗ này đây. Không còn một chút che giấu nào nữa, hai cái lỗ máu trên cổ của Liễu Như, giống như những vết tích được cố ý lưu lại, để trào phúng những người đã cố gắng bảo vệ nàng vậy. Mạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được tiếng gió thổi, trong rừng vẫn còn đang xen lẫn những tiếng châm biếm của con Dracula đáng chết kia. Xin lỗi, là do ta không bảo vệ tốt nàng. Triệu mãn duyên cúi đầu, trong đôi mắt tuy không có nước mắt chảy ra, thế nhưng có thể thấy hắn lúc này đang cực kỳ tự trách bản thân mình vào một khắc kia khi mạc phàm nhìn thấy thi thể của liễu như hắn cũng đồng dạng cảm giác trái tim mình bị người ta hung hăng đâm một nhát để cho hơi lạnh tùy ý tràn vào tới tận óc và sau khi hắn nhìn thấy hai cái lỗ máu kia một cỗ lửa giận liền kịch liệt bốc cháy ở trong lòng mạc phàm khiêu khích con dracula kia là đang trắng trợn khiêu khích bọn hắn hắn lấy tính mạng của liễu như để mỉa mai kế hoạch bảo vệ và mai phục buồn cười của mạc phàm Giống như là đang nói cho Mạc Phàm biết rằng, tuyệt đối không nên chống lại một con Dracula đang ẩn mình trong bóng tối, thế nhưng sự phẫn nộ Mạc Phàm cũng không phải ở chỗ bị đối phương trần trụi khiêu khích như vậy, mà là vì sinh mệnh của một cô gái vô tội trong mắt của con Dracula kia dĩ nhiên lại rẻ mạt đến mức này. Liễu Như tuy bề ngoài nhìn như nhu nhược nhưng lòng kiên định và dũng cảm của nàng, thì ngay cả ma pháp sư đều muốn bội phục. Nàng ở trong đoạn thời gian được bảo vệ luôn luôn cố gắng không tạo ra quá nhiều phiền phức cho Mạc Phàm, cũng như không muốn quấy rầy sinh hoạt thường ngày của hắn. Nàng có một loại biết ơn không nói nên lời đối với Mạc Phàm, thường thường đều sẽ giấu ở trong lòng, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy Mạc Phàm thì trong đôi mắt đều sẽ lộ ra mấy phần vui sướng. Mạc Phàm lúc đầu là do đồng tình với hoàn cảnh của nàng, càng nhiều hơn chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng để lấy được bộ ma cụ đắt giá của mình. Chỉ là đến bây giờ, Mạc Phàm càng lúc càng nghiêng về việc xem liễu như như là một vị bằng hữu đang gặp phải khó khăn khiến hắn đánh động ý nghĩ phải giúp nàng thoát khỏi hồi dracula ác mộng này nếu như con dracula kia có điều gì bất mãn đối với một tên thợ săn như hắn vậy thì cứ việc đối phó hắn mạc phàm lông mày đều sẽ không nhíu một cái thế nhưng hắn lại lựa chọn xuống tay với liễu như không phải như là một con mồi mà chỉ là một lời cảnh cáo một đòn khiêu khích đó là sinh mệnh là sinh mệnh của một cô gái vui tươi hoạt bát đấy sách cổ bên trong đã từng nhắc qua huyết thống dracula càng nghiêng về phần người nhiều hơn có thể bọn họ là những nhân loại bị mắc phải một loại quái bệnh mà thôi nhưng mà hành vi hiện tại của hắn còn có thể gọi là người sao mạc phàm chợt nhớ tới những lời mà hoác đà đã từng nói với hắn hà tất phải đi lưu ý bọn họ rốt cuộc là người hay là yêu ma để làm gì muốn biết đáp án thì hãy nhìn vào những việc bọn họ đã làm hãy nhìn xem con dracula này đã làm ra những việc gì thể loại không xứng làm người này thì nên bị xử lý giống như súc sinh là được ngươi có muốn thông báo cho cao tầng của liên minh thợ săn không triệu mãn duyên nói không có tác dụng trừ phi chúng ta cung cấp được chứng cứ gây án trực tiếp nhất của dracula nếu không thì chính ngươi cũng nhìn thấy rồi đó hai cái lỗ máu này có bao lớn không khác gì bị lợi khí mở tạc ra cả mạc phàm bình tĩnh nói ngay cả người có danh vọng như hoác đà đứng ra làm chứng nói rằng vụ việc đó là do dracula gây ra vẫn đều không có tác dụng huống chi là loại vụ việc không có chứng cứ cụ thể như thế này người chết cũng không phải là ma pháp sư, vì lẽ đó vụ án này cuối cùng cũng sẽ được giao cho cảnh sát mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Người hãy kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra cho ta biết. Mạc Phàm cũng đồng dạng giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào rồi. Không cần biết con Dracula này đang trốn ở nơi nào, không cần biết hắn ta đang ngụy trang thành người nào ở trong thành phố này, Mạc Phàm nhất định sẽ đem hắn bắt lại, rồi đem băm vằm thành trăm mảnh để làm chất dinh dưỡng, cho hoa cỏ trước mộ phần tế bái của Liễu Như. Sau đó, Linh Linh chạy tới. Nàng dùng thân phận thợ săn đại sư của mình để phong tỏa khu vực này, cũng tiện dễ làm việc hơn. Bên kia, giáo viên nhà trường cũng theo chân Mạc Phàm chạy tới. Bên nhà trường nói rằng loại chuyện như thế này bọn họ cũng không giúp được, trừ phi Mạc Phàm có thể tìm ra con Dracula kia. Mà ngay khi Mạc Phàm và Triệu Mãn duyên rời khỏi khu rừng phát sinh vụ án kia, một nam tử mặc áo khoác màu đen, có dáng người cao ngất đứng ở nơi xa cười lạnh ngưng mắt nhìn hết thảy mọi thứ xảy ra ở bên này. Nhìn rõ chưa? Ngươi căn bản không có quan trọng với bọn họ. Cái đám ma pháp sư cao cao tại thượng như bọn họ, làm sao có thể vì một nữ nhân hèn mọn như ngươi mà rơi nước mắt được cơ chứ? Bọn họ thậm chí còn giao khu vực này lại cho cảnh sát xử lý, cũng không có dám báo cáo sự việc này lại cho liên minh thợ săn. Người biết vì sao không? Bởi vì họ sợ cái nhiệm vụ bảo vệ ngươi thất bại một khi được truyền đi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của họ, Nam tử áo khoác gió nói với giọng lúc nhanh lúc chậm. Áo khoác ngoài của hắn rất rộng. Bên trong cái này bao bọc một cô gái có dáng người mềm mại. Cô gái này bị bụng miệng lại. Thân thể thì không thể động đậy được, do bị ảnh hưởng từ một mùi hương trong không khí. Lúc này, hai con mắt nàng trợn to lên. Mới vừa rồi mặc phàm, triệu mãn duyên nhìn thấy cái thi thể kia của nàng. Nàng cũng có nhìn thấy. Những điều tên Dracula ma quỷ này vừa nói, nói thật nàng thật sự không muốn tin. Nàng phi thường tức giận, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên ở trong rừng tìm thấy nàng đã chết. Quả thật ở nơi đó rõ ràng đang có một cỗ thi thể nằm ở đó. Nhưng nàng cũng không có chết. Lúc này, nàng đang bị tên ác ma Dracula ác quỷ bắt và đang ở bên cạnh hắn. Như vậy, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cái gì vậy? Đó là chị gái của nàng. Cái tên Dracula này ấy vậy mà lại đem thi thể chị gái liễu nhàn của nàng trộm đi. Hơn nữa, mặc dù đã trôi qua 3 tháng rồi thế nhưng cái thi thể này vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn có trời mới biết hắn bảo tồn thi thể chị gái của nàng để làm gì mà đáng hận hơn nữa chính là hắn lại dám lấy thi thể của chị gái nàng để lừa mặc phàm và triệu mãn duyên bọn họ và nàng không thân không quen nhưng vẫn tận tâm tận lực bảo vệ cho nàng nghĩ tới vẻ mặt của bọn họ khi nhìn thấy thi thể của nàng liễu như hận chỉ muốn liều mạng với tên dracula ở trước mặt này đừng có chờ mong nữa rất nhanh bọn họ sẽ quên người không còn sót lại một chút gì rất nhanh người sẽ biết rằng ta đối với ngươi là để tâm cỡ nào hà hà nhiếp đông phát ra tiếng cười kỳ quái nói tiếng cười này truyền tới tai liễu như cực kỳ chói tai nhưng hiện tại nàng cũng không thể ra sức được quả thật lực lượng của nàng quá nhỏ bé và nàng cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tất cả mọi việc phát sinh có phải ngươi cảm thấy mình được giải thoát hay không trải qua mấy ngày qua chắc chắn ngươi cảm thấy mình không được an toàn đúng không tổng hội đặc biệt quan tâm tới ta nhưng hiện tại ngươi rơi vào lòng bàn tay ta rồi có phải ngươi cảm thấy mình như chút được gánh nặng rồi đúng không nhấp như tiếp tục trêu đùa liễu như trong đôi mắt liễu như nước mắt chảy xuôi nhưng nàng vẫn duy trì sự kiên cường của mình như cũ nàng nói ngươi đừng cho rằng mình là đúng người bất quá cũng chỉ là một tên âm hồn hèn hạ xấu xí quấn quanh ta mà thôi ta chưa từng đem chuyện này xem trọng vậy hiện tại thì sao đây ha ha không có ai có thể bắt được ta đúng không không sao chúng ta còn rất nhiều thời gian từ từ sẽ hiểu rõ lẫn nhau thôi ngươi cũng đừng trông cậy vào chuyện mình chết sẽ được giải thoát Đối với huyết tộc chúng ta mà nói, tử vong chính là trọng sinh sang một cuộc sống khác." Nhiếp Đông cuồng tiếu nói. Liễu Như cũng không có nói gì thêm nữa. Thời điểm nàng nghe được câu nói này, đột nhiên nàng nhớ tới trong một cuốn sách có ghi lại rằng, Dracula có bản lĩnh đem người khác biến thành đồng tộc của mình. Liễu Như cảm giác cái tên này muốn đem nàng biến thành một Dracula. Cuối cùng sinh mạng loài người cũng quá mức ngắn ngủi đi. Sở dĩ huyết tộc chúng ta kiên nhẫn như vậy, bởi vì chúng ta có tuổi thọ sánh ngang với thiên địa người lúc này thống hận ta như vậy ta cũng không có để ý tới đâu đợi tới khi chúng ta sống chung mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau người sẽ phát hiện ra chúng ta đã trải qua một chút ít căm hận kia cũng chỉ là một trò chơi nho nhỏ mà thôi nhiếp đông nói tiếp liễu như cũng rất là quật cường nàng có được dũng khí khó ai có thể có được giống như kiểu chị gái nàng chết đi đã tạo ra cho nàng một đả kích khổng lồ đả kích này khiến cho nàng vượt qua mọi nỗi sợ hãi nàng mặc dù cố chấp như vậy nhưng nếu như nàng thật sự sẽ trở thành cái chủng tộc mà nàng thống hận nhất nghĩ tới chuyện này tất cả đạo phòng ngự trong tâm hồn nàng trong nháy mắt bị sụp đổ như đê vỡ huyết tộc cần máu sau khi đem nàng biến thành huyết tộc hắn chắc chắn sẽ bảo nàng đi săn hai vị ma pháp sư kia nghĩ tới chuyện hai vị ma pháp sư biết được nàng muốn giết họ chắc chắn lúc đó vẻ mặt của bọn họ sẽ vô cùng phong phú cùng huyết tộc đối nghịch kết quả thường thường là nội tâm của người đối nghịch sẽ bị vỡ nát trong căn hộ, Triệu Mãn Duyên đem chuyện xảy ra trước đó không lâu, kể lại từng chi tiết cặn kẽ cho Mạc Phàm nghe. Triệu Mãn Duyên biết Dracula có những thủ đoạn gì, cho nên hắn vẫn duy trì phương thức bảo vệ Liễu Như như ngày thường. Kể cả có lên lớp học, hắn cũng sẽ mang Liễu Như theo. Chẳng qua để cho Triệu Mãn Duyên không ngờ tới là lại có tới tận hai con Dracula. Một tên trong đó dẫn hắn đi chỗ khác, tên còn lại thì chạy tới chỗ Liễu Như khi hắn không có chú ý, bảo vệ cho nàng. Triệu Mãn Duyên đã tạo ra hai tầng bảo vệ trước khi đi hắn đã nhờ cậy một chuyên viên ở trong trường học trông chừng nàng dùm cho nên cái tên dracula kia muốn đem liễu như ra khỏi trường học là điều không thể bởi vì vị chuyên viên mà hắn nhờ cậy kia có thực lực rất là xuất chúng không ngờ tới chính là tên dracula kia trực tiếp hút khô máu liễu như ở trong rừng cả quá trình này không mất tới mấy phút bởi vì triệu mãn duyên thông qua một thiết bị truy tung được đặt trên người liễu như rất nhanh hắn liền khóa định được vị trí của liễu như thế nhưng khi hắn tìm tới nơi nàng đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng chỉ có mấy phút thôi sao mạc phàm chăm chú hỏi ừ thời điểm ta tìm thấy liễu như ta lập tức gọi điện cho ngươi triệu mãn duyên nói thậm chí còn có tới tận hai con dracula trong sách cũng có ghi lại rằng loài dracula tiềm phục trong nhân loại thường sinh sống theo kiểu một gia đình cái gia đình này cũng không phải là gia đình theo kiểu quan hệ huyết thống mà là một trưởng bối có thực lực cường đại mang theo mấy tên Dracula đời sau đã được đích thân tay hắn chuyển sinh. Và gia đình này chiếm cứ một khu vực nào đó trong thành thị. Trưởng bối yêu cầu bọn họ tuân thủ giới luật do hắn đặt ra, dạy bọn họ cách sống và kiếm ăn ở trong nhân loại, như thế nào mà không để lại dấu vết. Đồng thời thủ hộ lãnh địa của bọn họ không bị các Dracula khác xâm phạm. Mạc Phàm tìm trợ thủ giúp đỡ hắn. Mà tên Dracula giảo hoạt kia cũng tìm trợ thủ giúp đỡ giống như hắn. Rõ ràng chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Ta cũng không rõ nữa hai người bọn họ liên thủ có lẽ cũng đem ta giết chết được nếu như người bọn họ muốn giết là ta bản thân ta có biện pháp gọi chuyên viên ta nhờ cậy tới triệu mãn duyên nói hắn không dám ra tay với chúng ta bởi vì chúng ta đều là ma pháp sư ma pháp sư một khi chết rất nhanh sẽ kinh động tới liên minh thợ săn và thẩm phán hội bọn họ còn muốn khoác lớp mặt nạ ra người sống tạm trong thành phố nếu như bọn họ đem chúng ta giết chết chẳng khác nào tự chặt đường lui của mình sao mạc phàm nói ừ đúng vậy chẳng qua ta cảm thấy có lỗi với liễu như nàng đang còn là một cô gái tốt như vậy trong thoáng chốc biến thành một cái thi thể đóng băng khiến ta triệu mãn duyên cảm thấy đau lòng nói đóng băng linh linh ở một bên nghe thấy vậy liền đặt câu hỏi đúng vậy máu chảy hết nhiệt độ thân thể con người đương nhiên sẽ biến mất thời điểm ta sửa động mạch của nàng chính là lạnh như băng triệu mãn duyên nói vì sao mạc phàm không hiểu hỏi lại linh linh thì nhuến mày lên suy tư ủng hộ kênh qua linh Halezy com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé một lát sau linh linh mới nói máu chảy hết quả thật khi đó thân thể sẽ rất nhanh lạnh như băng lúc đầu ta còn cho rằng thân thể lạnh xuống nhanh như vậy là do hai chúng ta chạy tới khá chậm nhưng xem ra cũng không phải là vậy nhiệt độ thân thể của con người cũng không có xuống nhanh như vậy được có thể là do đặc tính của dracula thì sao triệu mãn duyên nói linh linh nghe thấy như vậy liền lắc đầu nàng nhìn mặc phàm một cái sau đó nói với giọng suy đoán thật ra lúc trước có một khu vực ta cảm thấy nó không được rõ ràng cho lắm khu vực nào vậy mạc phàm hỏi rõ ràng chị gái liễu nhàn của nàng chết là do mất máu quá nhiều tại sao khi giám định lại nói chết do bệnh tim phát tác đột ngột còn nữa tất cả giấy tờ có liên quan tới cái chết của chị gái nàng đều rất rõ ràng và đầy đủ không có bất cứ chỗ nào khiến cho người khác phải đem lòng sinh nghi nhưng càng đầy đủ rõ ràng như vậy lại càng không hợp lý chắc chắn hoác lão đầu không có lừa dối chúng ta, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy. Linh Linh nói, nàng nói được một nửa, Mạc Phàm đã ý thức được vấn đề. Chúng ta không nên giao thi thể liễu như cho cảnh sát. Mạc Phàm nhận thấy hắn đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ừ, nhưng cũng không có liên quan tới vấn đề đó. Ta cảm thấy tên Dracula này đã bại lộ thân phận của mình rồi. Trong đôi mắt Linh Linh có một tia sáng lóe lên, hiện ra sự cơ trí của mình. Đã trễ thế này rồi mà còn phải làm việc có lẽ chúng ta phải tan ca cùng nhau rồi. Một cô gái cảnh sát có khuôn mặt tươi cười nói với một tên nghiệm thi trẻ tuổi. Tên nghiệm thi trẻ tuổi nghe thấy vậy liền hiện ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, bên trong học phủ Minh Châu phát hiện thấy một cỗ thi thể nữ sinh, ở trong rừng bị đục hai lỗ máu ở trên cổ. Thi thể đã được mang tới, ta muốn đi giám định nó một chút. Nơi đó không phải là khu vực tụ tập ma pháp sư sao. Ở đó mà cũng có người dám gây ra án mạng sao. Đùa nhau à? Cô gái cảnh sát kia nói, rất có thể vụ án này là do ma pháp sư làm ra thì sao chờ ta giám định xong kết quả thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi tên nghiệm thi trẻ tuổi nói hắn mặc vào một chiếc áo dài màu trắng sau đó đi về phía gian phòng có mấy phần mờ mờ căn phòng này hiện ra một màu trắng tiêu điều bên trong có rất nhiều dụng cụ dùng để giám định tử thi ngay vị trí chính giữa căn phòng là một chiếc giường dùng để đặt tử thi lên một chiếc khăn màu trắng dài dùng để che đậy cỗ tử thi có thân thể thon thả hoạt bát tên nghiệm thi trẻ tuổi đang định đóng cửa lại đột nhiên cô gái cảnh sát thò đầu vào dè dặt hỏi có cần ta hỗ trợ gì không có lẽ như vậy sẽ giúp ngươi hoàn thành công việc được nhanh hơn sau đó chúng ta có thể ăn đêm cùng nhau dĩ nhiên là cần rồi hiện tại ta có chút đói bụng tên nghiệm thi trẻ tuổi cười nói cô gái cảnh sát gật đầu nói vậy để ta ra ngoài mua cho người một chút đồ ăn nha không cần người ở lại đây là được rồi đột nhiên trên khuôn mặt nhiếp đông hiện ra nụ cười xảo quyệt vừa nói xong nhiếp đông liền đẩy cô gái cảnh sát vào tường cô gái cảnh sát bị va chạm nặng như vậy khiến cho đầu nàng có chút choáng váng nàng định dãy ruộng, đột nhiên cảm thấy có một vật lành lạnh gì đó kề sát cổ mình nàng đối với người thanh niên nghiệm thi trẻ tuổi đẹp trai này rất là có hảo cảm cho nên nhân dịp tối nay nàng muốn tiến triển thêm một bước nữa giữa quan hệ hai người nhưng điều nàng không ngờ tới là đối phương lại đánh nàng thật ra cũng chỉ là một bữa cơm thôi cần gì phải vội vàng như vậy đâu nàng không thích cách thức thô bạo như thế này hai cái răng nanh lạnh như băng liền xuất hiện trên miệng nhiếp đông sau đó hắn đâm vào cổ cô gái cảnh sát này mà không gặp bất kỳ cản trở nào vừa đâm vào ngay lập tức thân thể cô gái này liền căng ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vài phần đau đớn động mạch ở cổ máu cứ như vậy theo chiếc răng nanh rót vào trong dạ dày của hắn nhiếp đông tham lam hút lấy máu của cô gái cảnh sát thời gian hắn trở thành dracula cũng không dài cho lắm cho nên bản tính giết chóc và sự tham lam đã ngấm sâu vào trong xương tủy khiến cho hắn không có cách nào khống chế nó được tốt vì vậy những lúc thưởng thức mỹ vị như thế này hắn cũng mặc sát con mồi cứ như vậy thưởng thức một cách thống khoái thỉnh thoảng hắn còn hút cạn máu của con mồi khiến con mồi chết ngay lập tức trưởng bối từng nói rằng đây là một thói quen không tốt thói quen này sẽ khiến cho đám thợ săn loài người hoài nghi thân phận bọn họ dễ dàng hơn nhưng Nhiếp Đông thì khác, Nhiếp Đông lại cho rằng trưởng bối chắc cũng lo xa, bao đồng, chuyện bé xé ra to mà thôi. Dựa vào năng lực của Dracula, nhiều lúc muốn đem đám thợ săn kia đùa bỡn ở trong tay, cũng là chuyện rất chi là dễ dàng. Tại sao Dracula phải e sợ đám thợ săn kia chứ? Vốn huyết tộc là một chủng tộc cao cấp hơn so với loài người. Loài người bất quá cũng chỉ là đồ chơi, thức ăn cho huyết tộc mà thôi. Thế nhưng, ở trong miệng trưởng bối chủng tộc huyết tộc lại không khác gì một đám người sống chui rúc trong góc tối âm u luôn phải ẩn núp luôn phải sống trong bí mật và không được làm bại lộ thân phận của mình nói thế này không phải rất là buồn cười sao hút cạn máu thì thế nào cái thành phố này có trăm triệu trăm vạn người coi như mỗi ngày giết một người thì như thế nào căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào không đừng mà cô gái cảnh sát nói với giọng yếu ớt quá trình dracula hút máu diễn ra cũng không có bất kỳ khoái cảm nào mà phải nói là vô cùng đau đớn tính mạng cô gái cảnh sát điên cuồng trôi qua quả thật có cho cô gái cảnh sát này nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra được rằng chuyện mình phải vất vả lấy hết can đảm dũng khí để đi gặp nam nhân mình thích mời chàng đi ăn khuya ai mà ngờ được lại trở thành bữa ăn của quỷ nàng ra sức dẫy ruộng nhưng dẫy ruộng trong vô vọng rốt cục máu cũng hết sắc mặt cô gái cảnh sát trở nên tái xanh thân thể khô quát đi trang phục trở nên thùng thình lúc này nhiếp đông mới đem chiếc huyết nha tham lam từ trên cổ nàng rút ra hắn liếm liếm giọt máu vẫn còn đọng lại trên môi. Hai con mắt nhìn cô gái ngã vật ra đất kia với một nụ cười khinh bỉ. Thật sự, ngươi không gặp may rồi. Ngày hôm nay ta muốn hoàn thành một cái nghi lễ, cho nên cần phải có một lượng lớn máu tươi. Nếu như người không tự đưa mình tới, có lẽ đêm nay ta sẽ tùy tiện chọn một cô gái làm con mồi. Nhếp đông nở nụ cười. Chiếc răng nanh trên miệng từ từ được thu vào. Mặc dù trong trạm cảnh sát có camera, ngay cả phòng nghiệm thi này cũng có, nhưng những chiếc camera nơi này đã bị hắn động tay động chân từ sớm rồi. Sẽ không có một ai biết cô nàng cảnh sát kia đã tới nơi này. Cũng sẽ không có ai biết buổi tối ngày hôm nay nàng đã bốc hơi khỏi thế gian này. Thật ra, đây là lần đầu tiên hắn ở chính nơi làm việc của mình hạ thủ. Xem ra từ trước tới giờ cũng là tại hắn tự mình hạn chế hành động của mình. Liễu nhàn, người cũng nên quay lại nơi này với ta. Sách sách, thật là một đám ngu xuẩn, bị ta đùa bỡn quay như trong chóng cuối cùng kết quả vẫn là cả hai chị em đều rơi hết vào tay ta. Nhiếp đông không thèm liếc nhìn thi thể cô gái cảnh sát lấy một cái, mà chậm rãi, tiêu sái đi tới giường đặt thi thể liễu như. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một con sói với một chiếc hòm đeo ở trên lưng, lấy một tốc độ cực nhanh chạy về phía trạm cảnh sát. Khi gặp phải chướng ngại vật, nó nhảy lên, bay một đoạn dài trên không trung. Thân thủ vô cùng mạnh mẽ. Hỏng bét. Nàng đã chết trên lưng tật tinh lang, Linh Linh nhìn chằm chằm vào màn hình notebook nói. Mạc Phàm nghe thấy vậy cũng nhíu mày. Vốn hắn nghĩ rằng, Dracula sẽ vì che giấu thân phận của mình nên sẽ ít lạm sát người vô tội hơn. Ai mà ngờ được lúc này lại có thêm một người nữa bị nó giết chết. Cái tên Dracula này phải nói là tắng tận lương tâm rồi. Linh Linh vừa suy đoán thân phận của tên Dracula, vừa bắt đầu tiến hành kiểm tra tất cả mọi người trong trạm cảnh sát này. Cuối cùng, nàng khóa lại một tên nghiệm thi trẻ tuổi mặc dù camera giám sát bị đối phương động tay động chân vào nhưng linh linh là cao thủ về máy tính cơ mà cho nên mấy chuyện như thế này nàng khinh muốn phá giải liền ngay lập tức phá giải hơn nữa nàng còn có thể kiểm tra được các hình ảnh từ camera giám sát thu vào không lâu sau khi linh linh tiến hành kiểm tra các hình ảnh do camera thu được nàng liền nhìn thấy hình ảnh tên dracula này tập kích cô gái cảnh sát kia mặc dù cô gái cảnh sát này chết có chút khiến cho người khác phải tiếc hận nhưng hình ảnh này lại chính là chứng cứ đanh thép nhất tố cáo tên dracula kia tên dracula kia lần này chắc chắn chạy không thoát mặc dù triệu mãn duyên đã đem bản copy những hình ảnh này trình lên liên minh thợ săn nhưng chúng ta cũng nên bắt hắn càng sớm càng tốt nếu không liễu như sẽ gặp nguy hiểm linh linh nói với mạc phàm mạc phàm gật đầu thời gian không cho phép hắn chỉ hoãn hắn phải nhanh chóng truy bắt tên dracula độc ác này cứu thoát được liễu như câu lạc bộ bắc quốc bên trong căn hầm của câu lạc bộ có không ít loại rượu được trưng bày ở đây cũng có nhiều giá đựng rượu được bỏ không không có chai rượu nào một số chai rượu đỏ trên giá rượu nhìn có vẻ quý giá thì được lau chùi một cách sạch sẽ nhìn không ra một hạt bụi nào bám lên đó hầm rượu này rất là sạch sẽ và yên tĩnh hầu như không có một chút âm thanh nào từ quầy rượu ở phòng khách phía trên vọng xuống nó được ngăn cách hoàn toàn bên trong một góc tối trong căn hầm rượu này âm thanh tí tách như tiếng nước chảy từ đâu đó vọng ra nó duy trì một cách đều đặn và vô cùng nhịp nhàng ở vị trí trung tâm hầm rượu có một cái bàn tròn chiếc bàn tròn này được chạm khắc một nửa một cô gái có dáng người thon thả mềm mại bị trói vào nơi đó giống như kiểu nàng đang tiếp nhận một nghi thức cúng tế theo thời phong kiến cổ xưa vậy trên cổ tay nàng có dấu vết bị cắt mà cái âm thanh tí tách đều đặn nhịp nhàng kia là từ những giọt máu nơi vết cắt ở cổ tay này chảy xuống máu tí tách rơi xuống mặt đất rồi chảy về một cái hình vẽ vô cùng cổ quái sau đó máu từ hình vẽ lại chạy lên chỗ cô gái, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Máu chảy càng lúc càng nhiều. Ở nơi hình vẽ cổ quái kia, một cỗ tà khí quỷ dị dâng lên càng lúc càng thịnh. Tà khí này điên cuồng chui vào trong cơ thể Liễu Như. Nó ăn mòn, cải tạo cơ thể của nàng. Liễu Như đau đớn khẽ mở ra đôi môi của mình, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi răng nanh sáng bóng nhô ra. Máu cứ chậm chạm, chạm chảy như vậy, nếu như chảy hết 40% lượng máu có trong cơ thể con người, rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng con người. Lúc này, Liễu Như không biết mình đã mất đi bao nhiêu máu rồi, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng rằng máu của mình chảy xuống hình vẽ quỷ dị kia liền bị trung hòa và biến chất. Sau khi rơi xuống hình vẽ cổ quái kia, nó biến thành một cỗ huyết khí kỳ quái, sau đó trở lại thân thể của nàng. Có lẽ máu của nàng đã biến chất thật rồi. Tóm lại, nàng lúc này giống như đang ngâm mình trong làn khói độc vậy. Sự đau đớn thống khổ này khiến cho nàng khó có thể chịu đựng được. Xung quanh nàng lúc này là một màn đen, nó tối đen như mực. Âm thanh nàng nghe được cũng chỉ là âm thanh tí tách của từng giọt máu rơi xuống. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trôi qua không biết bao lâu rồi. Nàng hoàn toàn giống như bị quẳng vào trong một góc tối vậy, ở trong một góc tối này chờ chết trong sự tuyệt vọng. Bịch 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 bịch, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng truyền tới căn hầm rượu trống rỗng này. Nó kéo dài mãi và quanh quẩn mãi trong căn phòng này. Liễu Như biết tiếng bước chân này là của ai? Vì vậy, một trận chán ghét liền dâng lên trong lòng nàng. Bởi vì nàng biết người sẽ xuất hiện ở nơi này là ai, còn ai khác ngoài tên Dracula nhiếp đông kia chứ? Hắn muốn đem nàng biến thành đồng loại như hắn. Hơn nữa, hắn còn nói với nàng rằng tuổi thọ của Dracula cao hơn loài người rất là nhiều, quan trọng nhất là có thể bảo quản thanh xuân mãi mãi. Nếu biến thành một con quái vật như vậy, nàng quả thật không muốn sống tiếp nữa. Liễu Như, một giọng nói nam tử có mấy phần quen thuộc truyền tới tai Liễu Như liễu như ngẩn người sau đó từ trong lòng dâng lên một trận vui mừng ta ta ở nơi này mạc phàm là ngươi sao liễu như có chút suy yếu hỏi là ta là ta mạc phàm vội vàng chạy về phía giọng nói liễu như phát ra thấy liễu như đang bị lấy máu mạc phàm vội vàng tháo dây cho nàng sau đó bịt miệng vết thương ngăn ngừa chảy máu cho nàng cũng may hắn luôn đem theo thuốc cầm máu bên người cho nên có thể bổ sung thêm máu cho nàng khi mạc phàm nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của liễu như dần dần khôi phục được một chút lúc này hắn mới thở phào ra nhẹ nhõm may nhờ có linh linh nhanh trí không có kinh động tới tên dracula nhiếp đông ở trạm cảnh sát kia mà bảo hắn tới câu lạc bộ này tìm kiếm một phen quả nhiên đúng như dự đoán liễu như bị giam ở nơi này mạc phàm có năng lực ám ảnh hệ cho nên đối với những khu vực có nguyên tố bóng tối nồng đậm hắn phi thường nhạy cảm hắn cảm nhận thấy bên dưới câu lạc bộ này có một cái hầm rượu vì vậy hắn liền lẻn vào bất kể là thế nào đi chăng nữa cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy được liễu như nếu như nàng thật sự bị tên dracula kia giết chết quả thật mạc phàm cảm thấy vô cùng ân hận vô cùng áy náy trong lòng trước tiên chúng ta nên ra ngoài càng nhanh càng tốt có lẽ cái tên dracula kia đang còn trên đường trở về mạc phàm đem liễu như suy yếu bế lên ngang người sau khi liễu như bị nhiếp đông bắt đi nàng liền bị hắn dẫn tới nơi này cũng may nghi thức dracula này cần phải cải tạo máu biến đổi máu cho nên mạc phàm và linh linh mới có đủ thời gian để cứu thoát nàng mạc phàm cảm ơn ngươi hu hu cảm ơn ngươi giọng nói liễu như sen lẫn với tiếng khóc nức nở nàng luôn luôn kiên cường thế nhưng vào lúc này sự yếu đuối liền được phơi bày ra nàng đem đầu của mình vùi đầu vào bờ vai chàng trai mà nàng cũng chỉ mới quen được có nửa tháng ta là thợ săn cứ ngươi là trách nhiệm nên làm mạc phàm an ủi nàng sau khi ra ngoài hầm rượu mạc phàm liền cẩn thận vô cùng Trước khi tới nơi này, hắn có nghe Linh Linh kể rằng đây là nơi gia đình Dracula tiếp xúc và hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, rất có thể ở nơi này còn có những con Dracula khác sinh sống nữa. Nếu như nó bắt gặp hai người đang chạy trốn, lúc đó hắn muốn đi cũng có chút khó khăn. Liễu Như vẫn khóc nức nở, chỉ là không biết tại sao nước mắt của nàng lại không có chảy ra. Hai tay nàng lúc này ôm Mạc Phàm thật chặt, giống như kiểu nàng sợ hãi, lệ thuộc vào Mạc Phàm vậy. Ở trên người hắn, nàng ngửi thấy hơi thở ấm áp nóng bỏng từ trên người hắn tỏa ra. Nó khiến cho cơ thể lạnh, như băng của nàng không tự chủ được muốn áp sát lên người mạc phàm, chặt hơn nữa. Nàng không dám tiếp cận mạc phàm quá gần. Bởi vì nàng sợ nàng sẽ quấy dày cuộc sống vốn có của hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một vị ma pháp sư lương thiện qua đường muốn bảo vệ cho nàng, mà thôi. Nhưng vào thời điểm mà nàng cảm thấy tuyệt vọng, bất lực nhất lại có một nam tử nguyện ý cứu giúp nàng. Đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đây chính là một phần ân huệ. Mấy tháng qua, Nàng suốt ngày bị tên Dracula kia quấy rầy khiến cho nàng cảm thấy rất là bất an. Lúc này, nàng được chàng trai này ôm vào lòng, khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mặc dù nó chỉ được có ngắn ngủi nhưng lại rất là xa xỉ. Không biết tại sao, liễu như muốn hôn hắn cực kỳ. Cả người nàng lúc này lạnh như băng, lạnh tới tận xương tủy, mà thân nhiệt mặc phàm lại rất cao, nhất là khu vực bả vai, cổ và gương mặt gần nàng kia. Nàng mặc dù mệt mỏi dã rời nhưng vẫn len lén nhích tới gần khu vực này một chút. Vốn nàng nghĩ rằng nàng muốn đem đôi môi của mình, vô tình hữu ý tiến gần sát môi hắn một chút, muốn hôn hắn một cái. Nhưng, khi nàng ngửi thấy một cỗ mùi thơm từ nơi cổ mạc phàm truyền tới, một cỗ khao khát cháy bỏng, khổng lồ liền dâng lên trong cơ thể nàng. Cỗ mùi thơm này nó không khác gì một loại độc dược trí mạng đối với nàng vậy. Khát vọng này không chỉ là khát vọng được điên cuồng ôm lấy mạc phàm, được điên cuồng hôn mạc phàm, mà cái khát vọng này còn vượt qua cả sự tiếp xúc giống như kiểu muốn hút lấy dòng máu nóng hổi của chàng trai lương thiện này vậy một đôi môi mềm mại cắm sâu vào cổ mạc phàm mạc phàm đang chạy ra ngoài câu lạc bộ đột nhiên thân thể run lên hắn cảm giác giống như có thứ gì đó đâm vào mạch máu trên cổ của hắn vậy theo bản năng từ cơ thể hắn dâng lên một ngọn lửa ngọn lửa này muốn đem thứ xâm chiếm cơ thể hắn kia đốt thành cho bụi nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu tái nhợt của liễu như ngọn lửa hồng viêm đã dâng lên tới tận eo kia đột nhiên dừng lại. Mạc Phàm nhìn Liễu Như, nhất thời không nói nên lời. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng máu, trong cơ thể hắn đang từ từ bị hút ra ngoài cơ thể. Chẳng qua, khi hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Liễu Như, theo dòng máu bị hút ra ngoài kia từ từ chậm rãi khôi phục lại, ngọn lửa trên người hắn liền dần dần tản đi. Trong lòng hắn lúc này cảm xúc ngổn ngang như tơ vò, có trách, có thương hại, cũng có sự tức giận nhưng chỉ có ngọn lửa là hắn không có cách nào dám phóng thích ra hắn không dám đem ngọn lửa này thiêu đốt nàng một cô nàng ngây thơ không biết mình vừa làm gì mùi máu tươi tràn ngập khắp trên môi nàng ngày trước khi liễu như nhìn thấy máu nàng liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhưng vào lúc này nhìn thấy máu nàng lại cảm thấy ôi sao máu đẹp tuyệt trần vậy trời cảm giác sền sệt ngòn ngọt mọi đau đớn thống khổ oán hận trong lòng nàng vào lúc này giống như theo mùi máu tươi thơm ngon này biến mất hết sạch vậy chỉ là liễu như cũng không có đắm chìm vào trong đó quá lâu trong phút chốc nàng liền ý thức được điều gì thân thể nàng kịch liệt run rẩy lên nàng nhẹ nhàng rút đôi huyết nha từ trên cổ mạc phàm ra mà cảm thấy bối rối vô cùng tiếp đó nàng lấy tay sờ lên hai cái răng đanh vẫn còn dính máu với vẻ mặt không thể tin được trời ơi mình vừa làm gì vậy liễu như với vẻ mặt hoảng hốt không tin được chuyện gì vừa mới xảy ra Nàng quay lại nhìn Mạc Phàm, phát hiện ra rằng hắn vẫn nhìn mình chăm chú như cũ. Từ trong hai con ngươi đen nhánh kia nàng không hề nhìn ra một chút tâm tình ba động nào. Nhưng càng không có tâm tình như vậy, Liễu Như càng có cảm giác rằng giống như bị ánh mắt này chọc thùng hàng trăm lỗ trên người mình. Nàng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào cho phải với hắn, nên đối mặt với hắn như thế nào đây. Liễu Như từ trên người Mạc Phàm nhảy xuống, sau đó lui về phía sau mấy bước, hai con mắt tràn đầy tia máu nhìn Mạc Phàm một cỗ bi thương mãnh liệt chưa từng có từ trước tới nay đột nhiên dâng lên trong lòng nàng nếu như là lúc bình thường có lẽ nàng đã sớm rơi lệ đầy mặt rồi bởi vì nàng đã làm tổn thương tới người ra tay cứu giúp tương trợ cho mình một hành động mà nàng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng lúc này nàng ngay cả một giọt nước mắt cũng không có ngay tới việc ôm mặt khóc nàng cũng cho rằng đây là hành động ngụy trang cho hành động vừa mới xảy ra kia của mình lúc này Nàng có cảm giác trời đất quay cuồng, cảm giác cái thân thể này không thuộc về nàng, nàng không biết nó là cái gì, chỉ muốn quăng nó vào vực sâu vạn trượng. Mình là gì vậy? Mới vừa rồi, mình đã làm chuyện gì vậy? Dracula, từ trong xương tủy mình hận, mình chán ghét nó. Thế mà lúc này mình lại biến thành đồng loại của nó, thậm chí, mình còn hạ thủ đối với người đã cứu giúp mình. Liễu Như không dám nhìn Mạc Phàm. Nàng chạy như điên, chạy như điên về phía mảnh rừng tối tăm kia nàng muốn chạy trốn khỏi nơi đầy xấu hổ này có lẽ ngay tới cả nàng cũng không nhận ra được rằng mỗi khi nàng bước chân vào bóng tối tốc độ của nàng lại tăng lên nó nhanh tới nỗi chỉ trong vòng tích tắc nàng đã chạy xa được vài trăm thước rồi còn mạc phàm vẫn đứng im ở đó vốn hắn định đuổi theo nàng nhưng liền kinh ngạc phát hiện ra rằng tốc độ của nàng căn bản quá nhanh hắn đuổi không kịp mới chỉ cách đó không lâu nàng vẫn đang còn là một cô gái yếu đuối bình thường sau khi hút được máu hắn nàng giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy nàng thay đổi từ màu sắc con ngươi cho tới xuất hiện huyết nha dùng để hút máu trên khuôn mặt tái nhợt thê lương kia của nàng một đôi môi đỏ tươi như máu hiện ra mặc dù bộ dạng của nàng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhưng từ người nàng tỏa ra một lớp xương đen thần bí khiến cho người khác nhìn không thấu nàng giống như kiểu nàng biến thành một người tràn đầy khí chất hắc ám vậy nhìn bóng lưng hoảng sợ chạy trốn kèm theo tiếng khóc có phần tuyệt vọng kia trong lòng mạc phàm dâng lên một cỗ xót xa chỉ biết than ngán thở dài nàng thống hận dracula như vậy thậm chí nàng còn không ngần ngại cầm thanh thủy thủ bạc liều mạng với nó thế nhưng lúc này nàng lại biến thành bộ dạng giống như nó sự tuyệt vọng này mạc phàm đã không còn cách nào thấu hiểu được nó nữa rồi mạc phàm sao vậy tiếng linh linh truyền tới tai mạc phàm có lẽ chúng ta đã muộn rồi mạc phàm nhìn linh linh lắc đầu nói linh linh liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên cổ mạc phàm có hai cái lỗ thủng do vết răng tạo ra rồi lại nhìn liễu như với sắc mặt tái nhợt chạy trốn vào rừng kia liền hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ cái tên dracula kia hình như nhận ra được điều gì rồi thì phải không biết lúc này hắn chạy đi đằng nào rồi linh linh hỏi ta cảm thấy hơi mệt một chút thôi có lẽ chúng ta nên quay về trước đi mạc phàm nói mạc phàm bị liễu như hút đi không ít máu Lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi rất nhiều. Hiện tại, bảo hắn đi tìm tên Dracula kia tính sổ, có vẻ không được thực tế cho lắm. Tốt nhất lúc này nên chờ đợi khôi phục lại trạng thái như ban đầu, rồi sau đó tính tiếp thì hơn. Theo Mạc Phạm nhận thấy, chuyện có thể làm lúc này chắc có lẽ nên giết sạch đám Dracula, mà hắn vô cùng chán ghét, thống hận là tốt nhất. Còn sau này như thế nào thì tính sau. Trở lại căn hộ, Mạc Phạm nằm dài lên ghế salon, sau đó ngửa mặt lên trời suy nghĩ thuốc cầm máu đã được hắn uống xong lúc này hắn chỉ cần lẳng lặng nghỉ ngơi rất nhanh liền khôi phục lại như cũ mạc phàm tại sao mày lại để liễu như chạy đi một mình như vậy triệu mãn duyên ở trong đại sảnh đi tới đi lui hiện ra sự lo lắng hỏi tao đuổi không kịp nàng mạc phàm trả lời đuổi không kịp triệu mãn duyên kinh ngạc hỏi lại ừ đúng vậy tốc độ của nàng quá nhanh mà huyết thú ngoa của tao thì đã được tao xài lúc cứu nàng mất rồi Mạc Phàm nói, ai, mày luôn nói với tao rằng tao bảo vệ cho nàng, kiểu gì tao cũng động tay động chân đối với nàng. Nhưng tao không có mù nha mày, rõ ràng nàng rất có hảo cảm đối với mày. Nhưng lại sợ gây thêm phiền phúc cho mày. Triệu Mãn Duyên nói, tên Dracula chó chết kia, đừng có để tao bắt được. Tao mà bắt được, tao nhổ từng khúc xương của hắn ra. Mạc Phàm tức giận nói, lúc này, tình trạng của hắn đã khôi phục lại không ít. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được tên dracula kia và làm gọi hắn mạc phàm ta đã tìm thấy tên dracula kia rồi trong khi mạc phàm đang còn tức giận đầy bụng ở đầu bên kia linh linh liền mang tới một tin tức tốt lành cho hắn mạc phàm nghe xong liền từ trên ghế salon bật dậy hai con mắt tỏa ra sát y nồng đậm không đem đám các ngươi tiêu diệt sạch lão tử không còn là mạc phàm nữa nói xong hắn liền nhảy từ trên sân thượng xuống căn bản không muốn lãng phí một chút thời gian nào ngay cả đi thang máy, hắn cũng không có vào. Khi thân thể Mạc Phàm rơi xuống tầng 1, hắn liền nhanh chóng chìm vào trong bóng tối tới bờ hồ bên kia. Có thể nhận ra được hắn lúc này có lẽ cũng chỉ thông qua hình ảnh phản chiếu loang loáng trên mặt hồ trông giống như cái bóng của một con ưng cắt ngang mặt nước, linh động mà phiêu giật kia. Khi Triệu Mãn Duyên chạy tới sân thượng, thì đã thấy Mạc Phàm đầy tức giận kia chạy tới bờ hồ nhân tạo bên dưới rồi. Dưới ánh đèn đường tối tăm kia, một thân ảnh thon dài giống như con sói từ trong vết rách ánh trăng liền chui ra ngoài mạc phàm đang chạy liền nhảy phốc lên lưng tật tinh lang một cái sau đó đi tiếp bộ lông đẹp như ánh sao bay phấp phới mang theo mạc phàm tức giận đùng đùng nhanh chóng biến mất giữa ngã tư đường để con mẹ mày chờ tao với triệu mãn duyên nhìn bóng lưng mạc phàm chạy khuất xa liền gọi với theo hắn là một tên chủ tu quang hệ phụ tu thủy hệ làm sao giống như mạc phàm có thể trực tiếp nhảy lầu như vậy được cho nên, hắn cũng chỉ có thể đi vào thang máy đàng hoàng xuống mà thôi. Mẹ kiếp! Đã là ma pháp sư rồi mà còn phải lái xe. Đùa nhau à? Triệu mãn duyên tiếp tục oán trách. Hắn khởi động động cơ, dẫm lên chân ga. Sau đó, lái xe của mình chạy ra khỏi bãi đậu xe. Ai mà ngờ được, một thanh lan can thu phí liền rơi xuống ngay trước mặt, chắn trình hình trước mũi xe của hắn. Nhất thời, triệu mãn duyên tức sôi cả máu. Lại nghĩ tới hình ảnh vô cùng tiêu sái của mạc phàm ngồi trên lưng tật tinh lang kia, Triệu mãn duyên cắn răng một cái, nhấn ga. Bang! Thanh lan can thu phí liền bị hắn đụng nát bấy, gỗ vụn rơi đầy trên mặt đất, cùng với đó là vết sức ở đầu xe. Chơi không lại hình ảnh cưỡi thú phiêu giật, tuấn lãng rong ruổi trong thành phố giống như tên cờ hó kia, thì việc quyết đoán đâm một thanh lan can để tranh thủ thời gian cũng không khiến triệu mãn duyên, phải áy náy. Liễu như đã biến thành Dracula. Trong chuyện này, triệu mãn duyên cũng có một phần trách nhiệm. Có trời mới biết hiệp hội thợ săn bên kia lúc nào, mới có thể phái người tới giải quyết chuyện này. Mà Mạc Phàm đã xung phong giết địch rồi, mình còn không nhanh chân mất phần thì khổ. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên ngoài thành nam, một tòa nhà office hạng sang mọc lên sừng sững, tỏa ra ánh sáng màu trắng lạnh lẽo chiếu rọi xung quanh khu vực quảng trường, buôn bán đầy yên tĩnh này. Nơi này tòa nhà office ice rất nhiều. Hầu hết tòa nhà đều là những tòa nhà trên dưới 20 tầng. Duy chỉ có tòa nhà office ice màu trắng này là đạt tới 40 tầng cao hơn 100 mét. tầng thấp nhất tạm thời còn trống còn chưa có bất kỳ công ty nào thuê cả cả một tầng lớn như vậy cũng chỉ có một vài bàn ghế đồ đạc vứt lộn xộn ở nơi đó khiến cho tầng này đã chống lại càng thêm trống chảy hơn đêm khuya yên tĩnh tòa nhà này không có một ai ngay cả an ninh cũng chui vào trong buồng đi ngủ để mặc cho camera giám sát ở bên ngoài xử lý một thân ảnh quỷ màu trắng đen đột nhiên chui vào trong màn hình của cái camera giám sát này. Người này có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng biến mất trong màn hình màn giám sát camera. Ngay sau đó, đã xuất hiện trên màn hình của một chiếc camera khác. Giống như kiểu hắn đang tìm kiếm thứ gì đó vậy, giống như một cơn cuồng phong bao phủ bởi một lớp sương mù quét ngang qua nơi này vậy. Mãi cho tới tận tầng thứ 40 mà cũng chỉ có sự chống trải của mấy tấm kính công nghiệp bao quanh bên ngoài tòa nhà này. Mỗi tầng của tòa nhà này cũng không có cao, 3 mét một tầng, cảm giác khá là bị đè nén ánh sáng bên ngoài thành phố chiếu vào mấy tầng này căn bản cũng chỉ lưu lại một ít ánh sáng trong tầng tối tăm này một chiếc áo khoác ngoài màu đen một khuôn mặt nghiêng đầy góc cạnh hiện ra sự u lãnh một đôi môi đỏ tươi nhiếp đông đứng trước tấm kính công nghiệp ở trong bóng tối lạnh lùng nhìn thành phố đầy phồn hoa kia khiến cho hắn cảm giác được bóng đêm thành phố quá là nhỏ bé nếu là ngày thường hắn chắc chắc có lẽ sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ bắc quốc ở nơi đó hắn có thể chọn lựa con mồi thơm ngon tiếp theo cho mình nhưng hiện tại thì không được bởi vì hắn đã bị trưởng bối của mình trục xuất khỏi gia đình biến thành một con dracula đầu đường xó chợ nguyên nhân bị quẳng đi rất là đơn giản liên minh thợ săn đã theo dõi bọn họ nói cách khác liên minh thợ săn có săn giết nhiếp đông hay không thì không có liên quan tới gia đình bọn họ cái đám nhát gan hèn yếu rõ ràng là một chủng tộc siêu việt hơn hẳn ma pháp sư loài người ấy vậy mà lại chỉ muốn sống một cuộc sống chui lủi tạm bỡ trong cái thành phố này Nhiếp Đông đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy lắm rồi. Hắn chịu đủ rồi, bị đuổi đi như thế này cũng tốt. Cuộc sống tiếp theo hắn sẽ không còn bị mọi người nói, tới những cái giới luật đáng ghét kia nữa. Vù, một trận gió quái dị thổi vào căn phòng này, đập lên ót của Nhiếp Đông. Khóe miệng Nhiếp Đông khẽ nhách lên, không cần quay đầu lại, nói, thì ra ngươi vẫn còn giữ lại một chút tình cảm. Tại sao không tiếp tục ở trong học phủ ngụy trang nữa đi? Ngày đó ta mới ngươi hỗ trợ, ngươi lại đi cự tuyệt, lúc này chạy tới đây làm cái gì? có một thân ảnh cô gái ở phía sau nhiếp đông, cô gái này có dáng người thon thả, xinh đẹp, mái tóc dài buông thả ra, cảm giác rất là lộn xộn, không được chỉnh chu cho lắm. cô gái này từ từ bước tới gần, một bước lại tiến thêm một bước, tiếng bước chân vô cùng nhẹ. người đi chết đi. đột nhiên, cô gái này phát ra tiếng kêu thê lương, tay nàng nhanh chóng biến thành móng vuốt dài ngoằng, trắng hiếu giống như nam thanh thủy thủ hung hăng đâm về phía cổ nhiếp đông. bá những móng vuốt kia lao về phía nhiếp đông với một tốc độ cực nhanh nó tạo thành một đạo lãnh mang trong không khí hơn nữa còn tạo ra một vết cào cực sâu ở trên cổ nhiếp đông nhiếp đông hoàn toàn không có ngờ tới đối phương sẽ ra tay với mình cũng may khi năm cái móng vuốt sắc bén kia đâm tới người hắn hắn liền nhanh nhẹn né tránh nó theo bản năng chứ không thì đầu hắn lúc này có lẽ lìa khỏi cổ rồi để con mẹ ngươi ngươi điên rồi sao ngươi làm cái gì vậy nhiếp đông ôm cổ né về phía bên cạnh Máu tươi từ giữa hai ngón tay hắn chảy ra. Lúc trước, Nhiếp Đông bị thanh thủy thủ bạc đâm trúng giữa tim, nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra. Lúc này, hắn bị cào một vệt ở cổ, máu lại chảy ra. Rất rõ ràng vị trí chứa máu của Dracula Lơ là ở từ vị trí bả vai trở lên, hay nói chính xác hơn là từ cổ cho tới đỉnh đầu. Vốn Nhiếp Đông nghĩ rằng gia đình của hắn sẽ là hắn và đứa con gái mà hắn muốn biến thành Dracula kia. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một gương mặt vô cùng thân quen nhưng cũng rất là xa lạ khuôn mặt hắn lúc này ngoài trừ sự khiếp sợ ra còn hiện lên mấy phần khó tin liễu liễu như nhiếp đông nhìn chằm chằm vào gương mặt đang còn tức giận tới cực điểm này mãi một lúc lâu mới phun ra được cái tên này ta muốn giết ngươi liễu như gào lên một cách điên cuồng giống như kiểu muốn phát tiết mọi sự tức giận ở trong lòng ra vậy giọng nói của nàng lúc này không còn là của nhân loại nữa người biến thành huyết tộc không thể nào điều này làm sao có thể được không có huyết tộc cho người truyền thừa máu người giỏi lắm chỉ có thể biến thành một con quái vật mà thôi nhiếp đông kinh ngạc nói một khuôn mặt tái nhợt một đôi môi đỏ tươi còn có cặp huyết nha thấp thoáng hiện ra ngoài nguyên bản cô gái này có một khuôn mặt vô cùng khả ái và thanh tú thế nhưng vào lúc này liền biến thành một người lăng lệ đau khổ và phẫn nộ mặc dù hình dạng nàng vẫn xinh đẹp như cũ nhưng khi bị những tâm tình xấu xa tiêu cực này chiếm cứ trên căn bản không còn nhận ra nàng không sai nhiếp đông muốn biến liễu như thành huyết tộc hắn vô cùng yêu thích nữ nhân này chỉ có đem nàng biến thành huyết tộc giống như hắn nàng mới có thể trở thành người tình của hắn nhưng nghi thức huyết tộc trên căn bản chưa có hoàn thành mà sở dĩ nhiếp đông giết cô gái cảnh sát kia cũng là vì hắn đang cần rất nhiều máu tươi để cung cấp máu cho liễu như một cách đầy đủ sau khi liễu như lột xác thành công nàng cần được thưởng thức máu lần đầu tiên đem máu của người bình thường phóng thích ra ngoài máu sau khi trải qua ám hóa từ hình vẽ lại một lần nữa trở về cơ thể đây cũng chỉ là bước đầu tiên để trở thành huyết tộc ngay sau khi người bị tả hóa máu người đó bắt buộc phải tiếp nhận truyền thừa máu của một thành viên trong huyết tộc hay nói chính xác hơn chính là hút máu của một huyết tộc sau đó mới có thể biến thành dracula hồi đó nhiếp đông chính là bị tả hóa máu sau khi thức tỉnh dậy hắn hút máu của vị nam tử trung niên sau đó hắn liền biến thành dracula mà người cung cấp máu huyết tộc cho hắn cũng chính là vị nam tử trung niên kia, bây giờ chính là trưởng bối của hắn. Vì vậy, hắn không thể phản bội trưởng bối của mình được. Nhiếp Đông muốn mình là người cung cấp máu cho Liễu Như, như vậy, hắn liền trở thành trưởng bối của nàng. Liễu Như lúc đó sẽ vĩnh viễn không phản bội hắn được. Đáng tiếc trong quá trình hắn săn mồi trở về, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn bị gia đình của mình đuổi ra ngoài đường. Khi tới câu lạc bộ Bắc Quốc, Liễu Như cũng đã được người khác cứu đi nàng hút máu của ai tại sao nàng không có biến thành quái vật ngược lại nàng lại biến thành huyết tộc doạt trong lúc nhiếp đông đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra liễu như đã tiến công một cách dũng mãnh hiển nhiên nàng còn chưa biết cách nắm giữ lực lượng của mình một cách thành thạo nàng lúc này cũng chỉ là dùng sức mạnh dracula một cách đơn thuần để cào rách đối phương lực lượng đơn thuần này của nàng mạnh tới kinh người cây cột bên trong tòa nhà office bị một chảo này của nàng cào trúng liền nát bét như tương hơn nữa tốc độ của liễu như rất nhanh nhiếp đông dựa vào lực lượng ám ảnh của hắn không ngừng thay đổi vị trí thế nhưng hắn vẫn không tài nào thoát khỏi công kích của liễu như nàng vẫn đuổi kịp hắn như cũ chuyện này làm cho nhiếp đông không thể tin được lực lượng dracula mạnh hay yếu một mặt được quyết định bởi máu hút của ai lần đầu tiên mặt khác được quyết định bởi huyết thống của trưởng bối dracula rất chú trọng về huyết thống huyết thống trưởng bối càng mạnh thì hậu bối càng mạnh mẽ mà liễu như biến thành Dracula còn chưa tới một ngày. Thế nhưng lực lượng và tốc độ của nàng đã vượt xa nhiếp đông và mọi người cùng lứa trong huyết tộc. Chuyện này sao có thể? Băng! Nhiếp đông bị liễu như nắm được áo khoác ngoài. Nàng hung hăng ném hắn về phía tấm kính công nghiệp. Tấm kính công nghiệp bị một lực mạnh mẽ đập vào, nhanh chóng xuất hiện vết dạn nứt. Đáng chết! Nhiếp đông bò dậy, trên khuôn mặt hiện ra sự tức giận vô cùng. Đáng lẽ ra cái đứa con gái tên là Liễu Như này phải biến thành nô bộc của hắn, thế nhưng tại sao nàng lại có huyết mạch còn mạnh hơn cả hắn vậy? Đây là điều nhiếp đông hoàn toàn không thể nào tha thứ được. Quan trọng nhất là, liễu như hoàn toàn không có bị nhiếp đông khống chế. Rốt cuộc nàng đã hút máu của ai? Tại sao hơi thở nàng tỏa ra lại khác biệt so với huyết tộc? ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hừ, ngươi cơ bản không hiểu được cách sử dụng lực lượng của chính mình. Ngươi cho rằng có thể giết được ta à? Phong y giận dữ quát thoáng chốc một đoàn máu đỏ tươi rội mở trong không khí, quỷ dị trôi nổi trước người phong y. Máu tươi màu đỏ dưới ý niệm khống chống của phong y, cuối cùng hóa thành một thanh quỷ đao thật dài. Huyết quỷ đao xông tới mạnh mẽ chém xuống về phía liễu như, trong quá trình quét tới, toàn bộ trụ nhà đều bị chém đứt. Phong y nhách miệng hiện lên vẻ tàn nhẫn, nếu không chiếm được vậy thì phá hủy. Trước khi một đoàn lớn huyết dịch biến thành liêm đao khổng lồ chém tới, liễu như rõ ràng không biết dùng tốc độ như thế nào để né tránh, liêm đao đảo qua vị trí eo nhỏ của nàng, làm cho cả người nàng bay lên. Liễu như bay ra ngoài, đánh ngã vài vật trang trí trên tường, mảnh vỡ lập tức bay ra xung quanh, tàn tạ một mảnh. Thể chất lại mạnh như vậy. Phong y cắn răng nói. Liêm vũ đó làm bằng máu của hắn ngay cả sinh vật cấp chiến tướng, không làm bất kỳ phòng bị nào đều có thể bị chém nát. Nhưng thời điểm đảo qua người liễu như lại không chặt đứt người nàng mà chỉ bị quét bay. Này đủ cho thấy thân thể liễu như nắm giữ năng lực phòng ngự cực mạnh phong y hiện tại bắt đầu hoài nghi liễu như có thật là huyết tộc hay không bên trong mảnh tàn tạ ấy chỉ có thể thấy gương mặt tuyệt vọng trắng bệch của liễu như đang gắng sức bỏ lên cặp con ngươi của nàng giống như không phải nhân loại nhìn chăm chú vào phong y chính là dracula này đã giết chết người chị sống nương tựa lẫn nhau của mình trước đó liễu như hận không thể tự tay giết hắn mà hiện tại đồ đáng chết này còn biến chính mình thành dracula nhớ lại hắn mang theo vài phần hờ hững và ánh mắt xa lạ Nhớ lại khóe miệng chính mình còn mang theo máu tội ác không có trốn dung thân, nhưng trong đôi mắt Liễu Như lại không thể rơi được một giọt nước mắt, chỉ có máu đang chầm chậm tràn ra, làm cho cả người nàng trở nên càng thêm điên cuồng. Nàng hận Dracula này, hận hắn cướp đi người thân nhất của nàng. Nàng phẫn nộ gần như mất lý trí, trong đầu cũng chỉ có cuồng niệm muốn giết chết Dracula này. Nàng phẫn nộ Dracula này làm cho mình không cách nào đối mặt với người mình thích, mang đến bóng tối trong sinh hoạt không rõ của mình, vốn đã sinh ra một tia hy vọng và mong đợi phần tuyệt vọng này vượt xa phạm vị liễu như có thể chịu đựng tuyệt vọng đến đáy vực nàng không tự tay chấm dứt sinh mệnh tuyệt vọng của chính mình đó là vì nàng muốn trước đó phải giết dracula đã hủy diệt tất cả của nàng cơ bản liễu như không để ý vết thương ở eo bi thương gần chết nên nàng không cảm giác được sự đau đớn của thân thể quá khứ ngay cả động vật nhỏ nàng cũng không dám thương tổn nhưng hiện tại chỉ muốn xé nát dracula trước mặt này nàng tiếp tục phóng tới chỗ phong y bên trong tầng trệt âm u chỉ có một tàn ảnh màu đen lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng tầng cản trở phóng tới trước mặt phong y trong mắt có máu tràn ra càng làm cho khuôn mặt nàng trở nên thê thảm nàng lại lần nữa duỗi lệ chảo của mình ra gió lạnh nương theo chảo máu trắng phần sức mạnh này là một loại man lực cừu hận với dracula này phát tiết chảo một chảo lại một chảo xẹt qua trên người phong y phong y phi thường nhạy bén luôn có thể tìm ra phương pháp thoát khỏi công kích không có chút kỹ xảo nào của liễu như bỗng nhiên phong y đứng tại chỗ ngón tay thon dài của hắn chỉ về phía liễu như nhất thời trong bóng đêm có vô số cánh đập bay lượn chít chít tiếng kêu chói tai truyền ra cánh rơi từ bốn phương tám hướng bay tới số lượng đông đảo chúng nó nghe theo chỉ thị của phong y cả tập thể bay về phía liễu như mỗi một con bay qua liễu như đều để lại một vết thương nhàn nhạt, nhạt cánh rơi càng ngày càng nhiều hầu như bọc liễu như lại bên trong làm cho liễu như cơ bản không thể tiến lên nửa phần người căn bản không phải là đối thủ của ta trước đây không phải hiện tại cũng không phải phong y cười lạnh nói vừa dứt lời trong lòng bàn tay phong y xuất hiện một đoàn vật chất màu đen đang phát ra dị quang lạnh lẽo vật chất màu đen được phong y đẩy ra năng lượng mạnh mẽ lập tức đánh vào trên người liễu như đang bị cánh rơi đang vây quanh phốc liễu như bị vật chất màu đen đánh bay ra xa thân thể hình thành một hình cung cuối cùng rơi xuống một góc của tầng trệt không ngừng lăn lộn liễu như đụng phải phần cuối của thủy tinh công nghiệp mới dừng lại nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng lên được phi, nữ nhân không biết điều, vậy mà có thể làm cho ta phế bỏ lượng kính lớn như vậy. Phong y chậm rãi đến chỗ liễu như bị ném tới, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Hắn một tay bưng cổ, ở cổ còn có máu chảy ra, đối với huyết tốc màu vô cùng quý giá. Liễu như gây thương tích này cho hắn đúng là không nhẹ. Phong y đi tới bên người liễu như, một tay nâng liễu như lên. Liễu như gắt gao nhìn kỹ hắn, con Dracula trong trong mắt nàng cũng đã bị lửa giận của nàng thiêu thành cho. Không biết tốt xấu, phong y giống như thẹn quá hóa giận hắn bạo ngược ném liễu như lên mặt tường khác tường là thủy tinh công nghiệp toàn bộ tường thủy tinh phía sau liễu như đều bị đập sắp vỡ vụn có thể thấy được lực lượng này lớn bao nhiêu phong y giống như cố ý dằn vặt liễu như lại một lần nữa nâng nàng lên vừa tàn nhẫn ném nàng đến một mặt tượng khác đổi lại là người bình thường cơ thể đã sớm tan nát bất quá trải qua huyết thống lột xác liễu như chỉ bị gãy mấy cái xương mà thôi cũng không nguy hiểm đến tính mạng thể chất liễu như càng mạnh phong y lại càng phẫn nộ Chẳng lẽ huyết thống Dracula của hắn còn thấp kém hơn nữ nhân xấu xí này sao? Băng thủy tinh công nghiệp bị một trận va đập nữa, triệt để vỡ vụn, mảnh vỡ sắc bén bay múa đầy phòng, Liễu Như suýt chút nữa trực tiếp bị ném ra khỏi tường thủy tinh, ngã vào vô số mảnh vỡ thủy tinh, nàng cắn răng muốn đứng lên. Liệt Quyền, một đoàn hỏa diễm hoa hồng sắc cực nóng từ cửa tầng trệt hiện ra, ánh lửa trong nháy mắt soi sáng khắp nơi của tầng trệt âm u, chiếu ra toàn bộ dáng vẻ đang cười gần của Dracula phong y. Nơi cầu thang, đoàn hỏa diễm nằm trên cổ tay Mạc Phàm, nóng bỏng muốn phun trào. Còn dám động vào nàng thử xem. Nộ quyền cắt hắc ám phá không mà đi, một nắm đấm hỏa diễm cực nóng to lớn xuyên qua tầng trệt thật dài, lập kính 3 mét tầng trệt. Oanh! Liệt quyền mạnh mẽ nện vào phòng hộ trên người Phong Y, Phong Y bị lực trùng kích mạnh mẽ khủng bố của liệt quyền đánh va mạnh vào tường. Thủy tinh công nghiệp nổ vang hóa thành vô số mảnh vỡ, ngọn lửa điên cuồng từ bên trong tầng phun ra ngoài ở bên ngoài toàn nhà tuôn ra một ngọn lửa mãnh liệt đỏ chót trên bầu trời. Dracula Phong Y bị trúng một quyền của Mạc Phàm, có thể nhìn thấy cả người hắn đều là hỏa diễm rơi từ tầng 40 xuống đường phố, trên đường đập ra một cái hố sâu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Như ngẩng đầu lên, phát hiện Mạc Phàm đang từ trong dư quang của ngọn lửa chậm rãi đi về phía nàng. Nàng giống như ý thức được điều gì đó, vội vàng dùng tay che lại khuôn mặt của mình nàng lo sợ mặc phàm sẽ nhìn thấy huyết nha của mình cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn không biết làm sao để đem hai cái huyết nha đang ghét này thu hồi lại việc bại lộ chúng ra ngoài làm nàng cảm giác mình như mình là một con quái vật từ đầu đến đuôi vậy hơn nữa nàng còn từng dùng những cái huyết nha này để hút máu của mạc phàm đáng hận đáng hận đáng hận kẻ đáng hận nhà ngươi đây là đang tự mình tìm chết từ phía ngoài đống miệng thủy tinh truyền đến âm thanh rít gào của dracula nhấp đông hắn té xuống từ địa phương cao như vậy nhưng lại không có biến thành một đống thịt nát, trái lại còn hóa ra một đôi cánh rơi thẳng tắp bay lên. Đó là một đôi cánh vô cùng dữ tợn và đáng sợ, giống như là đem một tấm da thuộc bôi mỡ trơn bóng bọc lên một cặp cốt xí lầm chởm nhô ra, tại thời điểm nó hoàn toàn mở ra dĩ nhiên có thể đạt đến độ rộng của một bức tường lớn. Niếp Đông phẫn nộ phi tới, cặp mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục hung tàn kia khóa chặt lấy vị trí mặc phàm. Đều là do tên thợ săn pháp sư đáng chết này làm hỏng chuyện tốt của mình khiến cho mình bị trục xuất khỏi gia đình, ngay cả con mồi ưa thích nhất của mình cũng bị hắn cướp mất. Những kẻ dám to gan chọc giận Dracula như vậy nhất định đều sẽ phải chết rất thảm, cả hai cốt lẫn linh hồn đều sẽ không còn một mảnh nào, nếu như không phải là do giới luật quản thúc, Nhiếp Đông chắc chắn sẽ không đi bận tâm đối phương có phải là một tên pháp sư hay là không. Diệt Trảo. Xung quanh thân thể của Nhiếp Đông bắt đầu xuất hiện những quả cầu máu sền sệt, những quả cầu máu này lại cấp tốc biến ảo thành một cái móng vuốt khổng lồ dữ tợn, theo động tác vung ra của Nhiếp Đông, cái móng vuốt do huyết dịch này biến thành này cũng liền trộp về phía mạc phàm huyết chảo nhanh chóng xẹt qua tầng lầu muốn trực tiếp bắt lại mạc phàm vào trong lòng bàn tay mạc phàm thấy thế càng là không dám thất lễ thân thể lập tức chìm vào trong quang ảnh chẳng chịt ở một chỗ khác huyết chảo đột nhiên nắm chặt tựa như đã đem mạc phàm trực tiếp bóp nát nhưng đáng tiếc thứ nó bắt được bất quá chỉ là một cái tàn ảnh do mạc phàm để lại chân chính mạc phàm lúc này đã hóa thành một đoàn bóng ảnh màu đen rán vào mặt tường bên cạnh để trượt tới một vị trí khác múa dìu qua mắt thợ. Nhếp đông thấp giọng trầm biếm, hắn là một người đã thấu triệt hết sức mạnh của ám ảnh hệ, thể loại bóng đen vị di như mặc phàm lúc này, căn bản là trốn không thoát cặp mắt được hắc ám xâm nhiễm qua của hắn. nhiếp đông giương lên hai tay, thoáng chốc từ trong bóng tối của mảnh tầng lầu này, truyền ra từng trận từng trận rít rít chói tai. Chít chít, hàn mang lấp lánh trong bóng tối, đôi cánh tựa như hai lưỡi dao sắc liên tục đập với tần số cao, từng cặp mắt phát ra hồng quang như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp chết người của nó đó chính là dạ nhận rơi. Niếp Đông có thể một hơi điều khiển trên trăm con dạ nhận rơi như thế này, tại thời điểm chúng nó cùng nhau hợp quần tập kích liền, có thể dễ dàng đem người sống phân chia thành mảnh vụn. Dạ nhận rơi từ bốn phương tám hướng bay tới, cấp tốc tụ tập rồi xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận thấy tầng lầu này quá ư là thấp và hẹp, ở chỗ này sức mạnh của hắn không có cách nào hoàn toàn triển khai ra được, vì vậy hắn liền không chút nghĩ ngợi ôm lấy Liễu Như, thương tích đầy mình đang nằm cách đó không xa, sau đó trực tiếp lao về phía vết nứt trên mặt tường thủy tinh. Bức tường làm từ thủy tinh cao cấp bị Mạc Phàm phá tan, những mảnh vỡ bị cuốn theo thân ảnh của Mạc Phàm, từ độ cao 40 tầng lầu hạ xuống mặt đất, ngươi cho rằng làm như vậy thì các ngươi có thể chạy thoát à? Thanh âm của Niếp Đông từ phía sau truyền đến, nương theo một tiếng rít khủng bố này, còn có những tiếng thét chói tai của dạ nhận rơi không ngừng vang lên. Những con rơi này tựa như một đoàn hắc khí hết thảy lao ra khỏi mặt tường thủy tinh, theo sát Mạc Phàm đang từ trên trời cao rơi xuống không hề có một chút ý tứ nào muốn bỏ qua cho hắn. Tốc độ rơi xuống của Mạc Phàm cũng không tính là rất nhanh, thân thể vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, của hắn đã có vài chỗ bị những cái cánh bén ngót của dạ nhận rơi, rạch ra. Liễu Như thấy thế thì liền vội vàng dùng thân thể mình để giúp Mạc Phàm ngăn trở đi công kích của những con dạ nhận rơi này, vết thương trên người nàng tuy nhiều, thế nhưng dạ nhận rơi khi không thể tụ tập lại thành một đám chỉ có thể lưu lại, trên người Liễu Như những vết thương rất cạn, thể chất hiện tại của nàng đã khác hẳn với người thường, thậm chí so với pháp sư còn muốn mạnh hơn. Chít chít, một đoàn đồ vật màu đen theo sát xung quanh người Mạc Phàm, ngay tại một khắc sắp rơi xuống đất đó, Mạc Phàm ngay lập tức thi triển ra độn ảnh, làm cho thân thể của hắn cấp tốc dung nhập vào bên trong cái bóng của tòa nhà này, đồng thời nhanh chóng di động đến khu vực có đèn đường đang chiếu sáng. Đường phố trống trải, nơi đây là một khu phố tài chính 9 giờ đi 5 giờ về, sau khi hoàng hôn buông xuống thì nơi này liền rất khó trông thấy được người đi đường qua lại. Ngay cả khu dân cư cũng cách nơi này ít nhất là nửa km. Trên đường phố xe cộ vãng lai cũng hầu như là số 0, đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường cũng chỉ dùng để trưng ra vậy thôi. Mạc Phàm vận dụng độn ảnh một mực đi nhanh đến ngã tư đường, vừa vặn đến điểm trung ương nhất lại không còn chỗ bóng mờ nào, khiến cho hắn không có cách nào để tiếp tục hành động. Trong khi những con dại nhận rơi, kia lại là những sinh vật vẫn luôn sinh hoạt trong bóng tối, vì vậy chúng nó có thể bắt được chuẩn xác vị trí di động của Mạc Phàm, đuổi tận không buông đèn đường ảm đạm có thể chiếu rọi rõ ràng được những cái bóng màu đen lít nha lít nhít của bọn chúng. Còn muốn truy nữa sao, chết hết đi cho ta. Mạc Phàm không chạy nữa, hỏa diễm tinh đồ được phác họa nhanh chóng ở dưới chân hắn, đồng thời diễm lực lượng bắt đầu điên cuồng tụ tập lên trên hữu quyền của hắn. Tinh đồ phát họa hoàn thành, liệt diễm hừng hực liền tụ lại ở nơi cổ tay của Mạc Phàm. Địa sát, một quyền đánh về phía mặt đất, trong thoáng chốc nền xi măng ở trung ương của ngã tư trung ương từng khối từng khối dạn nứt khai mở ra, có thể nhìn thấy bên trong những vết nứt là những dòng dung nham nóng bỏng, đang trực chờ phun trào, lên phía trên, tạo thành một vùng lĩnh vực đỏ rực vô cùng bắt mắt. Nóng bỏng, hung bạo, mãnh liệt, một đóa địa sát hoa nhìn thấy, mà giật mình tràn đầy khí tức tử vong nở rộ ra xung quanh thân hình của Mạc Phàm. Cú đấm này của Mạc Phàm là trực tiếp oanh xuống phía dưới chân của hắn, ngọn lửa kịch liệt dâng lên cũng nuốt mất cả người của Mạc Phàm, giống như thân thể hắn đang khai mở ra hỏa diễm ngục vậy những con dại nhận rơi kia điên cuồng xông lên muốn đem mặc phàm xé thành phấn vụn kết quả bị địa sát hỏa diễm phun trào ra cấp tốc đốt thành cho tàn số lượng dù có nhiều hơn nữa cũng không làm nên được chuyện gì từng phiến từng phiến dạ nhận rơi bị thiêu chết trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt sạch sành xanh ngọn lửa rực rỡ kia còn đang bay múa mạc phàm toàn thân càng là bị thiêu đến hỏa hồng cả người giống như một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát còn tàn dư lại vài con dại nhận rơi lẻ tẻ bay loạn choạng như mấy con ruồi bay loạn, căn bản không còn dũng khí để khiêu khích Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, trong giây lát liền phát hiện mình đã bị một đôi cánh thuộc ra càng thêm khổng lồ bao phủ, lại Bên trong cặp cánh màu đen đó là một khuôn mặt vô cùng dữ tợn, những cái răng nanh, từ trên môi bạo lộ ra khiến dáng vẻ của hắn càng làm cho người khác khiếp đảm. Nhếp đông há miệng ra, dĩ nhiên liền táp vào chỗ cái cổ của Mạc Phàm. Một cắn này tuyệt đối không phải là để hút máu, mà là muốn sinh sinh cắn đứt cái cổ của Mạc Phàm quang hữu thánh thuẫn. Ngay khi Mạc Phàm còn đang hoảng sợ suy nghĩ cách làm sao để né tránh một đòn này, thì từ cách đó, không xa chợt truyền tới thanh âm đọc thần chú của Triệu Mãn Duyên đang lái xe chạy tới. Một vòng khiên tạo bởi ánh sáng thánh khiết cấp tốc xuất hiện quanh người Mạc Phàm, hình thành một đạo bình phong triệt để ngăn cách hắc ám cùng tà vật đang muốn tiến đến. Khanh, những cái răng nanh sắc nhọn mạnh mẽ cắm lên vầng thánh thuẫn kia, sau đó hàm răng của tên Dracula Niếp Đông kia lập tức bốc lên khói trắng, khiến hắn sợ đến mức phải vội vàng lui sang một bên. Quan hệ dù sao cũng là khắc tinh của Dracula, từ dáng vẻ hoang mang lo lắng của tên nếp đông kia liền có thể thấy được. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sao ngươi lại không chờ ta, một mình ngươi đi, suýt chút nữa chịu thiệt rồi, triệu mãn duyên cũng coi như chạy tới đúng lúc. Trên người mạc phàm có một đạo thánh thuẫn, là pháp thuật quan hệ mạnh mẽ, cho nên cơ bản hắn không cần bận tận Dracula kia tấn công bất kỳ lúc nào trực tiếp đứng tại chỗ phác họa lôi hệ tinh đồ nếu liệt quyền đánh không chết tên súc sinh này vậy hắn để lôi đến đánh chết hắn tốt xấu gì lôi cũng là họ hàng xa xưa với quan hệ thiên quân phích lịch dạ xoa ngón tay mặc phàm hoàn thành tinh đồ chỉ về phía đỉnh đầu phong y trong lúc đó nhìn thấy có một đạo thiểm điện trong dây lát đã đánh xuống trên mặt tường thủy tinh công nghiệp cũng chiếu ra một lôi điện trụy long trói mắt lúc phích lịch rơi xuống một nửa thì mở ra năm đạo chi nhánh hóa thành cái xiên thiểm điện có hình dạng như móng vuốt tốc độ phản ứng của phong y rất là nhanh nhưng cũng ở trong phạm vi công kích của thiểm điện dạng xiên thời điểm đánh xuống trên người hắn có thể nhìn thấy thân thể dracula hắn kịch liệt chấn động có vô số hồ quang tinh tế chuyển động loạn trên người hắn phong y bị xét đánh đến xương cốt đều mềm nếu không phải dracula có thể phách mạnh mẽ lấy sức mạnh lôi điện này đủ để làm tan vỡ toàn bộ thân thể của hắn mạc phàm ngươi tiếp tục dùng lôi đi triệu mãn duyên cách đó không xa nói trong khi nói chuyện, dưới chân triệu mãn duyên xuất hiện một tinh đồ xanh lam, trong quá trình phác họa tinh đồ, trong không khí vô số nguyên tố nước điên cuồng ngưng tụ lại chỗ hắn. Bạo lãng hồng quyển, màu xanh lam thủy từ không trung chút xuống như một dòng sông, hung mãnh chảy xiết giống như một dòng lũ chiếm cả con đường. Nước lũ cuồn cuồn bao phủ, cấp tốc bao vây lấy Dracula phong y chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái. Bạo lãng dâng trào đưa hắn cách ra 100 mét, trung kích của lực nước dần suy yếu. Dracula Phong Y bị ngâm mình trong quyển lãng cuồn cuộn. Thật vất vả mới sống qua khỏi sự xung kích của phép thuật thủy hệ, ai biết trên đỉnh đầu lại xuất hiện một đạo phích lịch màu đen, mạnh mẽ đập trúng đầu hắn. Cả người đều ướt, sấm sét còn đang không ngừng truyền xuống, Dracula Phong Y nửa ngày cũng không thể đứng lên được. Cặp mắt đỏ chót đỏ chót kia của hắn vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm mặc phàm, cùng triệu mãn duyên. Chỉ bằng hai pháp sư nho nhỏ như các ngươi cũng vọng tưởng muốn chống lại phong y ta, Rốt cuộc Phong Y cũng bò lên, vẫn nộ gào thét về phía hai người. Phong Y mở ra hai bàn tay chậm rãi đưa lên, trong quá trình đó móng vuốt của hắn đã dài khoảng nửa mét, móng vuốt màu đỏ như thịt tươi ra sức vươn xé về phía không khí. Một đạo tinh hồng thập tự lệ chảo xẹt qua, đèn đường hai bên đường phố động loạt bị chặt đứt ngang, dồn dập ngã xuống và chạm hình thành vô số đốm lửa trên mặt đất. Phòng ngự của chính ngươi, tại sao móng vuốt này có thể dài như vậy? Triệu Mãn Duyên nói, xung quanh mạc phàm đã không có bất kỳ bóng ma nào hơn nữa tốc độ phi hành của lệ trào cực nhanh mặc dù sử dụng độn ảnh cũng không có cách nào né tránh hoàn toàn mạc phàm không có suy nghĩ nhiều mở ra minh ly thuẫn cheng lệ trào va vào minh ly thuẫn phát sinh ra âm thanh chói tai sắc bén sau khi mạc phàm giấu thân thể trong thuẫn này nhưng lại không tự chủ được lùi ra mười thước chờ đến lúc nguồn sức mạnh này hoàn toàn tiêu tan mạc phàm ngẩng đầu lên phát hiện chỉ trong giây lát phạm vi mười mấy mét đường phố đã xuất hiện từng đạo từng đạo dấu móng tay sắc bén khoảng cách lan tràn rất dài một bên khác triệu mãn duyên lợi dụng quang hữu thánh thuẫn bảo vệ chính mình nhưng lúc hắn vừa mới triển khai phép thuật kế tiếp dracula phong y chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn làm hắn kinh sợ cực kỳ lúc này triệu mãn duyên mới ý thức được chỗ mình đứng vừa vặn có bóng ma bao phủ dracula phong y lợi dụng năng lực quỷ dị của ám ảnh hệ tiến hành xuyên qua không gian móng vuốt dài nửa mét của hắn tàn nhẫn đâm về phía lồng ngực của triệu mãn duyên muốn đào toàn bộ nội tạng của triệu mãn duyên ra thủy ngự thực ra triệu mãn duyên không có lực công kích của ma pháp sư nhưng một thân phòng ngự vào lúc hắn nguy hiểm có thể giúp hắn chống đỡ được một quãng thời gian thủy ngự rất dễ dàng hóa giải ma lực của dracula một đạo mong vuốt kia rất nhanh đã không có hiệu quả triệu mãn duyên thừa cơ hội này trong nháy mắt một tay khác đã hoàn thành phép thuật quan hệ sơ cấp trói loại mù trên lòng bàn tay có một đoàn ánh sáng màu trắng nóng rực nổ tung trước mặt dracula phong y khoảng cách gần như vậy, con mắt tuyệt đại đa số yêu ma đều bị ánh sáng chới lòi đâm nhói, trong thời gian rất lâu. Mà bản thân Dracula lại e ngại ánh sáng, ánh sáng chói lòi kia làm cho con ngươi của hắn bị thiêu đốt lên. Dracula phong y che mắt, thống khổ gọi lên. Răng máu từ trong miệng phong y rũi ra trở nên càng dài, hắn có chút phát điện cắn về phía triệu mãn duyên. Hắn đã không nhìn thấy triệu mãn duyên, nhưng lại cảm giác được vị trí của triệu mãn duyên. Thủy ngự của triệu mãn duyên đã biến mất rồi, một cái cắn xuống này có thể lấy nửa cái mạng của Triệu Mãn Duyên. Đối mặt với sự cắn loạn của Dracula Phong Y, Triệu Mãn Duyên cũng không có vẻ hoang mang. Dấu ấn trong linh hồn mở ra, một cái khiên màu vàng mang theo đồ án đôi cánh xuất hiện bảo vệ trước người Triệu Mãn Duyên. "Khanh." Tấm khiên này không biết làm bằng vật liệu gì, cứng rắn như sắt thép, răng máu của Dracula cũng chỉ lưu lại dấu răng nhàn nhạt, nhạt, càng nhiều hơn chính là hắn bị phản lại làm cho đau đớn. "Ta muốn giết ngươi." Phong Y nhiều lần bị thiệt bởi Triệu Mãn Duyên, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn dùng man lực đồng thời nhấc Triệu Mãn Duyên trên người đang mang thuẫn lên, giống như muốn miễn cưỡng xé nát Triệu Mãn Duyên. Vậy mà trên người Triệu Mãn Duyên tất cả đều là ma cụ phòng ngự. Vì an toàn, sau khi sử dụng tấm khiên màu vàng liền mở là khải ma cụ vàng trói lòi. Rõ ràng khải ma cụ này là hàng tốt, mặt trên người càng uy phong lẫm liệt, không khác nào một vị chiến sĩ hoàng kim. Dracula phong y dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đừng hỏng xé ra được khải ma cụ, mà triệu mãn duyên đang mặc. Đợi đến lúc hắn nhớ, đến việc sử dụng lực lượng huyết hóa mở ra phòng ngự màu vàng này, triệu mãn duyên đã sắp hình thành phép thuật quang hệ cấp trung. Quang hữu thánh thuẫn cấp tốc bao bọc triệu mãn duyên lại, Dracula phong y huyết hóa thành liêm đao đánh, trên thánh thuẫn lập tức hóa thành một bãi nước động. Một đạo phòng ngự, hai đạo phòng ngự, ba đạo phòng ngự, bốn đạo phòng ngự, đến loại phòng ngự thứ tư thì kết thúc kỹ năng ma pháp phòng ngự vừa vặn hoàn thành cả người dracula phong y đều muốn điên mất pháp sư trung cấp hắn gặp cũng không thiếu nhưng chưa thấy một thân kỹ năng bảo mệnh như triệu mãn duyên thường ngày đổi lại là một pháp sư khác đã bị công kích không biết bao nhiêu lần nhưng lần này một cọng tóc gáy của triệu mãn duyên hắn cũng không đụng tới được như một con cọp hung mãnh gặp phải con rùa núi cứng rắn rời ạ căn bản không thể ăn vào miệng được dưới sự thẹn quá thành giận cùng sự sợ sệt với thánh thuẫn phỏng trừng dracula chỉ có thể mạnh mẽ ném triệu mãn duyên ra ngoài loại pháp sư này ném được bao xa thì càng tốt nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha